chương 1 2. 1 2. Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Người tinh tế, tác giả. Tiền phương hữu cá quỷ văn án. Có ta ở đây một ngày các ngươi đều không thể xâm phạm biên giới một bước. 13 khu trường quân đội bình xét cấp bậc điển lễ ngày này, Triệu Thiên đi tham gia sau cùng tiễn biệt yến. Tại mọi người kéo bè kết phái chọn lựa đặt cấp khu vực tiến hành một năm lịch lúc luyện, nàng từ 108 cái khu vực trúng tuyển khoảng cách nhất xa xôi hoàn cảnh ác liệt nhất bao năm qua chiêu mộ nhất sẽ không có người đi Akala biên cảnh khu. Triệu Thiên nói với mình, đi Akala biên cảnh về sau, liền đời này cũng sẽ không trở lại 13 khu. Đi vào Akala biên cảnh ngày đầu tiên, Triệu Thiên. Lệch ra. Hàng không cục sao. Đúng, ta muốn đặt trước một trương đêm nay trở về 13 khu phiếu, gấp 10 giá vé đều có thể tươi cười hòa ái dễ gần thủ vệ quân đội trưởng biểu thị người cao có thể đi dáng lùng lưu lại triệu thiên ngẩng đầu nhìn liếc mắt một cái tay trái mình bên cạnh người cao được vinh dự trường quân đội nam thần toàn năng chi tài người nào đó thật nói nhảm lưu không đứng đắn tinh tế văn nhìn đặc năng giả nhưng nội tâm hoảng một nhóm binh khí hình người nam chính ít ngoài lạnh trong nóng tự mang phục chế năng lực bậc hắc binh khí hình người nữ chính tô thích ngọt, lần này tình cảm của ta diễn tất không có khả năng lật xe. Nội dung nhãn hiệu, xuyên qua thời không kỳ giáp tinh tế sản văn nhân vật chính. Triệu thiên vai phụ. Trần mệ cái khác. Giá không đỡ thực không thứ một chương 674A3 cấp 674 năm đặt khu lịch luyện sinh, mục tiêu khu. Akala, số hiệu 108, lúc dài. 6 tháng bình xét cấp bậc. S khu hào. 31.096. Phải chăng xác nhận đưa ra. Lạc, hôm nay là 13 khu trường quân đội bình xét cấp bậc điển lễ tiễn biệt Yến. Tất cả viện hệ A3 cấp các học sinh đều muốn vào hôm nay xác định mình lịch luyện khu vực, năm sau xuất phát tiến về. 108 cái đặc cấp khu vực, trong đó có không ít hung hiểm chi địa bao quát nhưng không được giới hạn trong chiến trường tiền tuyến, việc không ai quản lý pháp đen mang, tinh tế tội phạm hải tặc cứ điểm các loại, qua kháo này chỗ nào là để chúng ta đi qua lịch luyện, cái này căn bản là để chúng ta đi chịu chết mà. Ngươi ngốc sao tại sao phải tuyển nguy hiểm như vậy khu vực? Mỗi cái khu vực điểm số đều là giống nhau, không có đặc thù ban thưởng, vậy coi như ta đi B91 tinh đem bên kia hải tặc ổ toàn bưng cũng không phân A. Tỉnh, nếu là Trần Mẹ đi B91 ta liền không nói, nhưng liền ngươi còn muốn đi chế bá B91 tinh hải trộm, là muốn bị chặt đầu treo buồn bên trên trừ tà sao. Ai ai, tin tức mới nhất, mặc dù khu vực nguy hiểm không được thêm học phần, nhưng là nếu như muốn gia nhập quân viễn chinh, tại nguy hiểm hệ số 5 trở lên khu vực lịch luyện qua người là sẽ có ưu tiên tham tuyển quyền. Ngồi vây quanh một đống các thiếu niên nghe xong đồng nói. Họa tào. Nguy hiểm hệ số 5 trở lên. Vậy ai chịu nổi A, à, thật sự muốn ta đi B91 đánh hải tặc A. À. Cái đặc quyền này thu hoạch vẫn là phải nhìn mệnh A. À. Ta cảm thấy có thể thử một lần, có ưu tiên tham tuyển quyền trong lời nói học kỳ sau liền có thể trực tiếp tiến trại huấn luyện A. À. Khu vực không ai số hạn chế, tiểu đội phân phối là nhiều nhất 7 người ít nhất 3 người. Mấy ca chọn một đi, có thể hay không tiến quân viễn chinh liền gặp các ngươi đại lão mang ta nhau. Triệu thiên nghiên đầu nhìn thoáng qua sát vách bàn các thiếu niên, trong đó có không ít nàng nhìn quen mắt, đều là cùng thời kỳ lại khắc hệ 13 khu quân giáo sinh nhóm. Đang đi học kỳ hạ huấn trong doanh, bác đại binh hệ tất cả đều có tham dự, mà trước mắt nàng bàn này người là lính trinh sát hệ. Đã không phải đơn binh hệ, vậy đã nói rõ nàng đến sai chỗ. Làm đơn binh hệ người lại lẫn vào trinh sát hệ tiễn biệt yến bên trong còn không có bị phát hiện, triệu thiên đối với mình thấp tồn tại cảm hết sức hài lòng. Nàng thậm chí còn bình tĩnh cùng người bên cạnh khoe khoang biển thổi, lẫn nhau vừa nói vừa cười nâng ly cạn chén, thẳng đến đối phương càng uống càng choáng về sau, nàng mới vỗ vỗ tay đứng người lên, cầm áo khoác mặt vào đi ra ngoài. Mới ra tử quán, chạm mặt tới gió lạnh làm cho nàng hiếp hiếp mắt. Lúc này đã là buổi tối, đầu đường cửa hàng dân đèn kết hoa, khắp nơi đều là đón người mới đến năm trang phục cùng bầu không khí. Triệu Thiên vừa muốn dịch bước, liền tiếp đến người nào đó điện thoại. Ngươi ở đâu? Đối phương ngữ khí bất thiện, ta không phải theo như ngươi nói 6 điểm liền đến sao? Tham gia cái tiễn biệt yến có khó khăn như thế sao? Triệu Thiên chậm rãi trả lời. Ta đã đã, đã tham gia. Tần Mị cười lạnh nói. Ta làm sao không nhìn thấy ngươi, ngươi sợ không phải linh hồn xuất khiếu đến. Triệu Thiên quay đầu mắt nhìn sau lưng tử quán nói ta đi là trinh sát hệ tần mị trầm mặt một cái chớp mắt sau cả giận nói ta là bảo ngươi đi trinh sát hệ sao chính ngươi cái nào hệ không biết sao triệu thiên đem tai nghe gỡ xuống lấy xa một chút đều là đồng cấp khác biệt hệ khác nhau ở chỗ nào sao dù sao mọi người mục đích đều là giống nhau lại nói trinh sát hệ không ai phát giác được ta thật sâu hoài nghi bọn hắn trinh sát năng lực tần mị trào nói ngươi không phải cũng không có phát hiện bọn hắn không phải đơn binh hệ sao. Triệu Thiên lập tức yên lặng. Lần lịch lãm này ta cùng người hẹn xong đi cắt tơ, không có rảnh mang ngươi, chính ngươi tới cùng những người khác tổ cái đội cùng đi, bằng không dựa theo ngươi bình xét cấp bậc nghĩ phải hoàn thành nhiệm vụ không chết cũng muốn lột da. Triệu Thiên thần sắc không thay đổi, vẫn như cũ là bộ kia lười biến bộ dáng, không cần, ta đã quyết định tốt đi đâu. Tần Mỹ nghe xong khí cười, ngươi quyết định tốt ngươi quyết định xong đi thế nào không nhọc lo lắng ngươi vẫn là quản tốt chính ngươi đi triệu thiên ngáp một cái cũng không quản đối phương nghe xong phản ứng gì trực tiếp dập máy trò chuyện cuối đông trong đêm vẫn là rất lạnh triệu thiên quấn chặt lấy trên người áo khoác tại ven đường đứng nhìn sẽ cảnh đêm về sau lại đi trong thương thành mua không ít nguyên liệu nấu ăn mới về nhà về nhà thư thư phục phục ngủ một giấc sau khi trời sáng tỉnh lại phát hiện tủ lạnh trên có một trương giấy ghi chú thượng thư. Ta đi rồi, chính ngươi nhìn xử lý. Chữ viết viết ngoáy tùy ý, có thể thấy được viết thời điểm đến cỡ nào không chú ý cùng ném một cái quăng phẫn nộ. Trương này giấy ghi chú bị lặp lại nhào nặng qua, biến thành dúng gió một đoàn, Triệu Thiên cảm thấy hơn phân nửa là tần mị ném vào thùng rác sau lại lần nữa nhặt về. Hiện tại lại bị Triệu Thiên vò thành đoàn ném vào trong thùng rác. Giấy ghi chú cái này vận mệnh là chạy không khỏi hôm nay là giao thừa, Triệu Thiên dậy thật sớm, đem tối hôm qua mua về nguyên liệu nấu ăn lấy ra nữa làm một trận phong phú cơm trưa. Một bên quan não tại phát hình hôm nay tin tức. Xe Bèo trước mắt đã muốn kiểm chứng, tại 11 hào tại biên cảnh khu phát hiện hư hư thực thực tức hậu người lây bệnh đã xác thực cho rằng là hát chính người bệnh. Quan Phương đã muốn trước tiên đem cách ly, đối với mấy ngày trước đây cho dân chúng cùng liên minh bên trên tạo thành khủng hoảng biểu thị ấy nấy. Tân Xuân gần, kết thủ tướng tiến đến chúc mừng liên minh năm mới, cư tất trước mắt đã muốn nhập cảnh, đem sẽ có ghế 29 hào tiệc tối. Tại xuyên giáo sư tại quân viễn chinh bảo vệ dưới đã muốn thành công đến Akala biên cảnh, quân đội biểu thị Akala là liên minh hoàn cảnh, Afa quân nếu tại không có liên minh cho phép tình huống dưới tự tiện mang binh tiến vào, đem coi là vì đối với liên minh tuyên chiến. Triệu Thiên đem làm tốt cơm trưa đóng gói hoàn tất sau tắt đi quan não, cầm chìa khóa đi ra ngoài, lái xe đi hướng vùng ngoại thành. Ấm ánh mặt trời vàng chói xuyên qua trong rừng khe hở vẫy xuống ở trên đường nhỏ, cuối con đường là một cái nhà gỗ nhỏ. Trước nhà trong tiểu viện mới trồng một loạt chuông bạc hoa, tìm đầu xuân khí tức không kịp chờ đợi nở rộ mở ra. Triệu Thiên vừa xuống xe, liền đón Thanh Phong nghe được kia nhàn nhạt hương hoa. Nàng chính đem trong xe hộp cơm lấy ra nửa lúc, nhà gỗ cửa mở ra, đoạn quan chiếu xạ tiếng phòng mờ mờ bên trong, làm cho trước cửa người có chút kháng cự đưa tay ngăn cản. Ta ngửi thấy tử khoai bánh hương vị. Trước cửa nam nhân nói. Triệu Thiên dẫn theo hộp cơm đi đến, hơi híp mắt nhìn trước cửa người. Tóc trắng phơ nam nhân đã tuổi trên 50, nhưng màu da lại dị thường bạch, cả người đều lộ ra một loại thương lão lại khí tức bình hòa. Lão nhân mặc màu nâu đồ hàng len áo len cùng cùng màu hệ quần thể thao, đi chân đất đứng ở trước cửa, nhìn tới được Triệu Thiên cười đến rất là vui vẻ. Vậy ngươi rất lợi hại a. À? Triệu Thiên giọng nhạo báng, đem đồ vật đều lấy đi vào nhà. Lão nhân nhìn nhìn dừng sát ở trước viện xe, có chút buồn bực hỏi. Tần Mị đâu? Hắn đi cát tơ. Triệu Thiên loay hoay bát đũa không quay đầu lại, trường quân đội lịch luyện, năm sau ta cũng phải rời khỏi 13 khu. A, à, đã đến lúc này sao? Lão nhân đưa tay gãi gãi đầu cười cười, các ngươi đều đã lớn rồi. Hắn quay người hướng bàn ăn đi tới, dưới chân truyền đến tiếng vang lanh lảnh. Triệu thiên nghiêng đầu nhìn thoáng qua, phát hiện trên mặt xiền xích, một mặt quấn quanh ở lão nhân hai chân bên trên, chính theo hắn đi lại mà trên mặt đất ma sát phát ra tất tất tác tác thanh âm. Triệu thiên nói, lại phát tác sao? Ân, gần nhất số lần bắt đầu thường xuyên. Lão nhân không lắm để ý, sau khi ngồi xuống không kịp chờ đợi lấy từ bản thân đợi đã lâu tử khoai bánh ăn triệu thiên cũng không có hỏi nhiều cùng lão nhân nói lên thường ngày nhàn thoại đến sau bữa ăn triệu thiên đi phòng bếp rửa chén sau đó quét dọn gian phòng đem một chút hỏng hoặc là không cần vật phẩm sửa sang lại đến cầm trong viện cùng một chỗ thiêu hủy lão nhân đứng ở trước cửa tắm rửa ánh nắng giang hai cánh tay hơi ngước đầu ánh nắng rơi ở trên mặt cảm giác thoải mái hắn buông lỏng ra hơi nhíu mày tần mị cùng ngươi còn tốt chứ. Triệu thiên nghiêm túc lấy gậy gỗ đâm lên trước mắt đống rác, một bên trả lời. Vẫn được. Lão nhân hỏi. Hắn tại trường quân đội không gây sự đi. Không có, hắn rất lợi hại, không ai dám trêu chọc hắn. Hắn còn muốn đi quân viễn chinh sao? Ân. Ừ. Triệu thiên nhẹ gật đầu, nghe nói lần lịch lãm này đi nguy hiểm hệ số 5 trở lên khu vực, ở bên kia biểu hiện tốt, sẽ có ưu tiên tham tuyển quyền vận khí tốt nói không chừng có thế trực tiếp tiến trại huấn luyện lão nhân lắc đầu mở mắt ra thở dài tiểu tử này còn sống không tốt sao triệu thiên cười cười lão nhân liếc nàng một cái ngươi cũng là triệu thiên ngữ khí từ từ ta cũng không có tuyển cái gì khu vực nguy hiểm lão nhân vừa há miệng muốn nói chuyện chợt ho ra một nguồn máu đến huyết hoa lạch cạch phun rơi trên sàn nhà đón ánh nắng lộ ra rất là chướng mắt. Triệu Thiên phủi hắn liếc mắt một cái, không nhúc nhích. Lão nhân nếu lấy tay áo tùy ý lau đi khóe miệng, ho khan vài tiếng sau nói. Già đi già đi, quản không được động các ngươi hai hùng hài tử, nếu là hắn vẫn còn, chắc chắn sẽ không để các ngươi như thế làm ẩu. Triệu Thiên quay đầu nhìn về thiêu đốt đống rác, nhạc vừa nói. Ai bảo hắn không có ở đây đâu. Lão nhân ở trước cửa hành lang ngồi xếp bằng xuống, dưới chân hắn phiền xích chiều dài chỉ có thể tới đây Lão nhân nói Ta cũng sắp Ta biết Triệu thiên đem gậy gỗ ném vào trong đống lửa Cất bước hướng trong phòng đi đến Không bao lâu sau mang theo một cái màu đen thùng ra Ta muốn tối nay trở về Ngươi muốn ăn cái gì Lão nhân nói Tử khoai bao Cuối cùng lại vội vàng bồi thêm một câu Muốn sáu phố nhỏ nhà kia Đi Triệu Thiên mang theo màu đen thùng lái xe theo đường núi rời đi. Thanh phong phơ phất, tường vây viện lạc quan ảnh dưới một hàng kia chuông bạc hoa chính lười biến thư triển cành lá. Lão nhân ánh mắt ôm nhu nhìn chăm chú lên Triệu Thiên rời đi phương hướng, chậm rãi nhắm hai mắt lại. Đêm giao thừa, 13 khu tuyệt đại đa số người đều ở nhà cùng mình thân bằng hảo hữu đoàn tụ chúc mừng, tinh bình phong bên trên đều là làm đỏ nghệ mọi người chúc mừng biểu diễn. Trên đường đèn nê ông lóe ra, Hoa Mỹ pháo hoa tại khu náo nhiệt bên ngoài thỉnh thoảng lấp lóe chiếu sáng lên đêm tối. Triệu Thiên thay đổi màu đen ngay cả mũ áo từ tử quán cửa sau ra, mũ che đậy mặt mũi của nàng, gầy gò thân ảnh toàn bộ bị bao khỏa ở tại trong bóng đêm, nàng dẫn theo thùng, dạo bước hướng đối diện cao lầu đi đến. Mái nhà có phần phật gió đêm, thổi lên nàng trên trán toái phát. Triệu Thiên đem mở rương ra, bên trong là các loại súng ống linh kiện, nàng chậm chạp mà cẩn thận lắp ráp, thanh thúy cùng cục tiếng ở lầu chót vang lên. Mảng lớn pháo hoa ở sau lưng nàng trong bầu trời đêm tráng phóng, bành 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 tiếng liên tiếp mà lên, triệu thiên mang theo tai nghe, điều tín hiệu dụng cụ kết nối, ước chừng một phút đồng hồ sau, rốt cục tiếng nhập nàng muốn nghe kênh. Các phương vị chú ý, mục tiêu xuất hiện. Trong tai lạnh chìm nam tiếng vang lên lúc, triệu thiên đã muốn nằm rạp người tại thư, đánh, phát súng trước, ở kính ngắm bên trong tìm kiếm lấy mục tiêu của nàng đếm ngược thứ ba chiếc, bản số xe A9456. Bên kia làng xe tại tối hôm qua đã bị thanh tràn, ước chừng mấy trăm mét còn có thủ vệ tại vừa nói bên trên tuần tra. Làng xe bên trên hết thảy có 7 chiếc xe đang chạy, bọn hắn trừ bỏ bản số xe khác biệt ra cơ bản đều là giống nhau như đúc. Triệu Thiên mục tiêu khóa chặt tại A9456 bên trên, nàng thần sắc bình tĩnh, cầm thương tay thực ổn, đang tính toán tốc độ gió cùng tầm bắn sai lầm, Nghe thấy trong tai nghe truyền đến chỉ huy thanh âm. A à, tổ tay súng bắn tỉa vào chỗ sao? Triệu Thiên không nói chuyện, có người trả lời. A à, tổ tay súng bắn tỉa đã vào chỗ. Hành động. Một giây sau, Triệu Thiên đã nhìn thấy trong màn ảnh của xe nháy mắt bạo tạc, ngón tay của nàng không hề động, cái khác của xe cũng không có dừng lại, mà là tiếp tục đi về phía trước. Rất nhanh nàng chỉ nghe thấy trong tai nghe truyền đến nam nhân tức hỗn hển chửi mắng hắn không ở trên chiếc xe kia. A tổ đáp lời, A tổ đáp lời. Tại nam nhân chỉ huy thời điểm, Triệu Thiên đã muốn đổi mục tiêu. Tầm mắt của nàng tại đối diện trong đại lâu tảo xạ, ống kính dừng lại tại đối diện chỗ nắp, một người trưởng phát súng một người cầm kính viễn vọng nhìn dưới lầu. Nàng tiêu điểm nhắm ngay tay súng bắn tỉa kia, thon dài hữu lực ngón tay bóp cò súng, nằm rạp người trưởng phát súng người thét lớn một tiếng lật nghiêng ngã xuống đất, một người khác kinh hoảng nhìn lại lập tức báo cáo a tổ bị phát hiện triệu thiên tiếp tục đổi lấy mục tiêu dọn dẹp mai phục tại làng xe phụ cận cái khác tay súng bắn tỉa a tổ rút lui che giấu b tổ tiếp tục theo vào chúng ta tuyệt đối không thể vứt bỏ cơ hội lần này có xe chiếc xông phá thủ vệ ngăn cản tiến nhập làng xe sẽ tại trên đường phi nhanh của xe nhóm chặn lại song phương triển khai kịch liệt giao chiến triệu thiên nghe đối phương chỉ huy động tác nhanh chóng cắt đứt sự trợ giúp của bọn họ, đem chạy tới cổ xe toàn bộ đánh nổ. Xe beo người động tác không nhanh như vậy. Đối diện chỉ huy cuối cùng là đã nhận ra không thích hợp, trầm giọng nói. Bê tổ vòng về sau, xe tổ đem khu vực thu nhỏ, bọn hắn còn có người ẩn nấp rồi. Xe tổ có thế định vị sao? Cho chút thời gian. Triệu Thiên nghe đến đó lúc im ắng nở nụ cười, đối diện đang tập kích tất cả đều bị nàng điểm mất coi như phát hiện vị trí của nàng, nhanh nhất chạy tới cũng phải tốn bên trên khoảng 15 phút. Nàng không được lại ở chỗ này dừng lại lâu như vậy. Tại Triệu Thiên kế hoạch bên trong, sau 5 phút nàng liền sẽ rời đi. Ống nhắm một lần nữa chuyển hướng làng xe bên trên, nam nhân chỉ huy ngữ tốc dần dần tăng tốc, lộ ra một chút lo lắng. Triệu Thiên đoạn mất sự trợ giúp của bọn họ, những người này ở đây tiền tuyến chống đỡ không được bao lâu, mà rất nhanh liên minh chi viện sắp đến. Rút lui. Rút lui. Mệnh lệnh rút lui phát ra về sau, Triệu Thiên cũng lập tức thu phát súng, trang bị tháo dỡ bỏ vào thùng sau bước nhanh đi xuống lầu dưới. Nàng chỉ có 5 phút rời đi nơi này, nếu là chậm liền sẽ bị phát hiện. Đêm đen màn bên trong tráng phóng hoa Mỹ pháo hoa, tiếng vang rung trời đem làng xe bên trên súng ống tiếng che giấu, còi báo động tiếng tại thông hướng cục hàng không đoạn đường bên trên vang lên, không ít vội vàng thời gian về nhà mọi người đều có chút buồn bực nhìn sang đoạn đường phong tỏa sao động mọi người bắt đầu không kiên nhẫn nhấn loa kéo xuống cửa kính xe hỏi thăm phía trước cảng đường cảnh sát xảy ra chuyện gì triệu thiên trở lại trên xe sau trước tiên thay quần áo khác đi rồi sớm chọn tốt lộ tuyến chính là mở đến một nửa sau chợt nhớ tới muốn đi cho lão nhân mua tử khoai bao nàng mắt nhìn bản đồ sau khi đem xe dừng sát ở bên cạnh từ trên xe bước xuống đi bộ tiến đến sáu phố nhỏ. Đến lúc này một lần hao tốn không được thiếu thời gian. Đợi nàng mua đồ tốt đuổi lúc trở về, đã là hơn 11 giờ nhanh không điểm. Một ngày này cũng nhanh phải kết thúc. Trên đường nhỏ đèn đường an tỉnh lóe lên, là mảnh rừng núi này bên trong duy nhất ánh sáng, thẳng đến bị chói mắt đèn xe bao trùng. Triệu Thiên đem sau khi xe dừng lại, dẫn theo chứa tử khoai bao gói to xuống dưới, vừa đi qua cửa sân liền ngây ngẩn cả người. Lão nhân vẫn ngồi ở trước cửa, không nhúc nhích. Hắn nhắm hai mắt, dù cho màu da đã trở nên bầm đen dọa người, nhưng thần sắc lại là hiền lành ôn nhu. Triệu thiên miếm môi trầm mặt nhìn lão nhân, siết chặt cái túi trong tay. Năm mới tiếng chuông vào lúc này gõ vang. Trong bầu trời đêm tràn đầy chói lọi khói lửa, điểm suyết lấy đơn điệu trầm mặt hắc ám, phát ra chấn thiên gào thét. Triệu Thiên đi qua đem tử khoai bao gói to đặt ở lão nhân trước người, học hắn đồng dạng ở bên cạnh ngồi xếp bằng xuống, hơi vểnh mặt lên, an tĩnh nhìn trận này khói lửa. Thứ hai chương 675, đêm qua Cebel thủ tướng bị ám sát một chuyện trước mắt đang điều tra bên trong, bày ra tập kích tổ chức khả năng rất lớn là bên trong Á ngươi dư đảng. Hàng không cục trên màn hình lớn ngay tại phát ra hôm nay tin tức, Triệu Thiên ngồi phòng chờ máy bay bên trong nghe được buồn ngủ. Tối hôm qua thức đêm xử lý lão nhân vật phẩm, lại thu thập rời đi 13 khu hành lý, ngay cả vé máy bay đều là sáng sớm mới tuyển định. Nay sớm đã không có cao đến Akala vé máy bay, nàng đành phải hoa gấp đôi giá tiền cùng nhân viên công tác câu thông mua biết bay qua Akala khu vực phiếu. Akala lệ thuộc liên minh lãnh địa, là ở vào bên cạnh khu thành thị, cũng là liên minh biên cảnh. Bởi vì là chiếm lĩnh địa khu, từng có chiến tranh trải qua, cho nên hoàn cảnh có vẻ ác liệt, vị trí cách liên minh thủ đô 13 khu cũng là nhất xa xôi. Tuyển Akala biên cảnh lịch luyện, liền là quá khứ làm lao công. Thường ngày biên cảnh tuần tra, hỗ trợ kiến thiết chiến hậu gia viên, loại hoa cắm cây cho nhân dân quần chúng đưa ấm áp. Không có cái gì nguy hiểm, nhưng lại thật buồn tẻ. Mỗi ngày mệt gần chết, còn được bị nơi đó phản liên minh cư dân bài xích thậm chí động võ, nhưng mà ngươi lại không thể phản kháng. Động thủ liền trực tiếp bị cáo bên trên tinh tế tòa án. Đối với đám này nhiệt huyết quân giáo sinh nhóm mà nói, kia là nhất định sẽ không lựa chọn khu vực. Mọi người mục tiêu đều tại năm cấp trở lên khu vực, nội bộ tổ đội đi qua, dù cho nguy hiểm hệ số cao, nhưng là bọn hắn nhiều người, nhiều người chính là lực lượng. Mấy năm này học viện các tinh anh số lượng chỉ nhiều không ít, giống Triệu Thiên loại này thành tích trung quy trung cũ, cho tới bây giờ đều tại trung hạ du hỗn người phần lớn thời gian đều phải ôm tin anh đùa nhóm hỗn phân. Lần trước hạ huấn danh nàng lười nhát ứng phó lúc, đã bắt tần mị tổ đội lăn lộn đạt tiêu chuẩn phân, vì thế cho tần mị làm một tháng ba bữa. Trả ra đại giới có chút trầm đau nhất, Triệu Thiên nghĩ đến lần sau vẫn là dựa vào chính mình đi. Đăng ký đã đến giờ, lên phi thuyền sau tìm tới vị trí, Triệu Thiên liền cầm bịt mắt đeo lên chuẩn bị tốt tốt ngủ một giấc. Nàng chuyến đi này, khả năng liền cũng sẽ không trở lại nữa năm mới ngày đầu tiên xuất hành người không nhiều trong phi thuyền còn có không ít chỗ trống đây là một con thuyền hàng không dân dụng phi thuyền cho nên căn bản không ai có thể nghĩ đến xe thủ tướng sẽ xuất hiện tại chiếc phi thuyền này bên trên không biết qua bao lâu trong ngủ mê triệu thiên bị một tiếng súng vang bừng tỉnh nàng nhấc lên bịt mắt nâng mắt nhìn đi trên phi thuyền trước đó còn ánh đèn chói mắt đã muốn bị tắt đi trong thông đạo một mảnh u ám. Kết nối thông đạo cửa đóng chặt, lại không có thế bắt giam phía trước truyền đến tiếng súng. Phi thuyền hết thảy có 8 tiết thông đạo, cao nhất hai mảnh là VIP tịch, Triệu Thiên vị trí tại tiết 8, cũng là cuối cùng. Nàng liếc qua ngoài cửa sổ, quần tinh lấp lóe lưu tinh vô cùng. Phi thuyền không có bất kỳ cái gì sốc nảy trạng thái, bình ổn phi hành, hoặc là đã muốn bị ép buộc, hoặc là còn không có phát hiện dị thường tiếng súng không ngừng, kéo dài ước chừng 10 giây trái phải mới rốt cục dừng lại. Triệu Thiên miễn cưỡng dựa vào thành ghế không hề động, nàng nghĩ, dù sao không đánh tới ta cái này đến, phía trước yêu làm gì liền làm gì đi. Nàng trong lúc ngủ mơ bị bừng tỉnh, nhìn qua còn có mấy phần ngây thơ. Tiếng súng sau khi dừng lại, Triệu Thiên đưa tay dụi dụi con mắt, trong bóng đêm thính giác sẽ càng thêm mẫn cảm. Vừa rồi lớn như vậy động tĩnh, cái này tiếc thông đạo đều không có phản ứng, có thể thấy được nơi này người sống chỉ có nàng một cái. Triệu Thiên vừa nghĩ như vậy lúc, chợt nghe cùng cục một tiếng, thông đạo cửa được mở ra. Một chùm cường quang đánh tới, trước cửa ba người mang theo màu đen khăn trùng đầu, chỉ lộ ra một đôi hung ác mắt. Cầm trong tay vũ khí bắn phá hai đầu chỗ ngồi cao giọng hô. Đều đứng lên cho ta. Triệu Thiên chậm rãi đứng dậy, cường quang quét tới thời điểm làm cho nàng nghiêng nghiêng đầu. Cầm đầu người hung đạo giơ tay lên nhanh chút triệu thiên vừa muốn làm theo giơ tay lên lúc đã thấy một thân ảnh tại cửa thông đạo thoảng qua cổng ba người dẫn đầu phát ra tiếng kêu thảm thiết đến gọn gàng mà linh hoạt chiêu thức chiêu chiêu trí mạng trước tước vũ khí vũ khí sau không chút lưu tình đánh trúng chỗ trí mạng giặc cướp kêu thảm ngã xuống đất cường quan đèn pin ngã xuống lăn đi dưới ghế ngồi trong thông đạo lại trở nên u ám duy nhất còn đứng ở cửa thông đạo thân ảnh cuối người nhặt lên đèn pin cái kia đạo cường quan lại dừng ở triệu thiên trên thân nàng nghịch ánh sáng thấy không rõ mặt mũi của đối phương chỉ nghe người kia nhạc vừa nói tới triệu thiên không nhúc nhích nàng nửa híp mắt đón chỉ xem đi cố gắng phân biệt mặt mũi của đối phương không đi ta làm sao mà biết ngươi là giặc cướp vẫn là viện binh lời nói bên trong mang theo vài phần đùa dẫn ý vị không chút hoang mang đùa với đối phương chơi có thể thấy được là một chút cũng không có bị vừa rồi tình trạng hù ngã trần mệ thanh sắc thanh lãnh trả lời nàng ta là người qua đường nói tắt đi đèn pin quay người hướng phía trước một tiết thông đạo đi đến thông đạo cửa không khóa bên trên mà tại hắn lúc xoay người triệu thiên cuối cùng là thấy rõ cái này gấp đôi giá vé mua không lỗ nàng thế nhưng cùng trường quân đội toàn năng chi tài tại cùng một phi thuyền này bên trên bất quá lại có chút hối hận vừa rồi cùng vị này toàn năng chi tài mở cái tiểu trò đùa nàng rời đi chỗ ngồi đi vào thông đạo trước cửa, trong mắt mắt nhìn ngã xuống đất ba người. Vừa rồi Trần Mẹ xuất thủ không cao hơn 5 giây liền quật ngã ba người này, tốc độ của người này cùng lực lượng quả thực đáng sợ. Triệu Thiên cuối người nhặt lên trên đất vũ khí, K-947 thức kiểu mới nhất, tại chợ đen dùng nhiều tiền liền có thể mua được. Là điển hình tinh tế hắc phỉ sẽ sử dụng vũ khí. Trần Mẹ, theo như ngươi nói 800 lần phải có phong độ thân sĩ, không cần ngay tại lúc này ném tiểu tỷ tỷ mình đi rồi a. À. Phía trước truyền đến thiếu niên thanh âm của người, sáng ngời lại chiếu xạ qua đến, Triệu Thiên nâng mắt nhìn đi, phát hiện trước đó đi rồi Trần Mệ lại đã trở lại, còn mang theo cái cái đuôi nhỏ. Hai người thân cao không sai biệt lắm, chính là một thanh âm lệch lạnh, một thanh âm cũng rất hoạt bát. Ta đây không phải đã trở lại. Trần Mệ bị hứa thiểu du nhắc tới có chút phiền, liếc mắt thấy hướng đi tới cửa Triệu Thiên nói. Nàng cũng không phải phổ thông bình dân. Đi theo hắn tới được Hứa Thiểu Du hồ nghi nói, "Làm sao ngươi biết?" Triệu Thiên trong lòng kinh ngạc hơn, có ý tứ gì, chẳng lẽ Trần mẹ nhận ra nàng là quân giáo sinh? Không thể nào, mình ở trường điệu thấp một nhóm, cùng thứ đại nhân vật này nhưng là nửa điểm giao tập đều không có, liền tính cả hệ tập huấn đều có thể hoàn mỹ tránh đi gặp nhau cái chủng loại kia. Dạng này còn có thể nhận ra nàng thật đúng là gặp quỷ trần mệ không giải thích mà là nhìn về phía trên đất nằm thi tổ ba người nói trước trói lại bên này người không trở về bọn hắn khẳng định còn sẽ phái người tới ta năm nay vẫn là là đi rồi cái gì vẫn mới sẽ gặp phải loại sự tình này hứa thiểu du một bên toái toái niệm một bên động thủ đem trên mặt đất tổ ba người trói lại đứng dậy lúc trông thấy triệu thiên còn cầm vũ khí hứa thiểu du nói tiểu tỷ tỷ ngươi nghe ta nói đồ chơi kia ngươi cầm có chút nguy hiểm triệu thiên còn chưa lên tiếng chợt nghe trần mệ nói làm cho nàng cầm ngươi còn thật sự hứa thiểu du kinh ngạc nhìn sang ngươi không sợ nàng cướp còn một súng bắn nổ ngươi cũng phải sợ nàng không cẩn thận làm bị thương mình a à. trần mệ chật một tiếng tự tiếu phi tiếu xem thường đơn binh hệ lấy phát súng hứa thiểu du sửng sốt một chút sau kịp phản ứng ta dựa vào triệu thiên gặp quỷ. Triệu Thiên nhìn về phía Trần Mệ, hắn lại không đang nhìn mình, mà là khiên phát súng hướng lối đi phía trước miệng đi đến, sau mấy tiết trong thông đạo người cũng không nhiều, khả năng tập trung ở trước mặt, nhiều nhất sau 5 phút bọn hắn liền sẽ tới. Vừa qua khỏi xong năm liền đến đã kiếp phi thuyền có thế có làm được cái gì? Vẫn là dân sự, vi hiếp liên minh muốn tiền chuột cũng phải nghĩ nghĩ có hay không mệnh hoa a à. Hứa thiểu du một phen chế nhạo sau quay đầu nhìn về phía đứng tại chỗ không nhúc nhích triệu thiên, A3 cấp trinh sát hệ, hứa thiểu du. Vừa rồi không nhận ra được thật sự là không có ý tứ A, ta tuyệt đối không có trần mệ nói ý kia. Triệu thiên nói. A3 cấp đơn binh hệ, triệu thiên. Không cần nói xin lỗi, ta súng ống thành tích xác thực không tốt. Hứa thiểu du cười ha ha nói. Xả kích loại sự tình này xem thiên phú, không cần quá khó chịu. Triệu Thiên khẽ mỉm cười gật đầu, ân. Trần mẹ phủi hắn liếc mắt một cái, ngươi không biết nói chuyện liền ngậm miệng đi. Hứa thiểu du đầu đầy dấu chấm hỏi. Ta thế nào? Các ngươi ở đâu một tiết phát hiện giặc cướp? Triệu Thiên dời đi chủ đề, nghĩ rằng đã bị nhận ra, kia tốt nhất là ngoan ngoãn gia nhập cứu vớt phi thuyền tiểu tổ đi. Về phần tại sao sẽ bị Trần mẹ nhận ra, chỉ có thể sau đó lại điều tra nếu như bị giặc cướp mở ra phi thuyền hoàn toàn chệch hướng lộ trình của nàng quỷ đạo coi như thảm rồi thứ sáu trần mệ nói bọn hắn là ba người một tổ hành động tiết thứ sáu có thương vong tiết bảy không ai triệu thiên nói vậy ta trước đó nghe thấy tiếng súng là các ngươi có lẽ vậy hứa thiểu du gật đầu nói ta tại tiết thứ sáu kiềm chế thời điểm bọn hắn có người đi phía sau sau đó trần mệ cũng trôi qua tiết thứ sáu tại khống chế của chúng ta bên trong, nhưng không thể đoán chừng trước mặt mấy tiết thông đạo đối phương còn có bao nhiêu người, chiếu trước mắt xem ra, phòng điều khiển đã muốn bị bọn hắn chiếm lĩnh. Hứa thiểu du một bên điều chỉnh thử vũ khí trong tay một bên phân tích, mà chúng ta nghĩ muốn liên lạc với ngoại viện nhất định phải đi phòng điều khiển. Có cái phương pháp có thể trực tiếp đi qua. Đi ở trước nhất Trần Mệ bỗng nhiên xoay người lại. Triệu Thiên nhìn hắn bóng dáng trầm tư không hổ là trường quân đội vẫn lấy làm kiêu ngạo tin anh nhóm, gặp gỡ thực chiến không gặp chút bối rối, tỉnh táo phân tích cùng hành động cho mình sáng tạo cơ hội. Tại người như vậy bên người thật đúng là cảm giác an toàn 10 phần. Chương 3, 4 3, 4 Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Thứ ba chương 675, kế hoạch là cái gì? Hứa thiểu du theo sau hỏi. Cởi quần áo trần mẹ chính đem ngã xuống đất tổ ba người khăn trùng đầu cùng quần áo cho bám kéo xuống hai ta hình thể cùng bọn hắn không sai biệt lắm có thể đổi lại trực tiếp đi phòng điều khiển thừa kế tiếp ở bên ngoài lấy phòng ngừa vãn nhất triệu thiên trong lòng tự nhủ nghe qua tại người bên ngoài ngược lại muốn nguy hiểm chút có thể thử một chút hứa thiểu du đồng ý nói nhưng là không thành công lời nói đến tiếp sau thao tác coi như khó khăn hoặc là trực tiếp vết ra một con đường hoặc là bị đối diện bắt lấy tù binh, thậm chí khả năng đứng trước nguy hiểm tính mạng. Trần mẹ nhìn không có chút nào khẩn trương, thanh sắc miễn cưỡng nói. Liền coi như chúng ta hai bị nắm, bên ngoài còn có người có thế cứu giúp một chút. Triệu Thiên nhìn về phía Trần mẹ, nói. Ngươi biết ta, hẳn phải biết ta chỉnh thể bình xét cấp bậc là B, cùng ngươi tối cao S cấp nhưng không so được. Hứa thiểu du mặc quần áo, đưa lưng về phía Triệu Thiên nói ta đối bình xét cấp bậc đều là đối xử như nhau, đồng học ngươi không được nếu không có lòng tin. B cấp làm sao vậy, cũng không phải C. Trần Mệ nói, không nên xem thường mình. Hai người bọn họ đánh tiên phong, là muốn vừa mới nắm bắt, lưu B cấp triệu thiên lưu thủ này đây phòng ngừa vạn nhất. Căn cứ vừa rồi cùng tinh phỉ đối chiến tình huống đến xem, Trần Mệ cùng hứa thiểu du đều cho rằng bọn họ hai cái có thể giải quyết những người còn lại đến phòng điều khiển. Trần mẹ thoát áo khoác, bên trong chỉ mặc một bộ màu đen áo sơ mi mỏng, phối hợp quần vào lúc này hiển lộ ra hắn hoàng mỹ eo tuyến, thân hình thon dài cao gầy, chỉ là một cái bóng dáng liền sẽ để lòng người sinh mơ màng. Triệu thiên bất động thanh sắc thưởng thức cảnh đẹp trước mắt. Người này kế thừa cha mẹ của hắn cao nhan giá trị, ngũ quan tinh xảo, chỉnh thể tuấn lãng xoái khí. Ngày bình thường tản mạng lại hơi mang theo mấy phần ngạo mạng lạnh lùng hoàng mỹ phụ họa hắn quý công tử thân phận, huấn luyện lúc triển lộ chuyên chú hung ác một mặt hoặc như là bãi săn bên trong giảo hoạt nhất xuất sắc đầu sói. Sẽ không bị thợ săn lưỡi kiếm làm bị thương, mà là cắn một cái vào thợ săn cái cổ sống đến cuối cùng. Thế không thể đỡ. Từng cái cùng hắn đối chiến qua người đều có đánh giá như vậy. Triệu Thiên nhớ lại, tại năm thứ nhất cùng hệ đơn cuộc tỷ thí rút thăm bên trong, nàng liền rút được trần mệ. Nhưng là nàng tại so tài trước huấn luyện bên trong chân quảng gãy, Vô duyên so tài, danh ngạch hoãn lại xuống dưới biến thành Tần Mị cùng Trần Mệ so. Nàng tại dưới đài quan chiến, Tần Mị chống Đại Khái 45 giây trái phải liền đánh bại, kia đã là cực hạn của hắn. Vì thế Tần Mị còn tức giận bất bình hồi lâu, sau đó không ngừng tăng cường bản thân huấn luyện, ở trường mục tiêu chính là nhất định phải đánh bại Trần Mệ. Triệu Thiên cảm thấy hắn nằm mơ có vẻ nhanh trần mẹ thay xong quần áo sau vừa quay đầu lại phát hiện triệu thiên chính nhìn mình không nhúc nhích cho là nàng sợ hãi nhân tiện nói ngươi cũng có thể trực tiếp đi tiết thứ sáu chiếu cố những người khác sau đó chờ chúng ta tin tức triệu thiên dây biết ý tứ trong lời của hắn trần mẹ lại bổ sung có khả năng chờ đến không nhất định là hai ta tại đây lời nói về sau nàng đã muốn có thể dự liệu được kết thúc lịch luyện sau trở về trường quân đội nếu là gặp gỡ trần mệ tất nhiên sẽ thu được đến từ lúc vị này thiên chi kiêu tử khinh bỉ nguyên nhân đến từ nàng trên chiến trường trốn tránh cùng nhát gan triệu thiên nhìn trần mệ liếc mắt một cái không nói chuyện thần sắc bình tĩnh đưa tay giải ra nút áo trần mệ cùng hứa thiểu du nhưng lại ăn ý xoay người sang chỗ khác để bày tỏ mình thân sĩ dáng vẻ hứa thiểu du cho trần mẹ nháy mắt im ắng khiển trách hắn vừa rồi lời nói quá nặng không biết nói chuyện đừng nói là lời nói hẳn là chính ngươi mới đối. Trần mệ không nhìn. Triệu thiên tại hai người phía sau đổi lấy quần áo, ngữ khí không nhanh không chậm nói. Ta cũng không phải không nguyện ý. Trần mệ trừng mắt nhìn. Chẳng qua là cảm thấy trần đồng học ngươi vóc dáng rất khá, nhìn không được nhìn nhiều mấy lần làm trễ nải, không có ý tứ. Trần mệ. Hứa thiểu du không nể mặt, phốc phốc cười ra tiếng. Trần mệ cười lạnh nói vậy coi như lỗi của ta. Bộ dạng đẹp mặt thế nào lại là lỗi của ngươi đâu, là tạo phúc người khác. Triệu Thiên đem rối tung tóc dài bàn tốt sau đeo lên khăn trùng đầu, nói. Ta đổi xong. Trần Mệ không nói chuyện, đeo lên khăn trùng đầu che khuất khuôn mặt, thuận tiện ánh mắt chấn nhiếp một chút bên cạnh cười đến hai vai đều đang run hứa thiểu du. Ba người hướng trước mặt thông đạo đi đến. Tiếp thứ sáu nhưng so sánh đằng sau hai mảnh muốn náo nhiệt chút, ước chừng 16-17 người vây quanh ở một cái phương hướng ngồi, sau khi nhìn thấy bên cạnh trở về ba người tất cả giật mình. Chúc các ngươi may mắn. Triệu Thiên Lưu tại tiết thứ sáu cửa thông đạo trước, đưa mắt nhìn hai người khác tiếp tục hướng phía trước đi đến. Hứa Thiểu Du đem tay kia thì đèn tin cho nàng sau làm cái tư thế chiến thắng, cùng sau lưng Trần Mệ hướng tiết thứ năm thông đạo đi đến. Triệu Thiên nhìn thông đạo cửa đóng lại về sau, thế này mới quay người nhìn về phía tiết thứ sáu đám người. Những người này vị trí dựa vào ở giữa phụ cận, nghe không được nàng lời nói mới rồi, tăng thêm đội thăng trùng đầu che mặt, đều nghĩ lầm nàng là giặc cướp người bên kia. 17 người bên trong, nam nữ già trẻ đều có, trong đó có 3-4 tên người bị thương chính tại xử lý vết thương, cũng có người trên mặt có máu ứ động sưng đỏ, đủ loại dấu hiệu đều cho thấy tiếp thứ 6 người cùng giặc cướp có quá khích liệt xung đột. Nhưng kia là tại có Trần Mệ cùng Hứa Thiểu Du dẫn đầu tình huống dưới, một khi không có dê đầu đàn đám người này cũng chỉ có thể tắt máy vũ khí tại trong tay địch nhân không có đột phá khẩu yên tĩnh chờ cơ hội cũng là một loại biện pháp triệu thiên nhìn ra không ít người tiểu tâm tư nghĩ phải chờ đợi nàng lộ ra sơ hở tốt cùng công chi tại nàng nghĩ đến vẫn là nói cho những người này tình hình thực tế lúc chợt nghe một người đàn ông tuổi trung niên hô các ngươi đem kia hai người thiếu niên thế nào chúng ta đều là người trong liên minh nếu ngươi giết chúng ta, liên minh là sẽ không để các ngươi còn sống rời đi. Giống như là lại cũng chịu không được sau bột phát, nam tử hai mắt xích hồng, biểu lộ cực kỳ phẫn nộ, cơ hồ là gào thét ra tiếng. Lời nói này lây nhiễm những người khác, từng đạo ánh mắt phẫn nộ hướng triệu thiên quan tới. Lời nói là không sai, nhưng ta vẫn là đề nghị con tin ngay tại lúc này không nên vọng động. Triệu thiên tựa đầu bộ giật xuống, lộ ra tấm kia tuổi trẻ mặt, nói. Ngươi nói hai người kia còn sống, ta cũng không phải tin phỉ. Trung niên nam nhân chinh lăng đương trường. Triệu Thiên nhìn về phía những người khác nói. 13 khu đang học quân giáo sinh, cùng hai người kia là đồng học. Đối phương người tới trước đó các ngươi có thể tự do hoạt động, nhưng địch nhân tới về sau, khi nhìn các ngươi phối hợp ta một chút. Nói xong lại lần nữa tựa đầu bộ đeo lên. Bầu không khí trong lúc nhất thời trở nên có chút xấu hổ, vừa rồi đối địch triệu thiên đám người đều có chút vô phương ứng đối. Trung niên nam nhân từ phẫn nộ đến kinh hỷ, hỏi. Bọn hắn vừa mới trôi qua sao? Triệu thiên nhẹ gật đầu. Trung niên nam nhân kích động nói. Có biện pháp liên hệ liên minh cảnh sát sao? Triệu thiên trong lòng tự nhủ biện pháp mặc dù có nhưng có thể thành công hay không liền không nhất định. Há miệng chính cần hồi đáp, lại nghe thấy xếp sau truyền tới một thanh âm rất nhỏ. Giúp ta một chút. Thế nào? Có người hô. Nàng giống như thực không thoải mái. Triệu Thiên cầm đèn pin bước nhanh đi qua, xảy ra chuyện cô gái nhìn bất quá 16-17 tuổi niên kỷ, tóc dài lộ ra ôm nhu nhu thuận, lúc này sắc mặt trắng bệt tựa hồ sắp cơn sốc, mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu từ thái dương trượt xuống. Làm sao không thoải mái? Triệu Thiên hỏi. Cô gái há miệng thở dốc, phát ra âm thanh nhỏ bé khó mà nghe rõ, Triệu Thiên không thể không cúi người cúi đầu góp đi qua xem cẩn thận nghe. Đèn tinh quang mang trong nháy mắt này lóe lên một cái, Triệu Thiên trong mắt lúc nghe thấy có người hô. Cẩn thận. Tại thanh âm truyền ra một giây trước Triệu Thiên đã phi tốc nghiêng người né tránh đến từ sau lưng một kích trí mệnh, nam nhân nắm lấy bén nhọn chủy thủ dán cổ của nàng xẹt qua, tốc độ nhanh chóng thậm chí khiến người khác đều không thể kịp phản ứng một kích bất thành tiếp theo một cái chớp mắt chính là khống chế vũ khí trong tay của nàng, tại triệu thiên nghiêng người đón lấy người sau lưng lúc, dựa vào chỗ ngồi một mặt khó chịu cô gái lại đột nhiên bạo khởi, ngắn nhỏ lưỡi đao đón đèn pin hiện ra ánh sáng. Nhưng mà triệu thiên tốc độ càng nhanh. Nàng không có nổ súng, đang trốn mở nam nhân lúc công kích rời tay đem súng ống hướng lên trên ném đi, trong tay vẹn vẹn cầm cường quan đèn pin hướng phía trước bên cạnh nam nhân lắc đi, tại đối phương bởi vì cường quan chướng mắt động tác tạm hoãn một cái chớp mắt tránh đi thiếu nữ tập kích, tay kia thì ngược lại bóp lấy thiếu nữ cái cổ trọng lực đè ngã đang ghế dựa một góc bên trên. Cô gái hừ cũng chưa hừ một tiếng liền triệt để té xỉu ngã trên đất. Một bộ này liên chiêu nhanh thực chuẩn, không có chút nào do dự, giống nhau trải qua vô số lần, tốc độ cùng lực lượng trưởng khống đều là hoàn mỹ. Lại vẫn chưa xong. Nam nhân bay bắn ra lưỡi đao trực kích cặp mắt của nàng, bị triệu thiên ném ra cường quan đèn pin ngăn lại tia sáng bỗng nhiên ảm đạm lúc này bị triệu thiên ném đi ra súng ống rơi xuống trở lại trong tay nàng vẫn không có nổ súng mà là mượn bán súng trọng thương nam bộ mặt con người lúc quét qua hắn hạ bàn nam nhân đau kêu thành tiếng sau quỳ rạp xuống đất lại còn có người thứ ba triệu thiên họng súng thay đổi bên trái đứng dậy chuẩn bị xuất thủ nam nhân lúc đối phương lại gấp việc hô đợi chút triệu thiên động tác không có dừng lại một cước gạt ngã dùng đao nam nhân dẫm nát bộ ngực hắn bên trên, xương cốt đứt kể thanh âm giòn vang, nam bộ mặt con người thống khổ bắt đầu vặn vẹo, nâng lên song tay vô lực rơi xuống. Triệu thiên lại không nhìn dưới chân nam nhân, quay người một quyền hướng người thứ ba đánh đi, đối phương phản ứng thần tốc, nhưng như cũ không có thể tránh mở quyền này toàn bộ lực lượng, ngoẹo đầu lúc trên mặt dân lên nóng bỏng cảm giác đau. Ngươi Tống quân vừa há mồm chỉ tới kịp phát ra một chữ, đã bị trước mắt cô nương níu lấy cổ áo quét ngang hạ bàn quỳ rạp xuống đất, ý đồ đứng dậy lúc trên trán liền đỉnh lấy nòng súng lạnh như băng. Trong nháy mắt kia lực bộc phát đúng là làm cho hắn không có nửa điểm chống cự cùng tránh đi thời gian. Cùng cục, lên đạn thanh âm điều động tống quân toàn thân cầu sinh dục, gắn đạt tới làm cho đối phương nghe xong mình. Ta không phải tinh phỉ. Triệu Thiên không có chút nào dao động, nhạc vừa nói. Hai người này cũng không phải tinh phỉ. Tống quân nghe xong phủi mắt nằm ở chân mình bên cạnh nam nhân. Khóe miệng của hắn chảy một tia máu tươi, mở to mắt lại không có một chút hô hấp, đã chết. Nhưng hắn biết không phải là triệu thiên giết, mà là mình cắn nát dấu ở trong hàm răng thuốc. Loại này làm như gió đều là chuyên nghiệp gián điệp hoặc là sát thủ, cùng trước đó đám kia tinh phỉ không phải người một đường. Tống quân trong lòng kinh ngạc cô nương này sâu sắc lực, bất quá ngắn ngủi mấy giây bên trong liền phát hiện nếu không phải nàng lời nói mới rồi mình căn bản không có rảnh đi xem trên đất nam nhân sống hay chết cũng sẽ không bởi vậy suy đoán phân tích của hắn thân phận bối cảnh ta cùng bọn hắn cũng không phải cùng một bọn liên minh cư dân tống quân tại dịch thủ vệ quân phát hiện không hợp lý sau nghĩ muốn ra tay giúp đỡ tống quân vì chính mình giải thích hắn thật là một mảnh hảo tâm làm sao biết cô nương này phản ứng quá nhanh tự mình ra tay nháy mắt đã bị nàng phán định là địch nhân. Trọng điểm là hắn lại còn không đánh qua. Thủ vệ quân. Triệu Thiên trừng mắt nhìn, chụp lấy tống quân tay lực đạo không có chút nào buông lỏng, quân bản số. Tống quân nói. K45987. Dừng một chút, đám người chỉ nghe Triệu Thiên nói. Bây giờ nói ta cũng ra không được. Tống quân. Vậy ngươi còn làm cho ta nói cái gì? Ngươi mới vừa nói ngươi là 13 khu đang học quân giáo sinh đi. Mấy cấp? Tống quân hỏi. Triệu Thiên nói. Ngươi còn không có bị đánh mất hiềm nghi, làm sao lại đến phiên ngươi đặt câu hỏi ta trả lời. Tống quân trong lòng đã có 6 nước thô tục, nhưng vẫn là nhịn, tiếp tục kiên nhẫn nói. A3 cấp năm nay sẽ có lịch luyện, ta là Akala thủ vệ quân tam đội đội trưởng, phụ trách tiếp quản lần lịch lãm này quân giáo sinh nhóm, cái này tình báo nội bộ hẳn là có thể chứng minh rồi đi. Triệu Thiên Ách Akala thủ vệ quân, phụ trách tiếp quản lần lịch lãm này quân giáo sinh tam đội đội trưởng. Đem cho mình cho điểm tương lai huấn luyện viên đánh tới quỳ xuống đất còn dùng phát súng đầu ngón tay Triệu Thiên nhưng quá mẹ hắn lúng túng. Thứ 4 chương 675 hắn là người tốt. Trong đám người có nữ hài nhút nhát nói. Trước đó bảo hộ qua chúng ta, ta nghĩ hắn cùng những người đó không phải cùng một bọn triệu thiên phủi nữ hài liếc mắt một cái yên lặng thu tay lại chân thành nói với tống quân thật có lỗi tống quân không dám nhận không dám nhận hắn sau khi đứng dậy nhu nhu cổ cùng mặt vừa rồi một quyền kia đánh nhưng hung ác tống quân cảm giác mình răng nanh đều có chút buông lỏng triệu thiên bắt đầu hối hận trước đó bỏ đi khăn trùng đầu ở trong lòng cầu nguyện Tống quân không có ghi nhớ mình diện mạo mới tốt. Thấy Tống quân xoa cổ, Triệu Thiên hỏi. Cần y dụng rương sao? Tống quân nghe được khóe mắt kéo nhẹ, lập tức buông xuống vò cổ tay, ngữ khí hời hợt nói. Không cần, ta không sao. Hắn có sao không Triệu Thiên là rõ ràng nhất, gặp hắn nói không cần, Triệu Thiên cũng không có nói nhiều. Hai người bọn họ trôi qua có đúng không? Tống quân trầm mặt nói sang chuyện khác chỉ sợ đám này tinh phỉ không có các ngươi nghĩ đơn giản như vậy. Trần Mệ cùng hứa thiểu du hiển nhiên không phát hiện còn có phe thứ ba thế lực giấu ở bình dân bên trong, mà phía trước thông đạo cửa cũng không có truyền đến bất kỳ khác thường gì. Tống quân hỏi. Mấy cái kia tinh phỉ đâu? Triệu Thiên. Tại phía sau choán. Tống quân nói. Làm tỉnh lại hỏi rõ ràng. Triệu Thiên nhẹ gật đầu, mười phần nghe lời, cơ bản Tống quân nói cái gì thì làm cái đó, hoàn toàn đem quyền chỉ huy giao ra, cùng trước đó xuất thủ rõ ràng quả quyết nàng chỉnh thể khí thế bên trên thay đổi hoàn toàn cái dạng. Nàng đi ở trước nhất, Tống quân ở phía sau vừa quan sát, ánh mắt phức tạp nói. Triệu Thiên đúng không? Trường quân đội mấy cấp? Nhìn ngươi vừa rồi tiêu chuẩn, trong trường đánh giá hẳn là tối cao đi Triệu Thiên đáp rất là trấn định, không có, ta mới vừa rồi là vượt xa bình thường phát huy, bình thường ổn định tại B cấp. B cấp. Ngươi lừa quỷ A, liền vừa rồi kia vài giây phát huy, có thể xưng hoàng mỹ tốc độ cùng lực lượng trưởng không còn có thể bị bình B cấp, tống quân tin tưởng không phải bình xét cấp bậc quan mù chính là trường quân đội nhẹ nhàng. Tống quân còn đang kinh ngạc thời điểm, Triệu Thiên đã muốn tại ba tên tinh phỉ bên trong chọn lấy một người cho làm tỉnh lại tên này có râu quai nón cẩu thả hán nam tử đau kêu thành tiếng tỉnh lại nhìn thấy chính là một trương đội màu đen khăn trùng đầu mặt hắn tưởng lầm là đồng bọn liền tức giận mắng thảo nê mã cho lão tử chơi chết kia hai tên tiểu tử triệu thiên nói kia là trường quân đội côi bảo không dám làm tống quân nghe được khóe miệng kéo nhẹ râu quai nón nam tử cũng kịp phản ứng thần sắc ngược lại trở nên cảnh giác ngươi là ai địch nhân của ngươi Triệu Thiên nói, ngữ khí không phập phòng chút nào, vì cái gì bắt cóc chiếc phi thuyền này. Hừ, ngươi cái tiểu nương môn cùng lão tử nói cái gì? Trâu quai nón nam tử cười lạnh, tuyệt không đem Triệu Thiên để vào mắt. Triệu Thiên ồ một tiếng, thối lui đem phía sau tống quân nhường lại. Tống quân một mét tám mấy to con đầu, lâu dài tại biên cảnh phơi gió phơi nắng, dáng người rắn chắc thẳng tắp, trà trộn trong quân đội uy nghiêm khí thế rất hữu hiệu trấn áp lại đối phương. Triệu Thiên phụ trách trong chừng, Tống quân phụ trách thẩm vấn. Ăn một chút đau khổ về sau, đối phương rất nhanh đầu hàng, hỏi cái gì đáp cái gì. Đây chính là một trận lấy yêu cầu chuột kim vì mục đích bắt cóc, chúng ta là tinh phỉ, sở trường nhất chính là bắt cóc phi thuyền A. Trâu quai nón nam tử bởi vì đau đớn vạn vẹo lên mặt nói. Đến cho các ngươi nói cái gì sát thủ, ta là không có chút nào biết, chúng ta tuyệt đối không có thuê cái gì sát thủ. Tống quân nhíu mày, các ngươi không phải cùng một bọn. Trâu quai nón nam tử kiên định nói. Không phải. Triệu thiên nghiêng đầu hướng tiết thứ sáu phương hướng nhìn lại. Nếu sát thủ cùng tinh phỉ là cùng một bọn, tại trần mệ cùng hứa thiểu du động thủ thời điểm liền sẽ hiện thân hỗ trợ, nhưng vẫn cất giấu không ra, mà là tại phát hiện nàng ngụy trang tinh phỉ sau mới ra tay. Quả nhiên là có phe thứ ba thế lực sao? Tống quân trầm tư đứng dậy, nhìn nói với Triệu Thiên. Ngươi thấy thế nào? Triệu Thiên thu hồi nhìn về phía tiết thứ sáu ánh mắt, nói. Cùng ngài ý nghĩ đồng dạng. Hắc, thế nhưng nói lên kính ngữ đến đây. Tống quân liếc mắt nhìn nàng, kia chỉ lộ ra một đôi mắt màu đen khăn trùng đầu hoàng mỹ che đậy ánh mắt của nàng. Tống quân nói. Quần áo thay đổi, ta qua đi tiếp ứng bọn hắn. Triệu Thiên làm theo, một bên hỏi, Ngày trước đó làm sao không xuất thủ? Vốn là muốn xuất thủ, nhưng là thấy kia hai tiểu tử biểu hiện xuất sắc, nhất là Trần Mệ, không hổ là người kia con. Tống Quân đổi lấy quần áo nói, "Người trẻ tuổi nha, cho thêm điểm tiếp xúc thực chiến cơ hội, nhưng là không nghĩ tới ta một cái không chú ý hai người bọn họ liền chạy đi đằng sau, trở về còn giả trang địch nhân trực tiếp đi đối diện đại bản doanh." Mặc dù lá gan đủ lớn, nhưng là cũng đủ không muốn mạng lá gan thật là lớn bất quá giống trần mệ loại kia tự tin cường đại người sở dĩ làm như vậy cũng là có đầy đủ tự tin cùng thực lực tại triệu thiên trong mắt đám này tinh phỉ thật là không kiên nhẫn đánh toàn bộ nhờ trong tay một khẩu súng đe dọa nếu là khác bình dân phi thuyền khả năng liền thành công nhưng bọn hắn vận khí không tốt một chút liền gặp được ba tên quân giáo sinh cũng đều là thực lực hàng đầu loại kia đổi lại là bình thường Triệu Thiên khẳng định ngoan ngoãn làm con tin của nàng. Dựa theo liên minh tiêu chuẩn, chiếc này bị bắt cóc phi thuyền không cao hơn một giờ liền sẽ được cứu đến. Chính là không nghĩ tới nửa đường dết ra đến cái trần mệ, không để cho nàng không gia nhập mấy người kia nội bộ hành động cứu viện. Tống quân vốn là có một bụng nghi vấn muốn nói, nhưng cân nhắc đến trước mắt ưu tiên nhất là bắt cóc phi thuyền chuyện, liền tạm thời nhịn xuống, mang theo triệu thiên về tới tiết thứ sáu dặn dò nàng vạn sự cẩn thận sau liền đi phía trước. Nhưng mà còn không có qua 10 giây, tống quân lại đã trở lại. Đi theo hắn đồng thời trở về còn có một tinh phỉ. Tinh phỉ cầm thương nhìn tiếc thứ sáu đám người âm thanh lạnh lùng nói. Các ngươi nơi này có không có hàng thuộc lập trình viên? Hoặc là học tinh trình tính toán? Đám người không nói gì mà nhìn xem tinh phỉ. Triệu Thiên vừa đem bị mình đánh ngất xỉu cô gái giấu kỹ, thuận tay từ nàng trong túi cầm đi cuối cùng một con dao găm ngắn. Ta! Triệu Thiên nhấc tay, trong mắt sáng lộ ra mấy phần nhát gan, nhỏ giọng nói. Ta là học tinh trình tính toán. Tinh phỉ hơi gật đầu, chính muốn đi qua lúc, tống quân trước hắn một bước, đi đem Triệu Thiên cho bắt tới. Động tác có chút thô bạo, Triệu Thiên cũng phối hợp biểu hiện ra sợ hãi. Tống quân thấp giọng nói. Ngươi chớ làm loạn. Triệu Thiên nói ta thật sự sẽ. Tống quân ở trong lòng liếc mắt, đang muốn căng dặn vài câu, nhưng là lại nghĩ đến triệu thiên trước đó thân thủ, liền cảm giác vô dụng. Hắn căng dặn cái gì a? À, cô nương này đánh nhau không chừng so các vị ở tại đây đều lợi hại hơn, lo lắng nàng còn không bằng lo lắng cho mình đến lúc đó có thể hay không lại bị xem như địch nhân đối đãi. Tống quân biết trước đó Triệu Thiên không có nổ súng là bởi vì sợ tiếng súng dẫn tới phía trước tinh phỉ. Nhưng nếu tình huống cho phép, nàng nhất định sẽ nổ súng. Chẳng sợ cầu mong gì khác dù tốc độ lại nhanh cũng không nhanh bằng đạn. Tống quân nghĩ, chờ chút muốn đánh lên, nhất định phải tránh một chút triệu thiên mới được. Đây là hắn vừa lưu lại bóng ma tâm lý. Tống quân nắm lấy triệu thiên, một đường đi theo tinh phỉ đi tới, cao đến phòng điều khiển. Bởi vì khúc mắt, người trên phi thuyền cũng không nhiều. Trong đó năm bốn tam tiết cộng lại mới hết thảy tám người, đều bị lưu thủ tại tiết thứ ba nhìn. Phía trước hai mảnh là viết tịch, lại không có một ai. Tiết thứ ba chỉ có hai gã tinh phỉ trong coi, trước mắt phòng điều khiển trước cửa cũng chỉ có hai gã tinh phỉ. Nhân thủ nhìn cũng không nhiều, nếu nàng là Trần Mệ, liền chọn xử lý trước phía ngoài thủ vệ. Trần Mệ cùng hứa thiểu du thực lực đối chiến đám này tinh phỉ cũng không yếu, thậm chí tại tinh phỉ phía trên, mà đang trên đường tới cũng không có nhìn thấy hai người bọn họ, xem ra là thành công tiến vào phòng điều khiển. Nhưng mà bọn hắn tại trong phòng điều khiển cũng không thành công nắm bắt tinh phỉ, nếu không liền sẽ không có cái khác tinh phỉ ra tìm người. Là bởi vì trong phòng điều khiển nhân thủ càng nhiều càng mạnh, cho nên mới một mực không có động tĩnh sao? Triệu Thiên Trầm Tư biết được sát thủ cùng tinh phỉ không phải cùng một bọn lời nói, trong lòng nàng còn có phán đoán, vì thế không có vẫy nước tâm tư, tính tốc chiến tốc thắng. Phòng điều khiển cửa mở ra, Triệu Thiên đi theo tinh phỉ sau lưng đi vào. Tinh phỉ đem trừ phòng điều khiển bên ngoài ánh đèn đều tắt đi, cùng phía ngoài u ám khác biệt, trong phòng điều khiển sáng ngời rất đủ, trở ra Triệu Thiên nhắm lại xuống mắt. Phòng điều khiển trừ bỏ bàn điều khiển bên ngoài, trái phải cắt trạm hai phe nhân mã, đội màu đen khăn trùng đầu tinh phỉ nhóm, cùng một thân đồ tây đen trang phục nghề nghiệp thuốc bọn bảo tiêu. Hai bên bầu không khí cũng không hòa hợp, song phương vũ khí nhắm ngay địch nhân, mọi cử động phải cẩn thận. Tại hộ vệ áo đen nhóm tầng tầng bảo hộ phía sau cùng là một ánh mắt tinh nhuệ nam tử trung niên, tại triệu thiên bọn người lúc tiến vào, ánh mắt lãnh đạm hướng bên này nhìn lướt qua. Cái nhìn này làm cho triệu thiên ở trong lòng mắng câu thô tục. Xê bèo thủ tướng sốc, lão già này vậy mà tại một con thuyền dân dụng trên phi thuyền. Trần mẹ nhìn bị áp đưa vào triệu thiên lúc ánh mắt khẽ nhúc nhích, bên người hứa thiểu du đưa mắt liếc ra ý qua một cái, ra hiệu muốn hay không hành động, bị trần mẹ cự tuyệt trong phòng điều khiển tinh phỉ trừ bỏ ngụy trang ba người kia bên ngoài còn có ba vị mà xe beo bên này chỉ có ba tên bảo tiêu cộng thêm một cái nhìn thực hung thủ tướng tinh phỉ hoàn toàn có năng lực tù binh sốc bọn người nhưng bọn hắn lại kiên kỵ không hề động triệu thiên không được cho rằng bọn họ là sợ hãi xe beo bọn hắn ngay cả liên minh phi thuyền cũng dám kiếp còn sợ lại buộc một cái xe beo thủ tướng dù sao sốc thường xuyên bị người ám sát nàng có thể làm sao tinh phỉ có người phát ra nghi vấn. Cầm đầu tinh phỉ lão đại đi vào triệu thiên trước người, nếu lấy cổ áo của nàng đem người kéo qua đi, ngữ khí hung ác, mang theo tràn đầy uy hiếp, nghe, ta muốn ngươi tại trong vòng 3 phút đem đồ chơi kia hệ thống báo động cho lão tử hủy đi, bằng không liền đem ngươi ném đi trong vũ trụ làm phế liệu, hiểu không? Triệu thiên sắc trục cổ lại gật đầu, nói. Hiểu được. Tinh phỉ lão đại dắt lấy nàng đi vào đài chỉ huy trước, ngoài ý muốn là đang chỉ huy trước sân khấu thao tác phi thuyền đúng là một cùng với nàng không chênh lệch nhiều thiếu niên triệu thiên dương mắt nhìn sang thời điểm tên này có chút mặt em bé thiếu niên nhìn không chớp mắt mà nhìn trước mắt đông đảo thao tác nút bấm nói không cần quá kinh ngạc đám này kẻ hồ đồ bắt cóc thời điểm thất thủ đánh chết thuyền trưởng mình còn sẽ không mở tinh phỉ già giận dữ nói ít nói lời vô ích mặt em bé thiếu niên nhún vai ỉ vào đám người này phải dựa vào hắn trưởng khống phi thuyền mà không kiên nể gì, lại nói với Triệu Thiên. Chúc ngươi may mắn, ngươi phải đối mặt là CB Hoàng Thất Viện nghiên cứu nghiên cứu thức thứ năm thiết bị theo dõi, sau 3 phút nó sẽ cho CB gửi đi vị lão gia gia kia tọa độ, CB người sẽ hỏa tốc mở tinh hạm của bọn họ tới, ngươi biết ta ý tứ đi. Triệu Thiên Cảm ơn Tinh phỉ lão đại nâng phát súng chỉ vào Triệu Thiên đầu nói cho ta đem còi báo động hủy đi. Tinh phỉ cho nàng một đài quan não, đã muốn kết nối vào còi báo động hệ thống, nàng cần phải làm là phá giải kia cực kỳ tinh vi nội bộ chương trình làm cho chính đang vận hành hệ thống dừng lại. Phá hư loại sự tình này là triệu thiên cường hạng, nhưng nàng cũng không tính biểu hiện ra ngoài làm cho người khác biết. Chương 56 56 Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio.com Thứ năm chương 675 3 phút, Đối người ở chỗ này mà nói, cái này ba phút bên trong có thể việc làm nhiều lắm. Triệu Thiên từ đầu tới đuôi đều không có nhìn Trần Mệ liếc mắt một cái, nhưng tại nàng cùng tinh phỉ nói. Ba phút vậy là đủ rồi. Về sau, Trần Mệ nhận được tín hiệu của nàng. Tại tinh phỉ giám sát Triệu Thiên giải trừ cảnh báo thời điểm, Trần Mệ cùng hứa thiểu du đồng thời hành động. Hai người dẫn đầu đã khống chế cùng xê beo người đối nghịch hai gã tinh phỉ. Tống Quân biết được tinh phỉ bên trong có người một nhà, vì thế tại biến cố phát sinh thời điểm, lập tức gia nhập chiến cuộc đã khống chế người thứ ba. Đột nhiên phát sinh biến cố làm cho Tinh Phỉ lão đại mộng một giây sau lập tức kéo qua cách hắn gần nhất Triệu Thiên, ý đồ cưỡng ép nàng uy hiếp Trần Mệ bọn người, lại không nghĩ bên người người này mới là nguy hiểm nhất. Triệu Thiên chỉ là né tránh hắn cưỡng ép, cuối người tránh né thời điểm, Trần Mệ đã đến bên cạnh nàng trở tay tước vũ khí sau một quyền đem người đánh ngã xuống đất bị tống quân lấy phát súng chỉ vào đầu nói đừng nhúc nhích xe người bảo trì cảnh giác không nhúc nhích đối ở trước mắt đám người này đấu tranh nội bộ thờ ơ lạnh nhạt chỉ có mở ra phi thuyền mặt em bé thiếu niên Hoắc thu nhận cả kinh nói qua kháo các lão huynh tạo phản trước có thể hay không trước tiên kích một tiếng ta cũng tưởng đánh bọn hắn tống quân lấy xuống khăn trùng đầu nhìn nói với Hoắc thu nhận đến đâu rồi? Akala. Hoắc thu nhận nói. Liền coi như các ngươi vừa rồi không động thủ, liên minh đã ở 5 phút trước nhận được ta phát ra tin tức. Hắn một mặt đắc ý, nhìn về phía ngã xuống đất tinh phỉ lão đại bọn người lúc lại thở dài. Các ngươi thật sự là ta đã thấy ngu xuẩn nhất tinh phỉ. Lại xuẩn lại phế. Triệu thiên hoạt động cổ tay, đứng ở trần mệ bọn người sau lưng chuẩn bị làm cái bố cảnh tấm liên minh tốc độ rất nhanh trước tiên tiếp nhập hệ thống cùng vinh quân giao đón lấy tại triệu thiên chuẩn bị đi trở về nhìn tên kia té xỉu cô gái lúc phát hiện trần mệ đem xe beo còi báo động cho tắt đi hứa thiểu du thất giọng lặng lẽ nói hoàng gia viện nghiên cứu nghiên cứu ngươi cho người ta chút mặt mũi quan nó làm gì trần mệ nói kẹt tại một giây sau cùng đóng lại đã muốn thực nể tình hứa thiểu du nói dù sao chính là cái còi báo động mà thôi. Trần mẹ nhẹ hừ một tiếng, động điểm đầu óc. Hứa thiểu du mờ mịt mặt. Mở ra phi thuyền hoắc thu nhận cũng nhỏ giọng nói. Không thấy tin tức sao. Hắn tối hôm qua tại quan hoành đường liền bị ám sát, một nước thủ tướng thế nhưng ngồi dân dụng phi thuyền, vừa vặn còn lại bị ép buộc. Hứa thiểu du nhíu mày nói. Cái này không nói rõ hắn chút xui xẻo sao khi ngồi lên chiếc phi thuyền này chúng ta cũng là. Hoắc thu nhận đưa tay chỉ hướng tinh phỉ bọn người, bọn hắn cũng là. Phi thuyền tại Akala hạ cánh khẩn cấp, hành tinh liên minh tế cảnh hạm hộ tống. Hạ xuống trước, triệu thiên về tới tiết thứ sáu, thông tri những người khác đi hướng phía trước bên cạnh tụ hợp, chờ những người khác sau khi đi mới nhìn hướng nằm vật xuống trên ghế ngồi cô gái. Cô gái mọc lên một trương nhìn ôm nhu nhu thuận mặt, trước đó đóng vai thụ thương tiểu cô nương một màn rất là rất thật, làm cho người ta đánh trong đáy lòng thương yêu. Triệu Thiên vỗ trương chiếu sau liền đi, nàng biết, liên minh không có khả năng từ thiếu nữ miệng đến bất kỳ tình báo hữu dụng. Phi thuyền tại Akala hạ cánh khẩn cấp, Triệu Thiên đi ở cuối cùng, phát hiện có người đứng ở dập máy cửa thông đạo trước không nhúc nhích, tự hồ là đang chờ người nào đó. Trần mẹ dựa vào cabin cửa, hắn đã muốn thay đổi tinh phỉ quần áo, xuyên về mình áo khoác màu đen hai tay đút túi thẳng tắp đôi chân dài giao hòa ở chỗ này mạo xưng khi một đạo tịnh lệ phong cảnh triệu thiên đi qua thời điểm trần mệ mới ngồi dậy đi theo nàng cùng một chỗ sóng vai đi ra ngoài tự hồ là bị vị đại thiếu gia này theo dõi triệu thiên nghĩ rằng ngươi sẽ tinh trình tính toán trần mệ hỏi triệu thiên nói biết nhưng xa còn chưa tới có thế 3 phút giải trừ xe beo hoàng thất viện nghiên cứu còi báo động trình độ trần mệ nghiêng đầu nhìn nàng một cái cho nên ngươi tới đến phòng điều khiển là muốn mượn cơ hội sẽ tốc chiến tốc thắng sao triệu thiên kỳ thật thật hài lòng ngay lúc đó trần mệ hiểu được nàng ý tứ cũng làm theo cho nên tại trần mệ thăm dò vấn đề này thời điểm triệu thiên nở nụ cười cũng nghiêng đầu nhìn sang nói đám này tinh phỉ thực lực quá kém đối với ngươi mà nói hẳn là rất dễ dàng chế phục sau đó đoạt lại phòng điều khiển quyền chỉ huy. Nhưng là Trần Mệ không có làm như vậy. Theo Triệu Thiên, hắn thậm chí đang trì hoãn thời gian. Là rất sai lầm kình, mà lại không chuyên nghiệp. Trần Mệ nhạc vừa nói, cho nên ngươi chắc chắn ta sẽ ra tay mới nói 3 phút có thể làm được. Triệu Thiên đi ra thông đạo, đi ra phía ngoài, cảm nhận được Akala ban đêm gió lạnh, đem bị gió thổi lên tóc mai áp chế lúc, nàng cười như không cười nhìn trần mệ liếc mắt một cái giải trừ còi báo động chỉ là muốn khiêu chiến xe beo hoàng thất viện nghiên cứu thực lực sao trần mệ nhíu mày bị triệu thiên tuân hỏi vấn đề này thời điểm hắn có chút khiêu khích cười cười ngươi cho rằng đâu akala đã muốn đêm xuống đen chìm bầu trời đêm tràn đầy chói mắt đầy sao gió đêm từ từ thổi hai người tay áo nhẹ lật trống trải bãi hạ cánh bên trên đi xa bóng người là như vậy nhỏ bé lấp lóe ánh đèn cùng tinh tinh giao ánh, chiếu rọi tòa này một nửa phồn hoa một nửa phế tích thành thị. Bọn hắn đứng ở phồn hoa cái này quả nhiên dưới bầu trời đêm nhìn nhau, sao trời trăng đêm đều thành bối cảnh. Tại đây cái gió đêm ôm nhu lưu luyến nháy mắt, mơ hồ có tiếng tim đập giống như như tiếng sấm. Trần mệ hơi chớp mắt, hỏi. Tại sao lâu như vậy đều không trả lời, lần trước là bởi vì vóc người đẹp, lần này là cái gì? Triệu thiên cái này mới thanh tỉnh lại, đối với vấn đề này triệu thiên thành thật trả lời mặt đẹp mặt trần mệ hừ cười một tiếng ngươi nhưng lại trung thực ta làm người chân thành triệu thiên liếc mắt nở nụ cười giọng nói nhẹ nhàng cất bước hướng phía trước đi đến hai người vừa mới có hơi tranh phong tương đối khí thế đều bị đối thoại cho đánh tan hứa thiểu du bọn người sớm tại phía trước chờ tống quân đang cùng liên minh cảnh sát chỗ va chạm lý quân đội cũng có người trình diện chủ nếu là bởi vì có xe thủ tướng xuất tồn tại bọn hắn không thể không phái người tới triệu thiên một mình vòng sau tránh đi người trong liên minh sau ly khai hàng không cục trần mệ chú ý tới nàng rời đi thân ảnh nhưng không có ngăn cản bên người hứa thiểu du ngay tại kiểm kê trong hành lý đồ ăn vặt bao một bên nghĩ linh tinh nói mấy điểm bọn hắn khi nào thì có thể tra xong Ngươi nói lần này phi thuyền chuyện có thể hay không cho chúng ta thêm điểm A, nghe nói quân viễn chinh ngay tại Akala, không biết trước khi đi có thể hay không gặp một lần. Ai ta còn kịp đi sáu khu đưa tin sao? Trần mẹ ngồi đang nghỉ ngơi trên ghế dài, nhàn nhã xé mở một túi khoai tây chiên thả miệng răng rắc răng rắc ăn, không biết, dù sao ta đã đến. Hứa thiểu du liếc mắt, không hiểu rõ ngươi, tại sao phải lựa chọn Akala, ngươi ở bên này có thế có cái gì kiến thiết? Trần mẹ ngữ ký nhẹ nhàng nói. Loại hoa cắm cây kiến thiết mới con đường, làm sao lại không có? Lãng phí a ngươi. Hứa thiểu du đau lòng nhất ốc nói. Liền ngươi loại hoa cắm cây thời gian bên trong có thế vì dân trừ hại bao nhiêu tinh phỉ hải tặc. Là ngươi không có linh hồn, không biết thành thị kiến thiết tầm quan trọng. Trần mẹ đưa tay chỉ hướng ánh đèn u ám phía kia, Akala chiến tranh còn sót lại vấn đề còn không có giải quyết triệt để, phản liên minh khí thế mấy năm gần đây đều tại tiếp tục tăng trưởng, cùng tập kích cũng bắt đầu thường xuyên. Hứa thiểu du nghe sửng sốt một chút, thần sắc nghi ngờ nhìn sang, ngươi đã sớm biết. Trần mệ thần sắc lạnh nhạt nói. Không phải, vừa nghe bên này nhân viên công tác trò chuyện có trời mới biết. Hứa thiểu du. Tống quân là Akala thủ vệ quân, cho nên hạ xuống về sau vấn đề giao tiếp đều là hắn tại xử lý, tại hắn việc chết lúc đang bận biệu những người trẻ tuổi kia chính tại phía sau nói chuyện phím chụp ảnh phát vòng bằng hữu. Hoắc thu nhận lôi kéo Trần Mệ cùng hứa thiểu du chụp hình sau Mỹ tư tư phát đi vòng bằng hữu, phối chữ. Đơn binh hệ cùng trinh sát hệ hệ cỏ quả nhiên vẫn là không ta suốt. Nghe răng bình luận một giải dấu chấm hỏi cùng uyển chuyển hỏi thăm hắn muốn mặc sao. Bởi vì quân đội nói không thể hướng ngoại giới lộ ra lần này sự kiện, cho nên hoắc thu nhận không có cách nào chụp được mình tự tay thao tác phi thuyền cứu vớt đám người một màn đành phải lui mà cầu lần tìm tới trần mệ cùng hứa thiểu du hai người đến phong phú bằng hữu của mình vòng hoắc thu nhận là tinh hạm quân hệ tại bổn hệ bên trong cũng là nổi danh tinh anh học viên ưu tú đám người rất dễ dàng cho tới cùng nhau đi sau khi chụp hết ảnh xong hứa thiểu du liền nói với hoắc thu nhận lên lịch luyện khu vực chuyện hai người đều lựa chọn nguy hiểm hệ số năm trở lên khu vực Mục đích đúng là vì có thể ưu tiên gia nhập quân Viễn chinh đặc quyền. Như thế vừa thấy sức cạnh tranh thật lớn a. À. Hoắc Thu nhận nhai lấy kẹo cao su nói. Mọi người nhất muốn gia nhập quả nhiên vẫn là quân Viễn chinh. Hứa Thiểu Du nâng ngón tay chỉ Trần Mẹ nói. Hắn chính là ta lớn nhất sức cạnh tranh, lại xưng hài tử của người khác. Hoắc Thu nhận nghiêng đầu hướng Trần Mẹ nhìn sang, ngươi vì cái gì tuyển a ca a? Trần Mẹ chậm rãi nói, bởi vì là chân chính ưu tú người không cần đặt quyền ta thao Hoắc thu nhận cùng hứa thiểu du nghe được đều là khóe mặt giật một cái cebel thủ tướng tại liên minh hoàn cảnh lại bị ám sát đây là một cái tương đối nghiêm trọng tinh tế đế quốc vấn đề nhưng mọi người đều biết liên minh cùng cebel hai nước quan hệ thân mật đã lâu đạt trên trăm năm thời gian liên minh quan phương cùng hoàng thất đối với chuyện này cao độ coi trọng biểu thị sẽ nghiêm trị đồng thời cũng sẽ đề cao an toàn kiểm trắc biện pháp, bảo hộ liên minh cư dân sẽ không còn có như thế hỏng bét trải qua. Quân đội hộ tống Sebel thủ tướng sốc một lần nữa đi lên quân dụng phi thuyền, chuẩn bị rời đi Akala trở lại Sebel. Trần mẹ bọn hắn nhìn Sebel một đoàn người từ trước mắt đi qua, bọn người đi xa về sau, hứa thiểu du lặng lẽ hỏi. Các ngươi trước đó nói còi báo động vẫn là sao lại thế này? đám kia ngu xuẩn tinh phỉ là thế nào giấu diếm được liên minh kiểm tra đi lên phi thuyền mà lại vừa vặn liền chọn chúng có xe beo thủ tướng chiếc này cũng quá xảo hợp đi Hoắc thu nhận thấp giọng nói một ban ngay cả phi thuyền cũng sẽ không mở tinh phỉ ngươi dám tin ta cho liên minh phát tín hiệu thời điểm chỉ thiếu chút nữa ở ngay trước mặt bọn họ tinh phỉ nhóm cũng thờ ơ căn bản không phát hiện hứa thiểu du đảo tròn mắt nói thật là quá yếu không có chút nào chuyên nghiệp, nhưng là bọn hắn hiểu được thiết trí dẫn bạo khí, cho nên xe beo người mới không dám hành động thiếu suy nghĩ, tại khống chế thất dằn co. Sẽ không mở phi thuyền, lại biết làm sao thao túng đài điều khiển bên trên dẫn bạo khí. Hoắc Thu nhận nói, đám ngu xuẩn này muốn bắt cóc phi thuyền, trăm phần trăm có nội bộ nhân viên tham dự, nếu không vừa mới tiến công kiểm miệng đã bị chụp xuống. Cái này nội bộ nhân viên không chỉ là hàng không cục người, còn có tầng cao hơn bên trên. Trần Mẹ Nhạc vừa nói, suốt tối hôm qua liền bị ám sát. Lúc đầu tối hôm qua rời đi hành trình kéo tới buổi sáng, lại lên một con thuyền dân dụng phi thuyền. Sau đó chiếc phi thuyền này liền bị ép buộc. Quá mức trùng hợp chuyện tình khả năng rất lớn cũng không phải là trùng hợp. Hứa Thiểu Du nắm tóc, một mặt mờ mịt nói, làm sao các ngươi thật giống như biết đến đều so với ta nhiều dáng vẻ. Trần Mẹ làm thủ thế im ắng biểu thị, thêm động não. Hứa thiểu du một cước đạp tới, bị trần mẹ kéo tới bên cạnh hoắc thu nhận trắng mất, hoắc thu nhận ôm bị đá chân ngao ngao trực khiếu. Tống quân cuối cùng là làm xong, tới cùng mấy người lên tiếng chào hỏi, lại phát hiện nhân số không đúng, hỏi. Còn có người đâu? Hoắc thu nhận hỏi. Ai? Tống quân nhìn nói với trần mẹ. Các ngươi đơn binh hệ cô nương kia đâu? Trần mẹ ăn khoai tây chiên lắc đầu nói. Không biết. Hứa thiểu du kinh ngạc nói. Không phải tại ngươi bên kia làm hiện lên tố sao. Tống quân mặt không thay đổi lắc đầu, hắn từ sau khi ra ngoài liền ngay cả cô nương kia cái bóng đều không nhìn thấy. Thứ sáu chương 675 Akala đường phố liên hoàng khúc chiếc lại dày đặc, ở vào chỗ cao vị trí nhìn xuống dưới đi, tầng tầng lớp lớp, khắp nơi đều là cao cao điện cọc cùng dây sắt quấn quanh ở trên không cổ xe muốn tại có chút nhỏ hẹp nói lái trên đường có chút khó khăn, phiến khu vực này khắp nơi đều là đi chân đất quần áo tả tơi đám trẻ con. Các đại nhân tụ tập tại bên cạnh hút thuốc hoặc là nhìn quầy hàng, tại trong đêm ẩn hiện quầy ăn vặt luôn luôn đặc sắc. Triệu thiên nửa mở cửa kính xe, mùi phiêu tán vào đồng thời, cũng có ven đường bọn nhỏ ném bắn tới ánh mắt tò mò. Xuyên qua trước đó khu vực, xe chở nàng đi tới một đầu náo nhiệt ngã tư đường lấp lóe đèn nê ông cùng mở cửa tử quán, cũng có mấy tên ôm đàn guitar đàn hát kẻ lưu lạc, cũng có dừng lại ngừng chân thưởng thức các cô nương. Triệu Thiên tại tử quán đối diện xuống xe. Tử quán cửa đối diện là một nhà tư nhân tiệm tạp hóa, mặt tiền cửa hàng rất nhỏ, cổng treo một mặt dựng thẳng chiêu bài, phía trên lít nha lít nhíp tiêu chú rất nhiều quốc gia văn tự, phiên dịch tới đều là cùng một cái ý tứ. Tiệm tạp hóa Tinh tế tiếng thông dụng ở vào bắt mắt nhất vị trí, làm cho người ta liếc mắt một cái liền có thể trông thấy. Tiệm tạp hóa đóng kín cửa, chỉ có một cửa sổ nhỏ mở ra, cửa sổ bên trái làm ra vẻ không ít đồ chơi nhỏ cùng đồ ăn vặt. Trúc chế kéo màn nửa cuốn, mà tiệm tạp hóa lão bản nương ghé vào cửa sổ trên lan can, mềm mại mái tóc đen dài rủ xuống tại cửa sổ, tại triệu thiên khi đi tới lão bản nương có chút ngửa đầu, lộ ra tấm kia trắng nõn kiều mị mặt. A, à, Lão bản nương đứng lên, một tay chống đỡ cầm, cười như không cười nhìn Triệu Thiên nói. Ta còn tưởng rằng ngươi đến trễ nữa nha. Triệu Thiên đem trong tay ảnh chụp đưa tới, phía trên là thiếu nữ kia sát thủ, nàng trồng mắt nhìn về phía trên bệ cửa sổ này đồ chơi nhỏ, nhạc vừa nói. Ai người? Lão bản nương cầm lấy ảnh chụp mắt nhìn, hồng nhuận khóe môi hơi ôm lấy, ngươi hỏng bên trong á ngươi ám sát sốt kế hoạch, người ta liền thuê ông và người đến giết ngươi, tự hồ không có mau bệnh a. À hắn có tiền thuê ông và người giết ta, còn không bằng dùng số tiền kia nhiều mời chào điểm quân đội. Triệu Thiên Tiến Vang nói, cầm lấy trên bệ cửa sổ một phần màu lam thủy tinh châu ném trên mặt đất, ngã nát sau thủy tinh châu biến thành một đám nho nhỏ lam sắc hỏa diễm. Lão bản nương buông lỏng tay, ảnh chụp dừng ở ngọn lửa màu xanh lam trong nháy mắt hóa thành hư không. Ông vàng tra xếp ngươi 6 năm, nhưng ngươi cũng nấp rất kỹ, nhưng ngươi gần nhất quá sinh động, làm cho bọn họ cắn cái đuôi của ngươi lão bản nương cười hít mắt nhìn về phía triệu thiên, xê beo người một nhà đấu tranh nội bộ đoạt quyền soán vị, sốc giả tâm không nhỏ, nhưng hoàng thất cũng không phải ngồi không, hắn muốn đoạt quyền, ngươi không phải phải che chở hắn làm gì. Ta đối xê beo chuyện tình không hứng thú, chính là hắn bây giờ còn không thể chết. Triệu thiên nhìn về phía đối diện tử quán, nàng chỗ đứng ở vào bóng ma khu, sáng ngời vừa vặn dừng ở lão bản nương vị trí, mờ nhạt ánh sáng ôn nhu lại nổi bật lên nữ nhân này tinh xảo khuôn mặt càng phát ra kiều mị. Ngươi hôm nay lữ hành hẳn là thực kích thích đi. Lão bản nương nói, nửa câu nói sau bên trong tràn đầy đùa cực, liên minh thủ đô khu quản chế, đã muốn phát triển đến có thể khiến cho hơn 10 tên tinh phỉ thành công lên phi cơ. Triệu Thiên ừ một tiếng, nhớ tới trước đó Trần Mệ tra hỏi, dựa vào tường lúc nhắm lại xuống mắt, tối hôm qua sốc đã muốn hiểu được hành trình của mình bị tiết lộ, Muốn tránh đi bên trong á ngươi hoặc là những người khác, lựa chọn dân dụng phi thuyền. Ngay cả bảo tiêu đều chỉ dẫn theo hai cái, có thể nói là phi thường điệu thấp. Nhưng là liên minh cũng có người muốn hắn chết a. À. Lão bản nương cười đến giảo hoạt ảm. Chơi tốt nhất là ông và người vì giết ngươi cũng tới cùng một chiếc phi thuyền, bên trong á ngươi tự hồ lại muốn cổng nồi. Hắn vận khí không tốt. Triệu Thiên nở nụ cười. Lão bản nương nói liên minh vận khí cũng không tốt, để ngươi lên chiếc phi thuyền kia. Không được, liên minh vận khí không tệ. Triệu Thiên nói. Có người đem sốc cảnh báo giải trừ. Còi báo động nếu tại thời điểm này thành công khởi động, liên minh phải bị chất vấn nhưng cũng quá nhiều. Xe beo người cũng sẽ trước tiên xuất động, đến lúc đó sốc chết còn dễ nói, nếu là không chết, đã tới thủ tướng đảng phái bọn người sẽ không dễ dàng rời đi, chí ít liên minh phải chết vài cái cao tầng dê thế tội mới được. Cái này thật đúng là cho liên minh giải quyết một cái đại phiền toái đâu. Lão bản nương cười duyên, dương mắt hướng Triệu Thiên nhìn lại, là vị kia đại tướng quân con sao. Triệu Thiên. Thiên hạ này có ngươi không biết chuyện sao. Cái này không phải là vì lấy phòng ngừa vạn nhất, xác nhận một chút mà. Lão bản nương hai tay chống má, còn có một vấn đề, ta trước kia không có hỏi, nhưng không có nghĩa là ta không hiếu kỳ triệu thiên nghiêng đầu nhìn nàng đen bóng ánh mắt chớp lên lão bản nương nói loại người như ngươi làm sao lại nghĩ đến đi trường quân đội thiên hạ này thật là có ngươi không biết chuyện triệu thiên cười trêu tức lão bản nương nhún vai ngươi tại vậy căn bản cái gì cũng học không đến bởi vì tầng mị hắn muốn đi trường quân đội ta liền đi triệu thiên nói ngay từ đầu là sợ hắn bị người khi dễ về sau phát hiện là nàng suy nghĩ nhiều xác nhận tần mị sẽ không bị người bắt nạt về sau nàng liền bắt đầu tại trường quân đội hỗn khởi thời gian đến nàng không có gia nhập quân viễn chinh truy cầu bởi vậy các loại huấn luyện đều ông có thế qua là được tâm thái không có làm náo động tâm theo triệu thiên nàng nếu là còn thật sự ứng phó trường quân đội chương trình học giống như là khi dễ tiểu hài tử lão bản nương nói cũng không sai nàng ở nơi đó cái gì cũng học không đến bởi vì nàng cái gì cũng biết ai nha tần mị còn muốn gia nhập quân viễn chinh đâu lão bản nương hí hư nói cũng không nghĩ một chút cha của hắn là chết như thế nào và quân viễn chinh hắn liền muốn thề thủ hộ đế quốc này cùng đế quốc nhân dân vi phạm dạng này lời thề là muốn xuống địa ngục hắn muốn làm cùng ta muốn làm không giống với triệu thiên đưa tay thuận thuận tóc chỉ cần ta còn sống hắn muốn làm gì đều được ngươi là hắn ô dù. Lão bản nương như có điều suy nghĩ, trong mắt ý cười làm sâu sắc, nhưng khi ngươi có phiền phức thời điểm, hắn không bảo vệ được ngươi. Triệu Thiên cũng cười nói, "Ta không cần." "Tốt a." À. Lão bản nương đứng người lên, màn trúc che đậy mặt mũi của nàng, làm cho người ta nhìn không rõ ràng, mờ nhạt quan ảnh hạ, chỉ nghe nàng cười nói, "Ta cũng không bảo vệ được ngươi." Triệu Thiên không nói gì, nàng chính là lẳng lặng mà nhìn xem đối diện cửa tử quán đàn hát đám người. Lão bản nương từ tiệm tạp hóa bên trong ra, mặt màu đỏ đai lưng váy dài nữ nhân dáng người xinh đẹp, dạo bước nhẹ lay động hướng tử quán đi đến. Gặp nàng ra, xung quanh vang lên không ít treo gẹo mập mờ tiếng huyết sáo. Ông vàng bên kia cái đuôi ta đã giúp ngươi cắt đứt, ngươi có thể an tâm hợp lý ngươi lịch luyện sinh. Lão bản nương nói. Đi thôi, ngày mai ngươi về chỗ lịch luyện về sau, coi như ăn không được này đó tốt. Triệu Thiên từ bóng ma khu bên trong đi ra, trước đó phân tán tóc dài bị nàng bắt lại buộc thành một chùm, lộ ra mảnh khảnh cái cổ, không ở tác chiến trạng thái lúc nàng xem ra yên tĩnh lại lạnh lùng, chẳng sợ có người muốn đi lên bắt chuyện vị này tựa như gốm sứ cô nương Mỹ lệ thiếu nữ, cũng sẽ trở ngại nàng lạnh lùng mà do dự không thôi. Lão bản nương cùng tử quán bên trong các nam nhân trêu chọc, mị mà không tầm thường, kiều mà không được tung, Mê các nam nhân thần hồn điên đảo, dù cho có người tới bắt chuyện Triệu Thiên, đều bị lão bản nương nói hai ba câu câu đi rồi, mãi cho đến trời đi lúc còn mang đi mấy vị loại hình khác nhau nam sĩ. Đem người đều mang sau khi lên xe, lão bản nương cho ven đường Triệu Thiên một này hôn gió, nói: "Bảo bối, muốn cùng một chỗ sao?" Quân đội các nam nhân nhưng không có phía ngoài này đó thiện giải phong tình nha. Triệu Thiên ghét bỏ quơ quơ không chung mùi rượu nói: ngươi đi nhanh đi, chờ chút ta sợ ngươi không biết thứ bao nhiêu nhậm bạn trai trước nhóm sẽ mở tinh hạm hoặc là khi giáp tới đem nơi này nổ thành cho tàn. Lão bản nương tiêu sái lái xe rời đi. Triệu Thiên trở về tiệm tạp hóa, trừ bỏ trên bệ cửa sổ đồ chơi nhỏ nhóm, trải bên trong cái gì hàng hóa cũng không có. Nàng đi phòng ngủ, ga giường cùng chăn lót là duy nhất còn giữ đồ vật. Triệu Thiên chính thoát áo khoác thời điểm, nghe thấy mặt ngoài truyền đến súng vang lên âm thanh, liên tiếp không ngừng, cùng quần chúng tiếng mắng chửi. Các cư dân không cảm thấy kinh ngạc, bởi vì này bên cạnh cơ hồ mỗi đêm bên trên đều có phản người trong liên minh nhóm nháo sự, rất nhanh liền sẽ có quân đội tới trấn áp bình ổn. Triệu Thiên sốc lên màn trúc nhìn một hồi, phát hiện thủ vệ quân sau khi xuất hiện mới quay người rời đi, ngã xuống ngủ trên giường thấy. Ngày mai sẽ phải đi trong đội đưa tin, bắt đầu nàng trong vòng 6 tháng lịch luyện. Tại Akala loại hoa cắm cây cũng coi là cho mình nghĩ. Lúc này Triệu Thiên đã muốn hoàn toàn quên mình trước đó tại phi thuyền bên trên hành hung tống quân một chuyện. Hôm sau, ra ngoài tiêu sái lão bản nương đã muốn ly khai tòa thành thị này, cửa hàng bên trong cô nương cũng sáng sớm liền rời đi, cũng không lâu lắm đã có người tới đem gia sản cửa hàng hủy đi bắt đầu trùng kiến. Thủ vệ quân trong căn cứ, các tân binh ngay tại luyện công buổi sáng, cổng phụ trọng bao cuốn trống trải phế tích trận chạy vòng vừa chạy vừa hát tinh tế chiến ca nghe thực có không khí nhưng là hát hát liền bắt đầu xiên nướng nữ đoàn thần tượng nhóm lưu hành kim khúc còn càng hát càng có lực làm cho bên cạnh đi ngang qua triệu thiên cũng nhịn không được cho bọn hắn vỗ tay nhưng mà không bao lâu đã bị táo bạo huấn luyện viên cho chế tài triệu thiên đeo túi sách đi hướng căn cứ phòng khách cùng căn cứ nhân viên công tác làm về chỗ thủ tục thân phận xác nhận hoàn tất sau cầm đồng phục của đội vừa quay người lại liền va vào trong mắt người khác A. À. Trần Mẹ một tay linh ba lô cùng với nàng chào hỏi, lại thời gian gặp mặt so với ta nghĩ còn phải sớm hơn a. À. Triệu Thiên đứng tại chỗ có chút mộng, Trần Mẹ làm sao tại đây? Nàng trơ mắt nhìn đối phương cùng nhân viên công tác nói. 13 khu trường quân đội A3 cấp lịch luyện sinh, Trần Mẹ. Nhân viên công tác qua a một tiếng, ta biết, trường quân đội duy nhất S cấp sinh, Ngưu Bức biết ngươi tuyển nơi này thời điểm đều tưởng rằng hệ thống sai lầm. Trần mệ có chút gật đầu, mặt không đổi sắc. Bên cạnh Triệu Thiên hỏi. Ngươi lịch luyện khu vực tuyển Akala. Đây thật là vạn vạn không nghĩ tới. Trường quân đội toàn năng chi tài không đi chém giết tinh phỉ hải tặc, chạy tới Akala loại hoa cắm cây. Cái này ai có thể muốn lấy được a? À? Trần mệ liếc mắt nhìn sang, nói. Có phải là rất tinh mắt? Triệu Thiên nhất thời lại không biết nên nói như thế nào, chẳng lẽ nên khen hắn nói ngươi giống như ta có ánh mắt sao? Tại Trần Mệ lấy đồng phục của đội thời điểm, nhân viên công tác nhìn về phía phía sau hô. Ai tống đội? Giới này lịch luyện sinh đến, ngươi đến xem. Đến. Tống quân chính cùng cái khác tân binh các huấn luyện viên trò chuyện, nghe nói triều phục vụ cửa sổ bên này đi tới, liếc mắt liền nhìn thấy hai cái thân ảnh quen thuộc. Tống Quân nhíu mày, "Là các ngươi a?" À. "Triệu Thiên." Chờ chút, nàng chợt nhớ tới, vị này tại phi thuyền bên trên bị mình đánh tới quỳ xuống đất nam nhân là nàng tương lai huấn luyện viên. Trông thấy Triệu Thiên thời điểm, Tống Quân nhưng là thật là vui. "Quấy rầy." Triệu Thiên bắt đầu lấy điện thoại di động ra gọi điện thoại, nhỏ giọng nói, "Lệch ra. Ta muốn đặt trước một trương hôm nay trở về 13 khu phiếu, giá cả không là vấn đề." gấp 10 đều được. Hàng không cục đặt vé hệ thống dùng ngọt ngào giọng nữ trả lời. Thân, xếp thấy trước mắt Atala hàng không quản chế, trong 7 ngày đều không cho phép nhậm hà phi thuyền thông hành A. Triệu Thiên. Muốn đi A. Tống quân cười đến hòa ái dễ gần, nhìn hai người nói. Người cao có thể đi, dáng lùng lưu lại. Triệu Thiên nhìn thoáng qua bên cạnh mình người cao, được vinh dự trường quân đội Nam thần toàn năng chi tài trần mệ không cần toàn năng chi tài toàn trường duy nhất ép cấp sinh ngược lại muốn nàng vị này vắng vẻ vô danh bê cấp sinh xác định tống quân muốn báo thù tại triệu thiên hậm hực thu hồi di động lúc phát hiện lại tới một nhóm làm về chỗ sinh lịch luyện sinh Hoắc thu nhận cùng hứa thiểu du thảm hề hề dẫn theo hành lý xuất hiện hai người tại nhìn thấy trần mệ thời điểm đều là trăm miệng một lời sớm biết hôm qua đã đem đám kia tinh vĩ vào chỗ chết đánh Trần Mệ hỏi. Các ngươi tới làm gì? Hứa Thiểu Du cả giận. Bởi vì ngày hôm qua sự tình, Liên minh ban bố hàng không quản chế, 7 ngày không có cách nào rời đi Akala, 7 ngày sau lại đi người ta sớm hết hạn. Tiếp xuống 6 tháng, chỉ có thể ở trong này loại hoa cắm cây. Hoắc thu nhận rủ cục lấy đầu nói. Tống quân ngoài cười nhưng trong không cười nói. Loại hoa cắm cây. Các ngươi muốn lấy được là đẹp vô cùng a. À chương 7, 8. 7, 8. Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Thứ bảy chương 675 tất cả mọi người nghĩ đến tại Akala lịch luyện, chính là loại hoa cắm cây vì nhân dân kiến thiết mới con đường, biên cảnh tuần tra cọc gỗ chỗ đứng cả một ngày. Trừ cái đó ra vốn không có. Tống quân biết được đám này người tuổi trẻ ý nghĩ sao không khỏi cười lạnh, không có. Nhiều chính là bọn ngươi lịch luyện sinh có thể làm. Thay xong đồng phục của đội về sau, Tống Quân làm cho bọn họ đang huấn luyện khu vực tập hợp. Một năm này nhập ngũ thủ vệ quân các tân binh đã ở trường quân đội lịch luyện sinh cùng các tân binh duy nhất khác biệt, chính là còn không có chính thức nhập ngũ tiến vào biên chế. Nhưng bọn hắn cũng có chuyên môn huấn luyện viên cùng huấn luyện. Gặp lại chính là duyên, hôm qua là cùng một chỗ tác chiến chiến hữu, hôm nay bắt đầu, ta chính là phụ trách các ngươi lịch luyện huấn luyện viên. Tống Quân nói đến thời điểm đều nhìn thấy đi. Về sau mỗi sáng sớm, các ngươi đều phải đi theo đám bọn hắn cùng một chỗ luyện công buổi sáng. Vắng mặt trừ điểm, kết thúc không thành nhiệm vụ trừ điểm. Bốn tên người trẻ tuổi biểu thị ốc. Buổi sáng là cường độ cao huấn luyện thân thể, liên tục ba tháng, buổi chiều cùng thủ vệ quân phân đội tiến hành thành thị kiến thiết. Nói tới chỗ này, Tống quân nghiêng qua mắt hoắc thu nhận cùng hứa thiểu du nói đừng tưởng rằng loại hoa cắm cây rất đơn giản lấy một cái hố lấp một cái cây lấp không tốt chính là lãng phí tài nguyên đáng xấu hổ biết sao triệu thiên bọn người giữ vững tinh thần nói hiểu được ban đêm sẽ có thường ngày biên cảnh tuần tra ba tháng trước các ngươi chỉ cần tại trên tường thành đứng như cọc gỗ tuần sát sau ba tháng sẽ cho các ngươi phân phối vũ khí ra khỏi thành tuần sát tống quân nói này lại là vô cùng nguy hiểm lịch luyện các ngươi có thể lựa chọn buông tha cho. Triệu thiên nhất tay, phi thường quả quyết. Ta buông tha cho. Tống quân. Ba người khác không khỏi hướng nàng ném cặp mắt kính nể. Tống quân khóe mắt kéo nhẹ nói. Lý do. Triệu thiên mặt không đổi sắc nói. Huấn luyện viên ngươi cấp ra buông tha cho lựa chọn, chưa hề nói nhất định phải lý do. Tống quân. Hứa thiểu du cùng hoắc thu nhận đưa cái ánh mắt đi qua lưu phê huấn luyện viên cái này còn không đánh một trận đổi lại là triệu thiên bên ngoài bất kỳ người nào tống quân đã muốn động thủ nhưng cũng bởi vì người nói lời này là triệu thiên cho nên hắn nhịn nếu là tại trước mặt nhiều người như vậy động thủ lại không có thể đánh thắng triệu thiên vậy hắn coi như tâm tính băng xem trước một chút khảo sát thể năng cô nương này các hạng cực hạng lại nói tống quân xoay mặt nhìn về phía hoắc thu nhận vài vị lạnh giọng nói Lịch luyện từ hôm nay trở đi, tương lai các ngươi năm người đem lại ở chỗ này học được rất nhiều vật hữu dụng. Năm người. Hứa Thiểu Du một mặt mờ mịt. Tống Quân nói, "Còn có một vị, 13 khu trường quân đội A4 cấp hệ chỉ huy, tên là Chu Tiện. Năm ngoái lịch luyện không tham dự, năm nay bổ sung, bởi vì so với các ngươi đến sớm 2 ngày, đã muốn đi bên trên phụ trọng chạy." Giải thích hoàn tất về sau, triệu thiên mấy người bắt đầu trên lưng phụ trọng bọc hành lý đuổi theo phía trước tân binh đội ngũ bước chân hướng tới trên núi chạy tới tống quân liền tốt mở ra chuyên dụng xe nhỏ một đường chậm rãi đi theo đám bọn hắn bên cạnh bồi chạy tân binh huấn luyện viên nhìn khóe mắt kéo nhẹ nói tống đội không cần thiết đi ngươi không hiểu tống quân lắc đầu một mặt thâm trầm ta phải nhìn kỹ một chút cái gì mới là không ổn định phát huy Tân binh huấn luyện viên hiển nhiên nghe không hiểu, nhưng là không trở ngại hắn đuổi theo hô. Khi chở ta một cái. Triệu Thiên cảm thấy mình tự hồ đem lần lịch lãm này làm cho đập, những ngày tiếp theo sẽ không như nàng nghĩ đồng dạng nhẹ nhõm tự tại. Lịch luyện 108 cái khu vực đặc biệt, trong đó có 76 cái là liên minh biên cảnh khu, có được đóng giữ quân đội căn cứ có 50 cái, ở vào trạng thái chiến tranh có 6 cái. Đương nhiên quân đội không có khả năng để nhóm này lịch luyện sinh đi ra chiến trường, nhiều lắm là làm cho bọn họ đang chỉ huy lúc quan chiến hoặc là ở căn cứ bên trong làm điểm hậu cần. Cho nên mặc dù ở vào trạng thái chiến tranh khu vực là nguy hiểm nhất, nhưng lịch luyện sinh căn bản sẽ không có ra sân cơ hội, bởi vậy không có người nào lựa chọn. Giống Akala dạng này chiến hậu kiến thiết bên trong biên cảnh, đã muốn vượt qua thời kỳ nguy hiểm nhất, bắt đầu dài dòng chữa trị trạng thái triệu thiên ý đồ đến acala loại hoa cắm cây kiếm sống lại không nghĩ vừa tới liền cho mình gây phiền toái trừ phi là nàng muốn lại có tất chuyện cần làm nếu không thì lười tự mình động thủ trước kia trên đường gặp phải cướp bóc nàng đều ngoan ngoãn xin giúp đỡ tin cảnh cái thứ năm vừa đi vừa về về sau triệu thiên ngừng tại nguyên chỗ thở phì phò nhìn qua giống như là đã muốn đến cực hạn nhìn chằm chằm vào nàng tống quân hai mắt sáng lên Nhấn cần ga một cái đi vào bên người nàng, mở rộng cửa sổ sau hô. Dừng lại tới làm gì, tiếp tục chạy. Triệu Thiên hai tay chống đầu gối, mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu từ nàng cái trán trên gương mặt trượt xuống, nàng biểu lộ chuyên chú, không để ý đến Tống Quân, làm sơ điều chỉnh sau tiếp tục chạy về phía trước đi. Tống Quân vội vàng đuổi theo đi. Tân binh huấn luyện viên ở bên nhìn một mặt phức tạp, "Tống đội, ngươi có phải hay không đối tiểu cô nương này có ý kiến gì?" từ đầu đến giờ ngươi liền nhìn chằm chằm vào người ta vậy ta ý kiến cũng lớn tống quân khẽ nói ngày hôm qua sự tình ngươi nghe nói đi nàng đây tư liệu ngươi xem một chút tân binh huấn luyện viên ấn mở bên cạnh quan não nhìn lại không có vấn đề a bình xét cấp bậc b các hạn trình độ thí nghiệm đều tại trung du không nóng không lạnh nàng cái này cực hạn nhiều nhất lại chạy một cái vừa đi vừa về liền không chịu nổi tống quân nói ngươi có thế một chiêu đánh bại ta sao? Tân binh huấn luyện viên tức tức muốn thử. Đến một khung thử một chút sao? Tống quân nhíu mày nhìn sang, tân binh huấn luyện viên tiếc núi nói. Không thể, chí ít ba chiêu. Nàng có thế, hơn nữa còn làm được. Tống quân nhìn chầm chầm phía trước triệu thiên bóng dáng trầm giọng nói. Ở trước đó còn đánh ngã hai gã ngụy trang sát thủ chuyên nghiệp. Tại tân binh huấn luyện viên kinh ngạc thời điểm, Tống Quân lại nói: Nghe nói kia hai gã sát thủ chuyên nghiệp là ông vàng người. Ông vàng là một cái tinh cầu tên, đồng thời cũng là một tổ chức, là trong tinh tế nổi danh sát thủ chi quốc. Sát thủ một hàng tại ông vàng đã là một cái hoàn thiện lại không thể thiếu sản nghiệp tồn tại, bởi vì cái này tinh cầu dân bản địa thể chất tính đặc thù, mỗi một cái ông vàng người từ xuất sinh bắt đầu liền tự mang một loại độc tố, có thể giết người cũng có thể giết mình. Ông vàng sẽ chỉ bảo bọn hắn như thế nào sử dụng lực lượng của chính mình, đến mức cái tinh cầu này 80% tinh dân đều là sát thủ. Cũng may số người của bọn họ so với những tinh cầu khác đến nói thực sự là ít đến đáng thương, cho nên mới có thể còn sống đến bây giờ. Ông vàng nổi danh không chỉ ở tại thực lực của bọn họ, còn có tuyệt đối giữ bí mật tính. Chẳng sợ ngươi bắt làm tù binh ông vàng sát thủ, cũng không có cách nào ngăn cản hắn bản thân chấm dứt. Cho nên tuyệt đối không có cách nào từ trong miệng hắn bộ ra mình muốn tình báo Thật hay giả Tân binh huấn luyện viên kinh ngạc nói Liền tài nghệ này vẫn là B cấp Trường quân đội điên rồi cũng là ngươi điên rồi Tống quân Ta nhưng là có người chứng Lúc ấy ở đây dân chúng đều có thể cho ta làm chứng Khi cô nương này không được A à. Tân binh huấn luyện viên thăm dò nhìn ra ngoài đi Xông phía trước triệu thiên hô Đồng học xuất ra ngươi thực lực chân chính đến. Vừa dứt lời, liền gặp triệu thiên chân dưới một cái lão đảo, lạch cạch trực tiếp ngã chó gặm bùng. Tân binh huấn luyện viên. Tống quân liếc mắt, diễn, ngươi tiếp tục diễn. Triệu thiên ngã sấp xuống sau nằm bên trên trở mình, mặt hướng trời xanh, hơi hít mắt thở phì phò. Phía sau đi lên trần mệ tại bên người nàng tại chỗ chạy trước, hắn duy trì đồng đều nhanh hô hấp, dù cho trên trán có một tầng mồ hôi rịn, trạng thái cũng rất ổn định, hắn thậm chí còn so triệu thiên nhiều chạy hai cái vừa đi vừa về. Ngươi sẽ không nghĩ đến đến cái này còn có thể giấu được đi. Trần mệ không nhanh không chậm nói. Lời này nghe được triệu thiên sửng sốt một chút, giấu cái gì? Trần mệ hướng nàng dơ lên cái cằm, nói. Ngươi ẩn tàng thực lực. Ngươi làm sao cũng cùng huấn luyện viên cùng một chỗ mù tham gia náo nhiệt. Triệu thiên chậm rãi từ dưới đất bò dậy thân đến, đưa tay phủi phủi quần áo cúi đầu không đi xem trần mệ cái gì gọi là ta ẩn tàng thực lực gặp quỷ trần mệ lại là làm sao nhìn ra được nàng trước kia cũng chưa cùng người này trao đổi qua trần mệ đi theo triệu thiên chạy về phía trước phối hợp tốc độ của nàng thả chậm bước chân ngữ khí từ từ bên trên kỳ hạ huấn doanh ngươi cùng tần mị tổ đội đi triệu thiên nghiêng đầu nhìn sang thanh sắc trêu tức rõ ràng như vậy trần đồng học ngươi có phải hay không thầm mến ta trần mẹ một nói từ chối không phải triệu thiên thật vậy chăng trần mẹ không thèm đếm xỉ đến nói tiếp rừng cây chiến thời điểm tầng mị trong tay đã không có vũ khí tại bị sáu người vây công lúc có người ở phía sau giúp hắn xử lý dấu ở khu vực địch chiếm đóng đang tập kích ba cái trong đó có một vô cùng ưu tú không có thua trận triệu thiên tức giận nói người kia chính là ngươi đi. Trần mệ gật đầu, nói. Nhưng là bị ngươi bức lui. Triệu Thiên. Nói rõ vận khí ta tốt lắm. Đây không phải là dựa vào vận khí có thể làm được chuyện, ngươi có thể tìm tới phương vị của ta liền đã rất đáng gờm rồi. Trần mệ nhạc vừa nói. Nếu không phải ta phản ứng nhanh, ngươi kia phát súng cũng không phải là sát con mắt của ta bay qua. Mà là trúng nít. Triệu Thiên nhẹ gật đầu, nói. Xem ra ta vận khí cũng không phải là đặc biệt tốt. Ban đầu là chuyện này gây nên Trần Mệ chú ý, Triệu Thiên hồi tưởng đến, lúc ấy thắng về sau, mọi người chú ý điểm đều tại tầng mị đánh sáo, căn bản không người để ý tay súng bắn tỉa chuyện. Nàng cũng sau đó tích đầy người phân đã bị người đào thải, thả tầng mị một người tiếp tục xông phân. Trần Mệ bình thường thật đúng là không chút chú ý tới những người khác, hắn kỳ thật bề bộn nhiều việc người bên cạnh đều là cố định vài vị hảo hữu, bởi vì viễn siêu người khác thực lực, cùng hệ đại đa số người đối đầu hắn thời điểm đều chọn buông tha cho, đến mức hắn cũng thiếu chút tiếp xúc cùng hệ những người khác cơ hội. Hạ huấn doanh lần kia, hắn chính là có chút để ý vị này tay súng bắn tỉa, làm cho hắn chân chính để bụng, là sau khi cuộc tranh tài kết thúc tại tập huấn xem thấy triệu thiên thời điểm. Trong nháy mắt kia đối trần mẹ mà nói, là sóng lớn đại cát, trong lúc lơ đảng tìm tới bảo tàng. Giả heo ăn thịt hổ chơi rất vui sao? Trần mệ nói. Triệu thiên nở nụ cười, ta không ý tứ này a. À? Trần mệ hừ một tiếng, nghe nàng còn nói. Bởi vì đều quá yếu, làm cho ta không làm sao có hứng nổi. Triệu thiên dừng bước lại, nghịch ánh sáng dương mắt nhìn về phía trần mệ, khẽ cười nói. Ngươi cũng là. Trong lời nói của nàng mang theo không che giấu chút nào khiêu khích, nói lại là thật tâm lời nói đã trần mệ muốn nàng làm rõ, khi nàng cũng liền không khách khí. Trường quân đội toàn năng chi tài, duy nhất ép cấp, cũng không phải là đối thủ của nàng. Loại lời này đối trần mệ như thế thiên chi kiêu tử mà nói, coi là vũ nhục. Nhưng hắn cũng không thấy tức giận, mà là dừng bước lại nhìn triệu thiên, nhíu mày lúc mang theo vài phần ngạo mạn, hừ cười nói. Muốn thử một chút sao? Triệu thiên không có cự tuyệt, tốt. Trần mệ xuất thủ thời điểm, trong xe tống quân cùng tân binh huấn luyện viên đều không có đi ngăn lại, mà là lựa chọn trước quan chiến. Triệu Thiên là còn thật sự, tại nàng đáp ứng thời điểm, cũng đã bắt đầu chú ý đến trần mệ động tác, dự phán chiêu thức của hắn lực đạo cùng tốc độ. Đơn thể vật lộn cách đấu, nàng thể chất đặc thù còn không có gặp qua đối thủ. Lại thêm kinh nghiệm phong phú, cùng nàng đầu óc bị động tiếp nhận đại lượng tin tức, dẫn đến Triệu Thiên tại phát hiện trần mệ động thời điểm, thân thể liền đã cấp ra tốt nhất phản ứng. Trần Mệ thực lực đánh giá không có một chút trình độ, đối chiến kinh nghiệm cũng là có, cho tới bây giờ đều là chiến vô bất thắng. Tốc độ, lực lượng, kỹ xảo, hai người cũng không chênh lệch, lui tới so chiêu ở giữa thế lực ngang nhau, mức độ lớn nhất điều động thân thể hai người bên trong hảo chiến thừa số cùng thiên phú chiến đấu. Trần Mệ bị Triệu Thiên đánh bại quỳ xuống đất lúc cũng một quyền nện vào vai trái của nàng nhưng mà Triệu Thiên trước tiên dự phán tránh né tháo bỏ xuống đại bộ phận trọng lực, hắn nằm xuống đất thời điểm nghịch ánh sáng, Triệu Thiên quỳ ép ở trên người hắn, chặn bên trái Trần Mệ ý đồ bắt lấy nàng ít hầu tay, tay kia thì bóc lấy Trần Mệ cổ. Trần Mệ vẫn là vẫn là kém một chút. Trong xe tân binh huấn luyện viên sợ hải thang nói. Hai người này có chút túa, A, à, vừa rồi tốc độ kia đổi lấy ngươi cũng không được đi. Tống quân hai mắt phát sáng, hơi có mấy phần kích động, Ta nói không sai chứ. Nhìn xem, nàng hiện tại nhưng là một chiêu đem Trần Mệ ép dưới thân thể. Rốt cục có người thể nghiệm đem mình trước đó cảm giác. Mới từ lên đường chạy xuống hứa Thiểu Du cùng Hoắc Thu nhận trông thấy một màn này, đồng thời cả kinh nói: "Ta dựa vào, các ngươi đang làm gì?" Thứ 8 chương 675 Trần Mệ lẳng lặng mà nhìn xem ép trên người mình Triệu Thiên, chụp lấy cổ họng của mình tay tinh tế trắng nõn nhưng cũng băng lãnh hữu lực tại đây ngày nắng chói chang bên trong làm cho người ta cảm thấy thấu xương. Hắn tại bị đánh bại nháy mắt liền công kích Triệu Thiên chỗ trí mạng, nhưng tốc độ của nàng càng nhanh, đoạt trước một bước đồng thời cũng đem công kích của mình cản lại. Mặt trời hào quang rừng rực sau lưng Triệu Thiên tùy ý, Trần Mệ thu hồi khí thế bén nhọn, hắn nghiêng đầu hướng Triệu Thiên nở nụ cười, liền loại trình độ này sao? Triệu Thiên trong lúc nhất thời nhưng lại không phân rõ vẫn là là nàng có vẻ ngạo mạn vẫn là trần mệ càng hơn một bậc. Nàng cũng liếc mắt cười một cái nói. Chỉ xứng loại trình độ này. Trần mệ. Được thôi. Hắn một mặt bằng phẳng bình tĩnh, nhưng lại nhìn không ra một điểm tức hỗn hển hoặc là tức giận đến. Triệu Thiên buông tay ra, hai người từ dưới đất đứng lên thân đến. Trần mệ vỗ vỗ áo trên vai cho bụi, dương mắt đã nhìn thấy bên trên hứa thiểu du cùng hoắc thu nhận. Hứa thiểu du kinh hãi cái cầm đều nhanh rớt xuống, hắn nâng tay chỉ trần mệ. Ngươi 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 ngươi. Trần mệ vô tội mặt mà nhìn xem hắn, ta 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 ta. Triệu thiên cũng nghiêng đầu nhìn sang, đối mặt hai người kia khiếp sợ nhìn chăm chú, cũng là một mặt vô tội. Hứa thiểu du hít sâu một hơi nói. Chúng ta tại còn thật sự huấn luyện, ngươi vậy mà tại phía sau vụn trộn vẫy muội. Trần mẹ còn chưa lên tiếng, Triệu Thiên liền kinh ngạc nhìn sang, ban đầu ngươi là ý tứ này sao? Trần mẹ Trong xe tân binh huấn luyện viên mừng rỡ không được, tống quân nhấn loa, hướng bọn hắn hô. Gọi các ngươi phụ trọng chạy không gọi các ngươi tự mình bác sát. Trần mẹ Triệu Thiên cho ta nhiều chạy 10 cái vừa đi vừa về. Chạy không hết không cho phép xuống núi. Triệu Thiên Nàng vẽ mặt thành thật nhìn Trần mẹ nói. Ngươi lần sau biến thành người khác vậy, đừng tìm ta, ta không muốn nhiều chạy 10 cái vừa đi vừa về. Trần Mệ nghe được khóe mắt kéo nhẹ, thiếu niên lòng dạ kình đến đây, khẽ nói, "Ta lại không được." Triệu Thiên nhất thời lại không biết nói cái gì cho phải, nhìn Trần Mệ có chút ngạo kiều dáng vẻ không khỏi hiếp hiếp mắt. Tại Tống Quân tiếng trống hạ, bốn người lại cất bước chạy, Triệu Thiên tốc độ không nhanh không chậm, thoạt nhìn như là đến cực hạn lại vững vàng không có ngã dưới tiếp tục đi tới nhưng lại trần mệ tốc độ so trước đó muốn chậm lại đại khái một cái vừa đi vừa về về sau hứa thiểu du mới gặp gỡ trần mệ cùng hắn hướng phía dưới núi chạy tới trên đường không kịp chờ đợi truy vấn vừa rồi tình huống như thế nào trần mệ ký tức thở nhẹ nhìn không chớp mắt nói thăm dò xuống thực lực của nàng ngươi thăm dò nàng thực lực làm gì hứa thiểu du thần sắc hồ nghi Dĩ nhiên không tin. Còn nhớ rõ ta trước đó đã nói với ngươi, hạ huấn danh cái kia bức lui ta đang tập kích sao? Trần Mệ nói. Chính là Triệu Thiên. Vừa rồi ta không có nhường, nàng cũng không có, nhưng là kết quả ngươi trông thấy. Ta đi. Cái kia để ngươi tâm tâm niệm niệm đang tập kích dĩ nhiên là nàng. Hứa thiểu du cả kinh nói. Ta mong đợi nhất hình tượng rốt cục muốn xuất hiện sao? rốt cục có thế trông thấy có người ép ngươi một đầu sao. Trần mệ nhíu mày nhìn sang, ai tâm tâm niệm niệm. Hứa thiểu du cười hắc hắc, tề mi lộng nhãn nói. Hai ta nhận biết đã bao nhiêu năm. Ngươi bình thường chảnh chứ hai năm trăm vạn, ai cũng xem thường, ta còn là lần đầu tiên nghe thấy ngươi khen người, chớ nói chi là thừa nhận đối phương so với ngươi còn mạnh hơn, hơn nữa còn không phải một hai lần. Cái này đối ngươi trần mệ mà nói chính là tâm tâm niệm niệm mà. Trần mẹ mặt không thay đổi quay đầu đi, cút. Hứa thiểu du không muốn mặt tiếp tục truy vấn, thế nào? Cảm giác thế nào? Thật sự rất mạnh sao? Mạnh bao nhiêu? Có thế ép ngươi không có xoay người chi địa loại kia mạnh sao? Trần mẹ đưa thay sờ sờ cổ, trước đó kia băng lãnh xúc cảm giống nhau còn lưu lại. Hắn không biết là nghĩ đến cái gì, ngữ khí lo lắng nói. Cũng không tệ lắm. Cũng không tệ lắm. Hứa thiểu du ngây ngẩn cả người. Lại còn không tệ. Có thể thấy được vị này ca là một chút cũng không có bị đã kích đến. Hứa thiểu du hỏi. Ngươi thật sự không nhường đi. Trần mệ nói. Chờ sau này ngươi thấy tận mắt biết là. Tân binh đội ngũ hoàn thành nhiệm vụ bắt đầu xuống núi. Hoắc thu nhận cùng hứa thiểu du cũng chạy xong. Thở hồng hộc trở lại chân núi. Trần Mệ cùng Triệu Thiên hai người bởi vì xử phạt còn được nhiều chạy vài cái vừa đi vừa về, tốc độ của hai người không đồng nhất, thỉnh thoảng sẽ dịch ra, ngẫu nhiên lại sẽ chạy cùng một chỗ. Bởi vì Triệu Thiên thả bản thân bại lộ thực lực lựa chọn, làm cho Tống Quân không còn theo sát hai người, thật sớm mang theo tân binh huấn luyện viên xuống núi nghỉ ngơi đi. Tại cuối cùng một vòng đường về xuống núi thời điểm, Triệu Thiên lại gặp được Trần Mệ, chẳng qua Trần Mệ đứng tại chỗ không nhúc nhích, giống như là đang tra nhìn cái gì triệu thiên chạy đi lên cái này mới nhìn rõ trần mệ bên người nằm một vài tay dài chân thanh niên bởi vì chạy đến hư thoát mà ngã xuống đất không dậy nổi nằm xuống đất thanh niên một tay dắt lấy trần mệ ống quần ánh mắt mê ly miệng mở rộng chậm chạp lại như vô ý thức nói ta lớn hạng đem đến trần mệ trước khi chết thầm nghĩ nói cho ngươi. Một câu. Lời khuyên. Chu tiện nằm nhìn trời, sắc mặt trắng bệch, ngữ khí yếu ớt, tuyệt đối không nên thích. Đơn binh hệ nữ hài tử. Đơn binh hệ nữ hài triệu thiên. Nàng xem thanh niên ngẹo đầu, giống như là đã buông tay nhân gian. Trần mệ có chút kết bỏ đá đá chân, đem thanh niên nắm lấy mình ống quần tay cho bỏ ra. Triệu thiên đưa tay lau mồ hôi nói. Hệ chỉ huy vị học trưởng kia sao? hơn phân nữa là trần mẹ nói xoay người đem người cho đỡ lên nắm lấy chu tiện tay kháng trên bờ vai mang theo hắn chạy xuống núi lúc đầu một mình hắn cổng phụ trọng túi chạy cũng nhanh đến cực hạn hiện tại lại tăng thêm cái một mét tám mấy nam nhân cao nhìn liền quá mức triệu thiên chạy ở hắn phía sau ngước mắt nhìn trần mẹ cao gầy rắn chắc dáng người đường cong nhịp tim kịch liệt thùng 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 thanh âm ngẫu nhiên truyền vào trong tai nàng nàng nghĩ Người này chân cũng thật dài. Triệu Thiên trừng mắt nhìn, nhẹ thở phì phò nói: "Học trưởng Lâm Trung Di ngôn là cái gì?" Trần Mệ ngoài ý muốn thành thật trả lời: "Tuyệt đối đừng thích đơn binh hệ nữ hài tử. Xem ra đây là vị có chuyện xưa học trưởng." Triệu Thiên nói: "Đơn binh hệ nữ hài làm sao hắn? Ta làm sao mà biết?" Trần Mệ cà lơ phất phơ nói: ta chỉ biết là đơn binh hệ nữ hài tại trước đó không lâu thực phách lối đem ta đánh ngã triệu thiên kiên nhẫn giải thích khi là ngươi trước mời ta trần mệ đứng vững quay đầu nhìn nàng tìm ta đằng sau làm gì triệu thiên trừng mắt nhìn lại nghe trần mệ nói chạy phía trước đi ta sợ lạc đường hắn nói đúng lý hợp tình triệu thiên nghe xong im ắng nở nụ cười ngược lại là thật chạy hắn trước mặt Trần Mệ hiện tại coi là gấp đôi phụ trọng, tốc độ khách quan trước đó thả chậm một chút, bởi thế là chạy so Triệu Thiên chậm, nhưng Triệu Thiên lại tại phía sau của hắn, chỉ có thể nói là cố ý hãm lại tốc độ. Tạm thời tin hắn lạc đường, Triệu Thiên chạy ở phía trước, còn 10 phần tri kỹ thỉnh thoảng nhắc nhở. Phía trước có lối rẽ, đi bên trái. Nàng nghe phía sau thanh âm, phán đoán Trần Mệ tốc độ cùng cùng mình khoảng cách, tại Trần Mệ tốc độ chậm xuống dưới, rõ ràng kéo ra một đoạn khoảng cách về sau, Triệu Thiên ngừng lại, quay người nhìn lại. Chu Tiện tự hồ tỉnh tỉnh, có chút không thành thật, Trần Mẹ mày nhíu lại, nắm lấy Chu Tiện tay chạy tiến lên đây, trông thấy Triệu Thiên dừng ở cái này hỏi. Ngươi dừng lại tới làm gì? Triệu Thiên dơ lên cái cầm, sợ ngươi lạc đường. Lại nhìn một chút dựa vào Trần Mẹ Chu Tiện, đang muốn nói muốn không đổi nàng lỗi thời, thấy Chu Tiện đưa tay ôm chầm Trần Mẹ cổ, thanh âm khàn khàn thê thê thảm thảm hô hào. Kiều kiều, trần mệ. Hắn một mặt ác hàng trực tiếp đem chu tiện bỏ ra ném thượng, muốn nói chu tiện vừa còn treo một hơi, hiện tại chính là triệt để cùng trong nhân thế nói bái bai. Trần mệ nói mà không có biểu cảm gì. Cũng là ngươi lưng đi. Triệu thiên khóe mắt kéo nhẹ nhìn sang, trần đồng học cùng với nàng thật đúng là tâm hữu linh tê, nàng lời nói còn chưa nói ra miệng, người ta cũng đã dự liệu đến, nhìn chu tiện một mặt chó chết nằm trên đất bộ dáng triệu thiên học trần mệ trước đó dáng vẻ khiên chu tiện trần mệ nghĩ đến vừa mới chu tiện đưa tay ôm chầm cổ của mình hô kiều kiều một màn lại nhìn hiện tại triệu thiên một mặt tùy ý khiên chu tiện dáng vẻ không khỏi sắc mặt tối đen tiến lên nắm qua chu tiện tay kéo đến phía bên mình đến triệu thiên trần mệ nói chạy phía trước đi trần đồng học triệu thiên nói ngươi có chút thay đổi thất thường. Trần mệ. Kích lệ liền miễn đi, ta sẽ không nói cảm ơn. Hai người một trước một sau đi vào dưới núi, hứa thiểu du cùng hoắc thu nhận phân biệt cho hai người đưa nước đi qua, sợ hãi than nói. Không hổ là ta trường học côi bảo, chạy đến bây giờ còn không có ngã dưới. Trần mệ đem chu tiện buông xuống, cầm lấy cái bình uống nước không nói chuyện. Triệu thiên đi vào dù dưới hóng mát, nàng không thích quá nóng hoàn cảnh, Trước kia đều qua loa ứng phó trường học huấn luyện, đến nơi đây sau ngược lại bởi vì Trần Mệ hơi nghiêm túc, Thành Thành thật thật chạy xong 10 cái vừa đi vừa về. Trần Mệ rất mạnh, nàng không phủ nhận, thậm chí so với nàng nghĩ còn mạnh hơn. Trước đó ngắn ngủi giao thủ nàng mặc dù thắng, nhưng Triệu Thiên phát hiện Trần Mệ cũng không có đem hết toàn lực. Mặc dù nàng cũng không có, song phương đều là đang thử thăm dò, nhưng chính là thăm dò lúc cho thấy lực lượng trình độ đều đầy đủ làm cho đối phương kinh ngạc cùng vui mừng. Trần Mệ xác nhận Triệu Thiên thâm tàn bất lộ, Triệu Thiên kiến thức Trần Mệ thực lực không chỉ như vậy. Nàng những năm này giao thủ đều là các quốc gia tinh anh, tổ chức bí mật bộ đội đặc thù các loại, nhưng từ không có người sẽ để cho nàng dừng lại nhìn nhiều vài lần. Trần Mệ là cái thứ nhất. Bởi vì nàng tại cái này nhân thân bên trên ngưỡi được khí tức quen thuộc. Đã từng một trận làm cho nàng chán ghét vô cùng khí tức. Triệu Thiên ngửa đầu uống nước, ánh mắt lặng lẽ hướng bên cạnh Trần Mệ nhìn lại. Hứa Thiểu Du chính cười đùa tí tưởng ôm lấy bờ vai của hắn nói gì đó, bị Trần Mệ dị thường ghét bỏ phất tay đẩy ra, vừa nghiêng người sang liền đối đầu Triệu Thiên nhìn qua ánh mắt. Triệu Thiên hướng hắn chớp mắt nở nụ cười, Trần Mệ sửng sốt một chút, sau đó một mặt cao lãnh nghiêng đầu đi. A, à, Triệu Thiên trong mắt ý cười lại sâu một điểm. Tống Quân khi đi tới, nhìn thấy nằm xuống đất Chu Tiện, hắn nhìn về phía những người khác nói. Sao lại thế này, biết hay không kính già yêu trẻ, tốt xấu là các ngươi học trưởng, cứ như vậy đem người để xuống đất A. Hoắc thu nhận ở bên cạnh vẻ mặt đau khổ nói. Huấn luyện viên, học trưởng có hắn ý nghĩ của chính mình. Ta liền muốn biết, Kiều Kiều là ai A. À? Hứa thiểu du xoa mặt mình rất là bất đắc dĩ, đụng một cái học trưởng hắn liền ôm ngươi hô Kiều Kiều, ta có thể làm sao, ta không thể làm gì khác hơn là buông tay a à. trần mệ không nói chuyện hắn sau khi xuống núi liền triệt để buông tha cho chu tiện tống quân nhìn về phía một bên cầm lá cây quạt gió triệu thiên cái sau chú ý tới hắn ánh mắt về sau nâng tay chỉ mình nói ta tới sao không được tống quân khóe mắt kéo nhẹ hắn sợ nếu là triệu thiên đến chờ chút chu tiện đưa tay ôm cổ của hắn liền phải bị tay gãy xử lý Tống quân tự thân lên trước ý đồ đem Chu Tiện kéo về trên ghế đi, kết quả cương trảo người, liền gặp Chu Tiện hít mắt giống như tỉnh không phải tỉnh, thê thê thảm thảm đưa tay qua triều bái hắn hô kiều kiều. Làm tống quân đối mặt một người dáng dấp có chút lãnh khốc thanh niên hướng hắn ủy khuất hô kiều kiều thời điểm, hắn nhịn không được. Vì thế, Chu Tiện lại bị người thả bỏ. Tác giả nói ra suy nghĩ của mình. Nguyên tiêu vui vẻ. Chương 9 kết 10 9K10 Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Thứ 9 chương 675 buổi sáng huấn luyện thân thể làm cho Hoắc Thu nhận cảm thấy quá mức. Hắn là tinh hạm quân hệ, hạch tâm vẫn là lái quân hạm phi thuyền các loại, cùng cái khác hai vị trinh sát cùng đơn binh hệ thể năng yêu cầu so sánh với kém một chút. Hệ chỉ huy chu tiện cùng hắn bắt đầu so sánh liền càng thảm hơn. Lúc đầu hệ chỉ huy thể năng yêu cầu sẽ không cao, chọn lựa lịch luyện khu vực cũng sẽ không là loại này cần còn cao cường hơn độ huấn luyện làm việc địa phương kết thúc buổi sáng huấn luyện thân thể sau là lúc nghỉ trưa ở giữa bọn hắn đi theo các tân binh cùng một chỗ ở căn cứ nhà ăn đi ăn cơm tân binh bên trong có vài vị nữ hài tử triệu thiên có thế sau khi nghe thấy bên cạnh bàn nam các tân binh thảo luận mấy vị kia nữ hài tử ai xinh đẹp nhất triệu thiên một người ngồi cạnh cửa sổ bên cạnh vị trí chậm rãi ăn đồ vật nàng đang suy nghĩ tầng mị này lại đã đến các tơ, không biết hắn có hay không nhìn mình gửi tới tin tức. Có hai gã nam tân binh bưng bàn ăn tới ý đồ cùng với nàng ngồi cùng bàn, đã thấy một đoàn người vượt lên trước tại triệu thiên đối diện ngồi xuống. Hứa thiểu du cùng hoắc thu nhận buông xuống bàn ăn sau ngẩng đầu hướng kia hai gã tân binh lộ ra nụ cười sáng lạng. Hai nam tân binh. Đáng ghét. Triệu thiên thế này mới thu hồi suy nghĩ, dương mắt nhìn sang, phát hiện chu tiện cũng tới trước đó ai cũng không muốn chạm vào chu tiện, tống quân liền tướng quân y cho hô đi qua, ngay tại chỗ trị cho hắn. Sau khi tỉnh lại chu tiện cuối cùng là khôi phục bình thường. Cho lúc trước các ngươi thêm phiền toái. Chu tiện khóe mắt kéo nhẹ, đối mặt bàn này học đệ học mỗi nhóm một mặt không đành lòng nhìn thẳng nói. Ta không nghĩ tới có thể như vậy. Hắn nếu là không nói lời nào chỉ ngồi ở chỗ đó, nhìn rất là khóc xuất, nhưng là đang ngồi vài vị đều được chứng kiến Chu Tiện hô kiều kiều bộ dáng ủy khuất, biết được nam nhân ở trước mắt kỳ thật có hai bức gương mặt. Hệ chỉ huy bình thường huấn luyện thân thể không cao cường như vậy độ, chạy đến hư thoát phát sinh thần chí không rõ loại sự tình này chúng ta có thể hiểu được. Hoắc Thu nhận an ủi, Hứa Thiểu Du thấp giọng hỏi, bất quá học trưởng, kiều kiều là ai a? À? Chu Tiện sắc mặt biến đổi, ánh mắt sâu kính hướng Hứa Thiểu Du nhìn lại hứa thiểu du nháy mắt nghe thanh âm đối phương đều mấy phần run rẩy nói làm sao ngươi biết chu tiện nâng tay nâng trán, ta đều nói thứ gì a à, không có không có ngươi thật sự không nói gì thêm vẫn lẩm bẩm kiều kiều hai chữ hứa thiểu du vội nói thật sự trừ bỏ hai chữ này bên ngoài không nói gì trần mệ phủi mắt hứa thiểu du im ắng hỏi thăm ngươi đây là muốn chơi chết học trưởng đi triệu thiên chuyên tâm ăn bún gạo Nghe hứa thiểu du sau khi giải thích, Chu tiện bắt đầu cam chịu. Hai tay của hắn bứt tóc nói. Là ta thích nữ hài tử. Hứa thiểu du vuốt cầm nói. Nguyên lai là còn không có đuổi tới. Lần lịch lãm này, ta hỏi Kiều Kiều muốn chọn làm sao, ta cùng với nàng cùng đi tốt chiếu cố nàng. Chu tiện cười khổ nói. Nàng nói tuyển Akala, sau đó ta đã tới rồi, nhưng đã đến Akala sau lại không thấy nàng đây là ý gì? Hứa Thiểu Du không hiểu nhìn sang, nàng lừa ngươi. Chu Tiện lắc đầu, nói. Nàng nói về sau có đồng học mời, không tiện cự tuyệt, liền đi địa phương khác. Vậy làm sao không nói trước nói với ngươi một tiếng A? Hứa Thiểu Du không hiểu. Chu Tiện lại nói. Nàng quá bận rộn, mời nàng người là đơn binh hệ tinh anh học viên, nói mình muốn cùng đi lời nói chuẩn bị rất nhiều chuyện. Đơn binh hệ tinh anh. Hứa Thiểu Du nhíu mày, ai vậy? Chu Tiện nói. Gọi Tần Mị, ngươi biết sao? Triệu Thiên. Trần Mệ cùng Hứa Thiểu Du trước tiên hướng Triệu Thiên nhìn lại, phát hiện một mực vùi đầu ăn cái gì Triệu Thiên quả nhiên có phản ứng. Tần Mị. Hoắc thu nhận trầm tư, có chút quen tai, bất quá đơn binh hệ ta không thế nào quen thuộc, Trần Mệ cùng Triệu Thiên hai cái này đơn binh hệ hẳn phải biết đi. Hai người là đơn binh hệ sao? Chu Tiện có chút kinh ngạc. Trần Mẹ nhún vai, không nhanh không chậm nói. Nhận biết, nói tin anh cũng không sai, Triệu Thiên hẳn là quen thuộc hơn. Triệu Thiên ăn đồ vật phòng má, một bên lắc đầu nói. Hắn mời ai cùng một chỗ lịch luyện ta nhưng không biết. Tần Mị hoàn toàn chính xác nói với nàng là hẹn người cùng một chỗ lịch luyện, nhưng là không nói với nàng vẫn là là ai. Vì thế Triệu Thiên hỏi. Kiều Kiều là đơn binh hệ ai? Chu tiện nói. Mây kiều kiều. Triệu thiên nhẹ gật đầu, sắc mặt không thay đổi, một lần nữa vùi đầu ăn cái gì, không biết. Chu tiện nghe xong lại nhìn về phía trần mệ, cái sau cũng nói. Không biết. Hai người bọn họ là ngoại lệ, ngoại lệ. Hứa thiểu du vội nói. Quái gỡ nhi đồng, bằng hữu ích cũng sẽ không xả dao, cùng hệ có mấy người cũng không biết, học trưởng Thảo A chu tiện một mặt ta đã hiểu biểu lộ gật đầu kiều kiều câu đố giải quyết về sau mấy người chủ đề liền biến thành lịch luyện tương quan không nói một hồi chu tiện liền tiếp đến một chiếc điện thoại triệu thiên bọn người chỉ thấy hắn thấy rõ điện báo biểu hiện sau hai mắt sáng lên riêng hắn giọng một cái nhận sau thanh âm như một xuân phong tự mang ba phần cưng chiều hô một câu kiều kiều thế nào uống nước hắc thu nhận vội vàng không kịp chuẩn bị bị nồng ở Hứa Thiểu Du một mặt đồng tình, đưa tay cho hắn vỗ lưng. Trần mẹ đang muốn đứng dậy rời đi, lại nghe Chu Tiện nói. Ngươi muốn không? Ta mua cho ngươi. Tinh thẻ. Đúng, ta trước đó nhìn ngươi tinh thẻ số dư còn lại không có, ta lát nữa cho ngươi nạp tiền, ngươi nghĩ muốn bao nhiêu. Trần mẹ lại lần nữa ngồi xuống lại. Triệu thiên nghiêng đầu nhìn hắn một cái, ngươi làm sao cũng thích nghe nhiều chuyện chu tiện kể điện thoại thần sắc đừng đề cập nhiều ôn nhu làm sao có thể phiền phức không có chút nào phiền phức chỉ cần là ngươi muốn ta đều sẽ nghĩ biện pháp cho ngươi còn không có tiếng căng cứ sao a à tốt a à, ở bên ngoài chơi vui vẻ ban đêm lại đi đưa tin cũng được bất quá phải chú ý an toàn chu tiện nói phim sao vì cái gì cùng hắn cùng một chỗ nhìn ta không có sinh khí. thật sự không có ta mua cho ngươi, hai tấm đúng không, muốn mấy hàng. Tốt, tốt, vậy ta nói với ngươi mật mã, ngươi chọn xong chưa? Ta xem dưới nghiệm chứng mã, 548.964, mua xong chưa? Chu tiện nháy mắt, có chút thất lạc, nhưng ngữ khí vẫn là thực ôm nhu, ân, chơi vui vẻ, bái bái. Chờ hắn cúp máy trò chuyện về sau, phát hiện đang ngồi những người khác ánh mắt phức tạp mà nhìn mình, chu tiện không khỏi ngẩn người, đưa tay sờ sờ mặt, buồn bực nói: "Thế nào? Làm sao đều nhìn ta như vậy?" Học trưởng, mạo muội hỏi một chút, cái kia tinh thể. "Ngươi giúp nàng nạp tiền tinh thể là cái gì thao tác?" Hứa Thiểu Du gãi đầu một cái phát, một mặt không hiểu nhìn hắn, đây không phải biến thành cho nàng tiền sao? "Các ngươi cũng không phải người yêu quan hệ, bằng hữu bình thường cũng có thể a." À? Chu Tiện nói: "Ta thích nàng." Đương nhiên muốn đối nàng tốt, nạp tiền tinh thể không có vấn đề gì a. À. Hứa Thiểu Du Hoắc thu nhận lại nói: Khi vé xem phim lại là chuyện gì xảy ra? Nàng cùng người khác xem phim tại sao phải để ngươi mua vé a?" À? Chu Tiện Kiên nhẫn giải thích: "Nàng đều để ta giúp nàng nạp tiền tinh thẻ, đương nhiên là không có tiền, đâu còn có tiền mua vé xem phim. Cho nên làm cho ta hỗ trợ mua vé xem phim cũng không thành vấn đề a." À. Mắc thu nhận. Này làm sao làm cho hắn nói còn rất có đạo lý a? À? Trần mệ hỏi. Ngươi cho nàng nạp tiền tinh kẹt bao lâu? Nửa năm. Chu tiện có chút phiền muộn, nhưng nàng tự hồ còn chưa phát hiện tâm ý của ta. Trần mệ lại hỏi. Một lần bao nhiêu? Chu tiện do dự một chút, mới nói. Chừng 10 vạn đi. Hòa tàu. Hứa thiểu du cả kinh nói. 10 vạn. Hoắc thu nhận chỉ mình nói. Học trưởng, người có muốn hay không cân nhắc biến thành người khác thích? Ta chỉ cần 8 vạn là được. Chu tiện lắc đầu liên tục cự tuyệt đề nghị của Hoắc thu nhận, một bên trơn tru cho kiều kiều nạp tiền tinh thẻ, ngẩng đầu thấy Hoắc thu nhận cùng hứa thiểu du biểu lộ lúc dừng một chút, giải thích nói. Ta hoa đều là tiền mình kiếm được, hệ chỉ huy có thể làm thu nhập thêm rất nhiều, cũng rất kiếm. Không phải ai vấn đề tiền. Hứa Thiểu Du nói. Học trưởng, đối phương rõ ràng là đem ngươi trở thành phiếu cơm dài hạng A. Chu Tiện Nghĩa chính ngôn từ nói. Không có khả năng, Kiều Kiều không phải loại người như vậy. Triệu Thiên lắc đầu, không cứu nổi. Hoắc thu nhận nâng tráng, liếm chó cuối cùng rồi sẽ không có gì cả. Chu Tiện lay ngón tay cùng bọn hắn đếm kỹ Kiều Kiều hảo. Các ngươi không biết nàng, cho nên mới không rõ ràng lắm, kiều kiều là cái rất tốt nữ hài tử nàng yêu cười biết nói chuyện dung mạo xinh đẹp tính cách cũng tốt hoặc bác hướng ngoại thực có nhân duyên lại nhận người thích triệu thiên cùng trần mệ bưng bàn ăn đứng dậy rời đi hứa thiểu du cùng Hoắc thu nhận theo sát phía sau chu tiện đuổi theo hô các ngươi hãy nghe ta nói hết a à. chỉ cần không nói cùng kiều kiều tương quan vấn đề chu tiện vẫn là rất bình thường buổi chiều triệu thiên mấy người đang tống quân dẫn đầu hạ đi theo thủ vệ quân cùng một chỗ tiến hành thành thị kiến thiết. Giao chiến thời kỳ, Akala có 2 phần 3 thành thị bởi vì oanh tạc trở thành phế tích. Có oanh tạc khu lưu lại độc tố khó mà rõ ràng, chỉ có thể dựa vào kiến thiết thực vật xanh đem độc tố hút hóa giải. Tại loại độc tố này khu vực trồng hoa thụ, mỗi qua một tuần liền lại bởi vì hút độc tố bảo hòa mà khô héo tử vong. Thủ vệ quân nhóm cần đem tử vong hoa thụ thanh lý mất, một lần nữa trồng, theo thứ tự tuần hoàn, thẳng đến phía khu vực này độc tố triệt để bị rõ ràng. Chỉ có đem những độc tố này triệt để thanh lý mất về sau, bọn hắn mới có thể kiến tạo phòng ốc khiến mọi người ở lại. Màu đỏ cảnh giới tranh thư sẽ có độc khu vực vòng lên, Triệu Thiên bọn người đứng ở dây đỏ bên ngoài nhìn phía trước mảng lớn lục lâm. Mảnh này lục lâm bên trong dựa vào bên trái khu vực đã muốn biến thành màu đen, khô héo cây cối hoa cỏ bị thành đống thành đống kéo ra ngoài đi mỗi lần tiến trước khi đi, đều muốn đi an phòng bộ đánh giải độc vắc xin phòng bệnh. Nếu không được đánh vắc xin phòng bệnh ở bên trong dừng lại thời gian vượt qua 10 phút đồng hồ, liền sẽ cuốn hút hát chính virus, đó là vật gì các ngươi hẳn là đều biết đi. Tống quân nhìn về phía năm người, thần tình nghiêm túc, trí tử dẫn cao tới 80%, một khi xác nhận cuốn hút, chỉ có 48 giờ trị liệu thời gian. 10 năm trước một buổi tối, A pha quân chiến kia xuyên qua quá nặng nặng hắc vụ đi vào Akala trên không, ném xuống một khỏa lại một khỏa hát chính độc, đạn. A pha quân chỉ cấp Akala nhân dân 48 giờ. Hoặc là đầu hàng quy thuận A pha. Hoặc là 48 giờ sau độc phát chết đi. Trở ra không cần đồ hảo ngoạn chạy loạn, ngoan ngoãn tại cho các ngươi phân chia tốt khu vực hoạt động, trước đó nghe các ngươi nói lên loại hoa cắm cây xem ra còn thật thích A. À. Tống quân nhíu mày, nâng ngón tay chỉ sau lưng nói. Hiện tại đi thôi, đi làm các ngươi thích chuyện. Bầu trời rất cao, có hùng ưng xoay quanh. Mặt cỏ xanh nhân nhân, đầu xuân hoa khắp nơi trên đất mở ra, cây xanh chạc cây duỗi thân, nhưng không có chim chóc dừng lại nghĩ lại. Triệu Thiên đi vào dây đỏ khu vực bên trong, nhìn thấy bên cạnh cỏ xanh từ giữa một loạt nở rộ chung bạc hoa, theo ôm nhu gió xuân chập chờn. Trong thoáng chốc, giống như lại nhìn thấy lão nhân cuối người tại hoa trước quay đầu nhìn về phía mình một màn, khi đó hắn tại Akala còn không phải tóc trắng phơ bộ dáng. Thứ 10 chương 675 khu cách ly bên trong trồng thực vật rất nhiều, mỗi một cái vận chuyển phân loại khu bên cạnh đều đã có phổ cập khoa học cột, đây là cái gì thực vật có tác dụng gì như thế nào sinh trưởng đợi chút. Quân đội đưa tới đều là thành thục cây, căn cứ chủng loại khác biệt đều có cao thấp mập ốm. Hoa cỏ thì đại đa số là chung bạc cùng Xuân Anh. Xuân Ao Ma cây tiểu hoa, di động thời điểm sẽ rơi xuống một chỗ đóa hoa. Từ xa nhìn lại giống như là một đầu phan màu trắng hoa sông, ngẫu nhiên gió bắt đầu thổi cuốn lên hoa rơi bay múa hoặc như là hạ một trận hoa vũ. Nhưng tất cả mọi người tùy ý trận này gió mang theo này hoa rơi tùy ý tung bay, mặc kệ dừng ở chỗ nào đều là vận mệnh của nó. Chung bạc có rất mạnh thanh độc năng lực, cơ hồ từng nhà đều đã loại nhưng là vì cái gì còn có xuân anh a à? khoác thu nhận khi một gốc tiểu xuân cây anh đào buồn bực nó trừ bỏ đẹp mặt bên ngoài còn có cái gì dùng sao trước khi đi bên cạnh cho bọn hắn dẫn đường tống quân nói đẹp mặt chính là tác dụng của nó a à? khoác thu nhận chấn kinh mặt. cái này xem mặt thế giới ngay cả thực vật đều không buông tha ngươi có biết quá muộn hứa thiểu du thở dài xuân hoa anh đào nhiều cho dù là kia nho nhỏ một cánh hoa, cũng có thể rõ ràng không ít độc tố, ngươi nhìn kỹ một chút, một gốc xuân anh có bao nhiêu đóa hoa. Tống quân không nhanh không chậm cùng đám này người trẻ tuổi phổ cập khoa học, nơi này thực vật đều là trải qua xử lý, chung bạc là bản thân còn có thanh độc tố năng lực, mà xuân hoa anh đào số lượng đủ nhiều, gió thổi qua liền khắp nơi đều là, ngươi biết ta ý tứ đi. Hoắc thu nhận bừng tỉnh đại ngộ gật gật đầu. Trồng cây chuyện giao cho các nam sinh, triệu thiên một người phụ trách một phiến khu vực hoa cỏ nhìn trước mắt cái này lớn như vậy một mảnh trống trải hoang vu triệu thiên đá đặt chân bên cạnh đá vụn nhìn nó nhanh như chớp lăn đi trước mặt các vàng trong đất bùn bên cạnh tống quân nghiêm trang nói ngươi nhưng không nên hiểu lầm ta không phải nhỏ mọn như vậy người không có khả năng bởi vì công báo tư nhân tuyệt đối không có bởi vì trên phi thuyền chuyện lại trả thù ngươi triệu thiên miễn cưỡng nói huấn luyện viên Khẩu thị tâm phi biết sao? Tống Quân lại nghiêm túc cường điệu, "Ta không phải." Triệu Thiên Thờ ơ cười cười, đi đến xe chuyển vận trước động thủ đem lên bên cạnh hoa cỏ cho chuyển xuống đến. Tống Quân nhìn một hồi, thần sắc hơi mang theo mấy phần trầm tư đặt câu hỏi, "Ta xem qua tư liệu của ngươi, ngươi tại 13 khu trường quân đội thời điểm, tại sao phải giấu giếm thực lực của chính mình?" Triệu Thiên cầm quốc đào hố sau đó đem chuông bạc tiêu vào trong hầm cất kỹ cuối cùng đem thổ một lần nữa đuổi trở về nàng một bên đào hố một bên trả lời tống quân vấn đề quân giáo sinh là vì cái gì tiến trường quân đội là vì sau khi tốt nghiệp trở thành một quân liên minh người mọi người vì cái gì như vậy thích quân viễn chinh bởi vì quân viễn chinh tại vô số lần trong chiến tranh thành công bảo vệ đế quốc này nhân dân bọn hắn anh dũng cường đại không thể phá vỡ là liên minh kiêu ngạo trừ bỏ quân viễn chinh, còn có thủ vệ quân, phòng thủ đóng quân biên cảnh, còn có rất rất nhiều, liên minh hoàng gia thủ vệ quân, bộ đội bí mật đặc thù quân chủng đợi chút. Triệu Thiên nói, cho dù là bình thường nhất dân binh, cũng là vì thủ vệ quốc gia này mà tồn tại. Tống quân lạnh lùng mặt nói, ý của ngươi là, ngươi tiến quân trường học không phải là vì thủ hộ quốc gia này. Huấn luyện viên, ngươi nói như vậy coi như hiểu lầm lớn triệu thiên giọng mang trêu tức ta vừa rồi nhưng là nói bình thường nhất dân binh cũng là vì thủ hộ quốc gia này mà tồn tại trường quân đội thành tích như thế nào ta không có chút nào quan tâm nhưng là ưu tú người tỷ như trần mệ nếu như hắn nói mình muốn gia nhập dân binh ngươi cảm thấy trường quân đội sẽ phê chuẩn sao tống quân nhíu nhíu mày tự hồ lý giải nàng ý tứ trường quân đội thành tích bình xét cấp bậc ở mức độ rất lớn quyết định nhóm này học viên sau này nhập ngũ quân đội sở thuộc phương hướng. Giống trần mẹ dạng này, cho dù hắn cự tuyệt quân viễn chinh, cũng còn sẽ có các loại bộ đội đặc thù quân chủng hướng hắn ném ra ngoài cành ô liêu. Nếu Triệu Thiên không có ẩn tàng thực lực của chính mình, khi nàng liền sẽ bị cao tầng chú ý, sau khi tốt nghiệp nhập ngũ quân đội cũng sẽ trọng điểm mang nàng, đến lúc đó chú ý nàng người sẽ càng ngày càng nhiều. Đã từng có người nói cho Triệu Thiên, nàng muốn sống sót, tốt nhất chính là đem mình ngụy trang thành một cái bình thường người bình thường trải qua cuộc sống bình thường nếu bị một ít người chú ý tới nàng liền khó thoát khỏi cái chết nếu nàng tồn tại bị truyền tin thì phải là cùng toàn thế giới là địch nhưng cũng có người nói cho triệu thiên nàng muốn qua dạng gì sinh hoạt đều có thể đây là nàng nhân sinh của mình nàng có lựa chọn quyền lực cho nên ngươi ẩn tàng thực lực của chính mình là bởi vì muốn đi cái khác cơ sở đội ngũ Tống quân hỏi. Triệu Thiên nhẹ gật đầu, nói. Đúng vậy. Tống quân nhìn ánh mắt của nàng có chút phức tạp, cuối cùng tiếp nhận rồi lý do này, rời đi lúc đưa tay vỗ vỗ bờ vai của nàng, người nói không sai, vô luận là cái gì quân chủng, cũng là vì thủ vệ liên minh. Triệu Thiên hơi híp mắt, đưa mắt nhìn Tống quân bóng lưng rời đi, nghĩ rằng xem như lắc lư trôi qua. Nếu nàng không cho ra một cái ẩn dấu thực lực giải thích, Ngược lại sẽ để cho Tống quân luôn luôn tại ý vấn đề này, đây đối với Triệu Thiên mà nói là một cái phiền toái. Nay thuận lợi giải quyết, Triệu Thiên tâm tình cũng dễ dàng không ít. Quay người vừa muốn đi chuyển điểm chung bạc xuống dưới, liền gặp bên cạnh xe đứng vị người cao thanh niên, cái này ôm một chậu chung bạc đánh giá, tại Triệu Thiên nhìn qua thời điểm, nhạc vừa nói: "Ta muốn thật sự muốn đi làm dân binh, trường quân đội không đồng ý cũng sẽ đi." Triệu Thiên Nàng nâng tráng nói: "Ngươi đến đây lúc nào? Người này không nên tại khu vực khác trồng cây sao?" Vừa tới một hồi, cái này không ở cùng ngươi chào hỏi. Trần Mệ cầm hai bồn chung bạc hướng bên này đi tới, "Tại Triệu Thiên đã muốn đào xong hố tiền trạm ở, ngươi giấu giếm thực lực muốn đi bộ đội nào?" Triệu Thiên lặng lẽ nói: "Ngươi hỏi tới làm cái gì?" Trần Mệ tròng mắt nhìn hố đất, "Tần Mị muốn đi quân viễn chinh, ngươi không được đi cùng." cùng hắn có quan hệ gì? Triệu Thiên thần sắc không thay đổi, nhưng trong lòng Phúc Vĩ Trần Mệ hỏi có chút kỳ quái. Không quan hệ. Trần Mệ nhíu mày, dương mắt hướng nàng xem qua đi, lần trước nếu không phải vì Tần Mị, ngươi sẽ làm tay súng bắn tỉa kia sao? Đương nhiên sẽ không. Triệu Thiên không chút suy nghĩ nói. Nếu không phải Tần Mị, ta căn bản sẽ không cùng người kia tổ đội. Nguyên bản ngay tại cuối người loại hoa Trần Mệ nghe xong, lấy được bờ hố chuông bạc hoa lại bị hắn thả lại chậu hoa bên trong, sau đó đưa cho Triệu Thiên mình đi rồi. Triệu Thiên hướng hắn bóng dáng hô. Chính ngươi đem hoa lấy ra nửa liền loại xong lại đi a. À. Trần mệ. Không trồng, chính ngươi loại. Thanh sắc lạnh lùng, thái độ siêu khốc. Triệu Thiên trừng mắt nhìn, một mặt như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc, không hiểu rõ người này làm sao đột nhiên liền tức giận. Lại chạy nàng cái này tới hỏi tần mị, hắn là cùng Tần Mị có thù sao? Quay đầu lại hỏi hỏi Tần Mị, tiểu tử này là không phải đắc tội Trần Mệ. Trần Mệ hết thảy cầm hai bồn chung bạc, cho Triệu Thiên một chậu, trong tay mình còn có bồn, hắn cầm đi xa sau mới phản ứng được, nhìn trong tay mình chung bạc mắt mờ sừng kéo nhẹ, quay người ý đồ đem cái này bồn trả lại, lại thoáng nhìn xa xa lưới sắt ngoài có người. Báo động đỏ tuyến đem toàn bộ có độc khu vực vòng ôm lên, trồng khu vực thì an trí lưới sắt. Lưới sắt bên ngoài nếu có người, nên là thủ vệ quân hoặc là an phòng bộ người, lại không tốt cũng là bọn hắn cái này đám tân binh lịch luyện sinh, nhưng lúc này Trần Mẹ nhìn thấy, lại là vài cái nhìn qua chỉ có 7, 8 tuổi lớn đứa nhỏ. Bọn hắn lay lưới sắt nhìn bên trong, phát hiện nhìn hướng bên này Trần Mẹ về sau, lập tức hướng về sau phương trong rừng chạy tới. Trần Mẹ mày nhíu lại, nhất thời quên đi còn hoa chuyện, hướng tới đám con nít kia phương hướng đi đến. Triệu Thiên cần cù chăm chỉ trong đất loại hoa. Phiến khu vực này liền chỉ có một mình nàng, đào đất loại hoa lấp hố tất cả đều là nàng làm, chỉ sẽ có người xác định vị trí mở xe chuyển vận tới. Nếu phát hiện bên trên một cổ xe chuyển vận bên trong hoa còn không có loại xong, liền sẽ hướng Triệu Thiên hô. Cố lên! Ngươi có thể! Triệu Thiên té nằm trên mặt cỏ, đưa tay bôi cái tráng mồ hôi. Mặt trời chiều ngã về Tây màu võ quyết dư huy vẫy xuống chân trời gió đêm lượn lờ vòng quanh sát vách xuân hoa anh đào đến bên này hạ trận hoa vũ nghe trên không truyền đến nghỉ ngơi tiếng chuông triệu thiên thế này mới từ dưới đất đứng dậy nàng hôm nay loại hoa nhiệm vụ còn chưa hoàn thành coi như nghỉ ngơi tiếng chuông reo nàng cũng không cách nào rời đi tại triệu thiên tiếp tục trồng hoa lúc phát hiện có người đến khoác thu nhận bọn người qua đến nhìn trước mắt biển hoa oa oa kêu to hứa thiểu du nói. Nhìn một chút buổi trưa xuân anh, lại nhìn chung bạc cuối cùng sẽ không cảm thấy thế giới này là màu hồng. Hoắc thu nhận bưng lấy bồn chuông bạc đánh giá, huấn luyện viên cũng quá độc ác đi, thật sự chỉ làm cho một mình ngươi loại hoa A. À. Triệu thiên nhìn một chút trần mệ cùng chu tiện, lại nhìn một chút Hoắc thu nhận cùng hứa thiểu du, buồn bực nói. Các ngươi sao lại tới đây? Hứa thiểu du chỉ vào chu tiện nói học trưởng nói ngươi khẳng định vẫn chưa hoàn thành gọi chúng ta qua đến giúp đỡ cuối cùng lại thở dài học trưởng nói không sai như thế vừa thấy ngươi khoảng cách hoàn thành quả thật là còn kém xa học trưởng làm sao mà biết triệu thiên có chút kinh ngạc tính toán căn cứ ngươi thể lực cùng tốc độ cùng trồng phạm vi số lượng chu tiện có chút ngượng ngùng cười cười bất quá cái trước số liệu là trần mệ cung cấp ngay từ đầu ta còn sợ tính sai hiện tại xem ra là đúng triệu thiên hướng trần mệ nhìn lại phát hiện hắn ngay tại xe chuyển vận bên cạnh đối chậu hoa nhóm chọn chọn lựa lựa không giống như là tới làm kiến thiết cũng là đi hoa điểu thị trường chọn cảnh quan bồn hoa hứa thiểu du ở bên cạnh chế nhạo nói ngươi làm gì chọn như thế cẩn thận là muốn lấy về nhà sao trần mệ quá xấu không trồng hứa thiểu du phê bình nói ngươi cái này xem mặt hỗn đảng Triệu Thiên nhìn nói với Chu Tiện. Cảm ơn. Nàng quả thực có chút ngoài ý muốn. Chu Tiện nhún vai, cầm quốc đào hố, hẳn là hẳn là. Triệu Thiên trong lòng cảm thán, không đề cập tới Kiều Kiều, Chu Tiện vị niên trưởng này quả thực ôn nhu đáng tin. Có Chu Tiện bọn người hỗ trợ, Triệu Thiên cuối cùng là đuổi tại nhà ăn đóng cửa trước đó trở về căn cứ. Tại trong phòng ăn gặp gỡ Tống Quân vài vị huấn luyện viên, Tống Quân nhìn đoàn người này cười nói a à, ta còn tưởng rằng ngươi đóng cửa đều về không được đâu triệu thiên cảm tạ các chiến hữu của ta bị cảm tạ bọn chiến hữu hướng tống huấn luyện viên ném khiển trách ánh mắt nói huấn luyện viên chúng ta đều biết ban đầu ngươi là loại người này tống quân ngẩn người cái gì hứa thiểu du bọn người không có giải thích chính là dùng một loại ánh mắt phức tạp nhìn một chút hắn sau liền dẫn triệu thiên đi mua cơm triệu thiên trước khi đi nói huấn luyện viên, ngươi có thể xông ta tới, nhưng không cần liên lụy các chiến hữu của ta." Nói gọi là một cái nghĩa chính ngôn từ. Tống Quân vừa quay đầu lại, phát hiện bên cạnh mình vài vị huấn luyện viên cũng là một mặt phức tạp mà nhìn mình, nói: "Tống đội, không nghĩ tới ngươi là loại người này." Tống Quân. Vào lúc ban đêm, cả cái căn cứ đều biết, ban đầu Tống đội dĩ nhiên là loại người này. Chương 11, 12 11, 12 Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Thứ 11 chương 675 triệu thiên tại Akala biên cảnh ngày đầu tiên kết thúc. Căn cứ các phương diện công trình đều rất không tệ, trong đó nhất làm cho triệu thiên hài lòng chính là tắm rửa. Nàng không cần đi công cộng phòng tắm, bởi vì phân phối trong túc xá có đơn độc phòng tắm. Trong đất làm đến trưa sống, trên người nàng không thể tránh khỏi lây dính bùn đất vụn cỏ, cùng khu vực kia bên trong độc tố gây mũi hương vị. Cho dù là Xuân Anh cùng chuông bạc hương hoa cũng che giấu không được. Trong phòng tắm sương mù lượng lờ, biệt kính hơi nước mặt kính so sáng ra một cái mơ hồ lại uyển chuyển thân ảnh. Triệu Thiên đưa lưng về phía tấm gương, từ từ nhắm hai mắt đón vòi hoa sen dưới ấm áp dòng nước, màu đen tóc dài phân tán ở lưng bộ, bởi vì dòng nước mà dán chặt lấy da thịt của nàng. Triệu Thiên hai tay lây dính bọc biển về sau, chậm rãi đem tóc dài bàn. Tóc đen tản ra lúc, lộ ra nàng vai trái hướng xuống nhất chỉ chỗ màu đen đồ hình, ước chừng lớn chừng bàn tay. Tự hồ là một loại nào đó động vật, hoặc như là nào đó văn minh văn tự. Nhìn một cái trang nghiêm lại thần thánh. Trên mặt kính phản chiếu khối kia màu đen đồ hình, sương mù để nó giống như ẩn giống như hiện, ấm áp dòng nước thuận sống lưng nàng trượt xuống, tại triệu thiên đem tóc dài buông xuống lúc, cái kia màu đen đồ hình lại không thấy, dù sao chính là lịch luyện sinh, không có sát vách tân binh nghiêm ngặt. Tân binh ban đêm còn muốn tham gia 2 giờ huấn luyện, mà mấy vị này lịch luyện sinh đã muốn có thể tắm lên giường ngủ. Triệu Thiên tắm rửa xong cầm khăn mặt lau tóc. Bốn người trong túc xá liền chỉ ở lại nàng một cái, là lão bản nương trộn tiếng căn cứ hệ thống cho nàng an bài. Quan não nhắc nhở nàng có chưa đọc tin tức cùng điện báo. Triệu Thiên nhìn thoáng qua, cho đối phương đánh cái video trò chuyện đi qua không qua mấy giây sau đã bị nhận. Xuất hiện tại trong video thanh niên có một đôi phi thường xinh đẹp con mắt. U như đầm sâu lại giấu Minh Châu. Là một loại làm cho người ta cảm thấy bình tĩnh lại thư thái đẹp. Đáng tiếc đôi mắt này chủ nhân ánh mắt sắc bén mà lãnh khốc, đem kia phần hơi có vẻ nhu hòa đẹp thật sâu che giấu. Tần Mỹ nhìn trong video lưng đối với mình lau tóc triệu thiên trừng mắt nhìn, đợi nàng xoay người lại lúc mới thấp giọng nói. Hắn làm sao có thể đột nhiên chết? thân thể của hắn cơ năng đến cực hạn, sống lâu như vậy còn không có dị biến đã muốn thực may mắn. Triệu Thiên Nhạc vừa nói, buông xuống thăng mặt sau đi lấy trên bàn đồ uống, hỏi. Ngươi đến căn cứ sao? Đến. Tần mị ngữ khí nghe qua có chút xa sút nhíu mày, nhìn qua giống như là đang hối hận. Hối hận mình cố tình ngày hôm đó ly khai. Triệu Thiên nhìn hắn một cái, đổi đề tài, ngươi cùng mây kiều kiều cùng một chỗ tổ đội đi cát tơ sao? Tần Mỹ nhíu mày, "Ai?" Triệu Thiên vặn lấy nắp bình, cười nói, "Trước đó còn chế giễu ta không biết đơn binh hệ người, làm sao chính ngươi cũng không có đem người nhận toàn. Ta cùng Như Hạ bọn hắn tổ đội, không có người như vậy." Tần Mỹ nhớ lại, lại càng thêm buồn bực, "Ta tổ nàng làm sao? Ta lại không quen." "A." À. Triệu Thiên nhẹ gật đầu, xem ra chu tiện là bị lừa triệt để tần mị hỏi ngươi vì cái gì cảm thấy ta là cùng với nàng cùng đi các tơ nàng nói triệu thiên nhấp một hớp đồ uống nhuận hầu đã không phải vậy ta hỏi lại ngươi một sự kiện tần mị nghi ngờ nhìn nàng chuyện tốt chuyện xấu nhìn ngươi trả lời thế nào triệu thiên nghiêm túc hỏi ngươi có phải hay không đắc tội qua trần mệ tần mị hắn cười lạnh nói có ý tứ gì ngươi suy nghĩ kỹ một chút triệu thiên nói hai người có phải là có khúc mắt hoặc là ngươi luôn luôn đi tìm hắn khiêu khích so tài làm cho người ta chán ghét ngươi linh tinh ta điên rồi sao tần mị nghe được khóe mắt kéo nhẹ mặt đen lên nói ta khi nào thì đi khiêu khích hắn lần nào so tài không phải là bởi vì huấn luyện còn có lần là bởi vì chính ngươi té gãy chân làm cho ta trên đỉnh thật sự không có sao triệu thiên sai lệch phía dưới thần sắc có mấy phần buồn rầu nhẹ giọng nhắc tới vậy liền kỳ quái chẳng lẽ đắc tội hắn là ta sao khẳng định là ngươi đắc tội hắn tần mị hai tay ôm ngực khẽ nói nói đi ngươi lại gây phiền toái gì lần trước tìm vào nhà đám người kia ngươi còn không có giải thích hiện tại lại cùng trần mệ dính líu quan hệ Tiếng đập cửa truyền đến, Triệu Thiên nhún vai, không có trả lời, mà là đứng dậy đi mở cửa. Đứng ngoài cửa người chính là Trần Mệ. Triệu Thiên tóc còn không có làm, mở cửa lúc mang theo gió đem lọn tóc mùi mang cho Trần Mệ. Trần Mệ trong mắt nhìn trước mắt người, tóc tùy ý xõa, áo sơ mi cổ áo mở có chút mở, lộ ra da thịt tuyết trắng, xương quai xanh hướng xuống có chút phi lễ chớ nhìn. Hắn nghi người sang đi, ánh mắt nhìn về phía ngoài phòng đem vật cầm trong tay đưa tới nói. Nhật trình biểu cùng căn cứ đồ. Triệu Thiên đưa tay sau khi nhận lấy nhìn thoáng qua, nói: "Cảm ơn." Đang muốn trở về phòng lúc, phát hiện không hợp lý, hướng Nghi người Trần Mẹ nhìn lại, kỳ quái nói: "Ngươi đưa lưng về phía ta làm cái gì?" Trần Mẹ nói mà không có biểu cảm gì. "Ngươi đem nút thắt buộc lại." "Nút thắt?" Triệu Thiên cúi đầu mắt nhìn y phục của mình lại nhìn một chút trần mệ nàng nhưng lại không nghĩ tới người trước mắt nhạy cảm như vậy mẫn cảm có chút đáng yêu triệu thiên không nhanh không chậm đem nút thắt buộc lại tựa ở cạnh cửa cười như không cười nhìn trần mệ nói cài tốt ngươi muốn kiểm tra sao trần mệ nghe xong không quay đầu thẳng đón đi triệu thiên nhìn hắn bóng dáng nhập vào trong bóng đêm có chút buồn cười lắc đầu vừa trở lại quan não trước chỉ nghe thấy tần mị hỏi ngươi làm sao cùng với Trần Mệ? Hắn đã ở Akala lịch luyện. Triệu Thiên trả lời rất là tùy ý, cúi đầu nhìn lấy trong tay Nhật Trình biểu nói. Đã quên nói, ta bên này đội ngũ đều cũng có tên tinh anh nhân viên. Trinh sát hệ hứa thiểu du, tinh hạm quân hệ hoắc thu nhận, hệ chỉ huy chu tiện. Tần mị sợ ngây người, sau một lúc lâu mới nói. Akala muốn đánh trận. Triệu Thiên. Ngươi ngậm miệng đi ngươi tuyển Akala. Tần Mỹ nói tới đây nhíu mày, bên kia lịch luyện ngươi có thể chịu đựng được sao? Không có vấn đề. Triệu Thiên trả lời rất là tùy ý, có Trần Mệ bọn hắn tại, thật muốn ra chuyện, đi theo đám bọn hắn dính điểm phân là đến nơi. Tần Mỹ nói, ngươi đừng ra tay, có việc làm cho bọn họ đi, tiếp tục bảo trì ngươi một quen ngồi ăn rồi chờ chết tác phong là đến nơi. Triệu Thiên sờ lên tóc của mình, gật đầu ứng hòa, lại không nói với Tần Mị mình đến ngày đầu tiên liền bại lộ. Cứ việc Tần Mị cũng không biết thực lực của nàng như thế nào, chính là cho tới nay hắn đều ghi nhớ phụ thân lời nói. Cái này tên là Triệu Thiên đứa nhỏ cần muốn bảo vệ. Tần Mị mặc dù nói chuyện ác miệng, đã có chút bảo mẫu tính cách. Biết Trần Mệ bọn người ở tại Akala về sau, hắn liền cùng Triệu Thiên nói liên miên lại nhảy một đống lớn chú ý hạng mục. Triệu Thiên ngay từ đầu còn ân 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 ứng hòa, lấy mái tóc sấy phát hiện Tần Mị vẫn còn tiếp tục về sau, trực tiếp yên lặng nằm trên giường đi, liếc nhìn trong tay căn cứ đồ, ngẫu nhiên lại ân một tiếng, biểu thị mình nghe đâu ngươi nói tiếp, cuối cùng trực tiếp ngủ tiếp đi. Tần Mị nói nhiều như vậy, ngươi nhớ kỹ sao? Lệch ra. Tần Mị đợi 10 phút sau phát hiện vẫn không có đáp lại, tức giận dập máy trò chuyện. Sáng sớm hôm sau, Triệu Thiên bóp lấy thời gian mặc chế phục sau đi xuống lầu tham gia chạy bộ sáng sớm. Tống quân sớm liền đợi đến, nhìn vài vị lịch luyện sinh đến đúng giờ đến, ngoài cười nhưng trong không cười nói. Sao không ngủ thêm một hồi a? À? Bởi vì Triệu Thiên bọn người tối hôm qua tại phòng ăn kia lời nói, hắn nhưng là bị căn cứ đội trưởng các huấn luyện viên treo chọc cả một cái ban đêm. Hứa thiểu du mấy người này lại coi như ngoan, lớn tiếng đáp lại. Làm một ưu tú quân liên minh trường học sinh, Hiện tại hẳn là đứng ở luyện công buổi sáng trên quảng trường, mà không phải tiếp tục suy suốt ở trong chăn bên trong. Tống Quân cười lạnh nói: Gia, tiếp tục gia. Đi theo các tân binh vòng quanh phế tích trận chạy trước. Một đường hát tinh tế chiến ca, cuối cùng vẫn là không thể tránh khỏi sẽ bị mang lệch hát thành lưu hành kim khúc. Phát hiện ca từ thay đổi về sau, hoặc Thu nhận một mặt nhức đầu. Các huynh đệ đổi một bài thôi, bài hát này ta không biết hát a. À vì thế các ca tiếp theo thủ hát đến chỗ động tình có tân binh hô to ta nhạc rất vĩnh viễn không nhận thua hai mươi mới là nữ đoàn một tỷ ta yêu ít 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 nữ thần từ văn phòng ra tuần sát hai vị huấn luyện viên tân binh huấn luyện viên tức giận nói ai bảo các ngươi các ca muốn hát liền đàng hoàng hát hôm nay huấn luyện gấp bội lịch luyện môn sinh vẫn cười trộn ngốc cười cái gì? Tống quân ở bên âm thanh lạnh lùng nói, các ngươi siêu cấp cấp bội. Toàn bộ hành trình không hát qua một câu trần mẹ nghe xong đem hát nhất hoang hứa thiểu du cùng hoắc thu nhận hành hung một trận. Tại Akala sinh hoạt thời gian qua rất nhanh. Cứ việc mỗi ngày đều đang lặp lại làm chuyện giống vậy, triệu thiên lại không cảm giác mỏi mệt cùng phiền chán, thậm chí buồn tẻ. Bởi vì nàng có một bang sẽ tự mình kiếm chuyện vui đùa đồng đội. Hứa Thiểu Du cùng Hoắc Thu nhận hai người đều là nói nhiều, một cái bình thường dễ dàng trách trách hô hô, nhiệm vụ thời điểm lại cực kỳ tỉnh táo thận trọng. Một cái khác thông minh hài hước lại cơ trí, lại tại thực phổ thông thường ngày sự tình bên trên phạm xuẩn. Hai người này kẻ sướng người họa, luôn có thể đem bầu không khí hướng vui sướng phương hướng phát triển. Có đôi khi ngay cả Triệu Thiên đều không thể tránh khỏi bị hai người bọn họ mang theo lời nói nhiều hơn. Vấn đề duy nhất chính là lịch luyện môn sinh hàng xóm thủ vệ các tân binh các tân binh đối với đám này trường quân đội đến lịch luyện sinh đều có cái nhìn nhưng đa số đều là xem thường thái độ hoặc là nói ghen ghét hoặc là cảm thấy mấy vị này trường quân đội lịch luyện sinh là trông thì ngon mà không dùng được hoặc là thấy đến bọn hắn chiếm dụng ưu tú tài nguyên nhưng không có mình lợi hại cùng chính là không hiểu nhìn khó chịu đến từ cùng giới bài xích lẫn nhau Song Phương lần thứ nhất xung đột là ở sau hai tuần ban đêm trong phòng ăn. Trong đất loại hoa cắm phía sau cây trở về, riêng phần mình đều làm một thân bùn, cũng có chút mỏi mệt. Hoắc Thu nhận đang cùng bên người Hứa Thiểu Du lúc nói chuyện không chú ý, quay người lại cùng đồng dạng không chú ý một tân binh đụng phải, đối phương bưng trong bàn ăn sữa đổ ra ngoài. Hoắc Thu nhận trước tiên xin lỗi, tân binh đồng bạn thì trực tiếp vào tay nắm chặt cổ áo của hắn, ngu xuẩn không mọc mắt. Trần mẹ liếc mắt nhìn đi, hứa thiểu du tiến lên phía trước nói. Làm sao nói đâu. Bầu không khí lập tức trở nên khẩn trương lên. Tân binh bốn năm người, từng cái khí thế hùng hổ. Triệu Thiên vừa mới tiến nhà ăn đến liền đụng vào như thế một màn, bên người chu tiện vội vàng đi lên ý đồ khuyên can. Triệu Thiên không giống với, nàng chậm rãi đi bên cạnh mua cơm, đồng thời tại nói thầm trong lòng, đánh nhau đánh nhau. Kết quả bên kia còn không có đánh nhau, mình bưng bàn ăn quay đầu liền gặp được hai gã tân binh nữ sinh lấy khinh thường cùng xem thường ánh mắt nhìn nàng, tại nàng ý đồ rời đi thời điểm, hai người đi lên phía trước cố ý đụng nàng một chút sau nói. Đừng cản đường. Triệu Thiên Bên cạnh còn không có đánh nhau, mới phong bạo cũng đã giáng lâm. Thứ 12 chương 675 Triệu Thiên tự nhận tính cách có mấy phần ác liệt, cũng không phải người tốt lành gì, đại đa số thời điểm đều là bằng tâm tình làm việc nàng kiên nhẫn đứng ở một bên chờ kia hai gã nữ tân binh đánh tốt đem cơm cho, cùng sau lưng các nàng đi vào chỗ ngồi khu. Tại trong đó một tên nữ tân binh bưng bàn ăn không có chút nào phòng bị ngồi xuống lúc, triệu thiên một cước đem cái ghế đá văng, nữ tân binh lúng túng ngồi cái không, ngay tiếp theo trong tay bàn ăn cùng một chỗ ngã ngửa trên mặt đất, soạt tiếng vang đưa tới những người khác ghé mắt. Kinh vân Bên cạnh nữ tân binh từ huyên kinh ngạc qua đi vội vàng buông xuống bàn ăn đi đem Lý Kinh Vân nâng đỡ. Triệu Thiên vòng qua hai người tới cái bàn đối diện, đem bàn ăn đặt lên bàn, biểu thị công khai đối phương này cái bàn chủ quyền, từ trên cao nhìn xuống nhìn té ngã trên đất Lý Kinh Vân nói. Cút! Cách đó không xa chu tiện bọn người. Chợt nhìn tình huống bên kia tự hồ so bên này kích thích hơn. Nghe bên kia tiếng kinh hô, Nam tân binh hậm hực buông lỏng ra nếu lấy hoắc thu nhận cổ áo tay, yên lặng tản ra. Hoắc thu nhận cũng không rất để ý, nơi nới lỏng cổ áo sau hướng triệu thiên bên kia nhìn lại, thấp giọng hỏi. Tình huống như thế nào? Không biết, chỉ mong sẽ không đánh nhau. Chu tiện bất đắc dĩ nói. Hứa thiểu du nhỏ giọng nói. Cái này không được đánh nhau mới là lạ. Vừa dứt lời, liền gặp Lý Kinh Vân mặt đỏ lên từ dưới đất đứng lên thân đến, trực tiếp vỗ bàn một cái tung người đi vào đối diện hướng triệu thiên trên mặt vung đi một quyền chu tiện bọn người đều là một mặt phức tạp ai cũng không có động bởi vì bọn hắn biết thật đánh lên bị đòn nhất định sẽ không là triệu thiên triệu thiên rất là thoải mái mà tránh đi một quyền này phản kéo lại lý khinh vân tay phòng ngừa nàng dùng sức quá mạnh không có đánh đến người mà lại ngã sấp xuống lý khinh vân tay phải bị bắt lại sau lập tức đổi tay trái nhưng như cũ bị triệu thiên né tránh Triệu Thiên chỉ thủ không công, Lý Kinh Vân công kích dưới cái nhìn của nàng giống như là vừa ra đời mèo con hướng nàng cào trảo, nàng coi như nhẹ nhàng bóp, cũng sợ cái này con mèo nhỏ nhi khó giữ được tính mạng. Đều đang làm gì? Tân binh thanh âm của huấn luyện viên vang vọng nhà ăn, thành công đem Lý Kinh Vân công kích ngăn lại. Tạo phản sao đây là muốn? Tống quân liếc mắt hướng Triệu Thiên nhìn lại. Triệu Thiên buông lỏng ra nắm lấy Lý Kinh Vân tay, một mặt trấn định tân binh huấn luyện viên chỉ vào quãng đầy đất đồ ăn nói ngại mình ăn quá đã no đầy đủ đúng không không muốn ăn có phải là trẻ tuổi nóng tính nữ tân binh vội nói không phải là triệu thiên động thủ trước mới khiến cho lý Kinh vân không cẩn thận ngã tống quân nhìn triệu thiên nói có phải là triệu thiên là hoàn toàn không có phải ẩn giấu giải thích ý tứ Tân binh huấn luyện viên dương mắt nhìn hai người nói Nơi công cộng tư nhân đấu như thế vô pháp vô thiên Có phải là cảm thấy mình đặc biệt ngư bức Lý Kinh Vân hung hăng trừng mắt nhìn Triệu Thiên Nói Không có Là nàng động thủ trước Một cái bình tĩnh thừa nhận một cái phẫn nộ giảo biện Thái độ so sánh rõ ràng Còn rất không phục A à. Tân binh huấn luyện viên tức giận nói Đều cút cho ta đi chạy vòng Đêm nay hai người cấm ăn. Triệu Thiên thật không có phản kháng, chính là trước khi đi cầm khối trong bàn ăn tử khoai bánh nhét miệng. Tống quân đem người ngăn lại, không nghe thấy cấm ăn đâu. Triệu Thiên đem tử khoai bánh toàn bộ nuốt vào miệng, phòng má nhìn hắn. Tống quân. Hắn khóe mắt kéo nhẹ, khoát tay. Đi chạy vòng. Lý Kinh Vân trong lòng đủ kiểu không phục, nại hà huấn luyện viên uy nghiêm, đành phải cất bước đuổi theo phía trước Triệu Thiên. Đêm nay dạ phong thật to, ra ấm áp nhà ăn liền cảm giác được một cổ lạnh ý. Phòng ăn những người khác bởi vì huấn luyện viên đến riêng phần mình tản ra, trong góc thấp giọng vẫn thảo luận. Tống quân ánh mắt hướng chu tiện mấy người nhìn lại, cái sau lập tức quay người hướng nhà ăn a di bên kia chạy tới. Tống quân liếc mắt, cùng bên người tân binh huấn luyện viên nói. Đám này người trẻ tuổi, chính là không khiến người ta bớt lo. Tân binh huấn luyện viên muốn đánh liền đánh thôi, cố tình lãng phí đồ ăn, không thể nhịn. Tống Quân gật đầu. Nói đúng. Mấy vị khác huấn luyện viên thở dài, vẫn là tuổi còn rất trẻ, không biết có ăn là hạnh phúc giường nào. Mấy người nhớ tới năm đó ở Akala đánh trận cạn lương thực dài đến 3 tháng thời kỳ, không khỏi thổn thức, trăm miệng một lời. Cấm ăn 3 tuần. Phạt chạy khu vực tại ban ngày huấn luyện sơn lâm nói đêm gió thổi xung quanh cây cối vang xào sạc, triệu thiên đồng đều nhanh đi tới, đã chạy hai cái vừa đi vừa về. Lý Kinh Vân cùng với nàng phân cao thấp, muốn tại phương diện tốc độ vượt qua nàng, mỗi lần chạy qua triệu thiên bên người lúc, đều đã lưu cho nàng một cái ánh mắt khinh bỉ. Nhưng mà không bao lâu, nàng cũng bởi vì xúc động dẫn đến thể lực tiêu hao quá lớn, theo không kịp mình tiết tấu, tốc độ rõ ràng chậm lại. Thậm chí chậm qua triệu thiên đồng đều nhanh lần này đến phiên Triệu Thiên vượt qua nàng, tại Lý Kinh Vân trừng mắt nhìn qua lúc, Triệu Thiên nghiêng đầu cười nói. Chậm A. À. Lý Kinh Vân nhìn nàng chạy tới phía trước bóng dáng, một hơi nghẹn ở trong lòng, hóa đau thương thành sức mạnh, cưỡng ép tăng tốc xông về phía trước đi. Nhìn cùng mình sóng vai chạy trước Lý Kinh Vân, Triệu Thiên không nhanh không chậm nói. Dạng này hành động theo cảm tính chạy xuống đi, ngày mai đầu gối của ngươi sẽ xảy ra vấn đề. Có bác sĩ, không cần ngươi nhắc nhở ta. Lý Kinh Vân lạnh giọng nói. Triệu Thiên nói. Bác sĩ có lẽ sẽ nói cho ngươi biết, thể năng của ngươi nên cáo biệt quân đội. Lời này lại chọc giận Lý Kinh Vân, hai người chạy tới rừng chỗ sâu, bên cạnh không có đèn đường, chỉ có thể nhờ ánh trăng thấy rõ phía trước con đường. Lý Kinh Vân nghiêng người kéo qua Triệu Thiên cổ áo, Triệu Thiên không có phản kháng, mới khiến cho nàng thuận lợi đắc thủ. Triệu Thiên miễn cưỡng cười, Lý Kinh Vân nhìn nàng cái này thái độ thờ ơ, lửa giận trong lòng càng sâu. Ngươi đừng quá phách lối. Lý Kinh Vân trắng răng nghiến lợi nói, giống các ngươi loại này dựa vào trong nhà bối cảnh đi trường quân đội ra người tới, trong trường học chơi lấy chơi nhà tròi huấn luyện, làm sao hưởng qua chân chính khổ. Triệu Thiên nghe đến đó không khỏi cười ra tiếng, ngươi tiến vào trường quân đội sao? Lý Kinh Vân dắt lấy nàng cổ áo tay chặt hơn. Cũng chưa đi qua, làm sao sẽ biết bên kia huấn luyện là chơi nhà tròi. Triệu Thiên cười nhìn nàng nói. Chân chính khổ lại là cái gì? Có lẽ ngươi cho rằng điểm này đau khổ cùng người khác so sánh với căn bản không đáng giá nhắc tới đâu. Triệu Thiên cầm nàng dắt lấy mình cổ áo tay, lực đạo tăng thêm, Lý Kinh Vân đau thét lớn một tiếng, bị Triệu Thiên bỏ ra. Lý Kinh Vân cả giận. Ta chính là gặp các ngươi bọn này cao cao tại thượng đại tiểu thư đại thiếu gia khó chịu. Ta không được là cái gì đại tiểu thư." Triệu Thiên nói. "Trần Mệ mới là. Ngươi khó chịu hẳn là đi tìm hắn đánh." Lý Kinh Vân há miệng lên đường. "Thực lực của hắn ai không biết. Ngươi biết mình đánh không lại Trần Mệ, cho nên liền lấy ta khai đao." Triệu Thiên nói. "Là cái gì cho ngươi có thể đánh được ảo giác của ta?" Giới tính. "Là chính ngươi đều không có phát hiện." Ngươi biểu hiện so người khác càng thêm ngạo mạn. Lý Kinh Vân tức giận nói: huống Chi không có so tài qua, làm sao ngươi biết ta đánh không lại ngươi? Lý Kinh Vân là nhóm này tân binh bên trong ưu tú nhất một trong mấy người, trình độ vượt qua không ít nam tân binh. Trừ Phi chính thống trường quân đội xuất sinh, nếu không đại đa số đều là trải qua công khai chiêu mộ thu thập binh, cũng có hàng năm quân thi gia nhập. Trường quân đội quy cách cũng chưa đủ loại khác biệt. 13 khu trường quân đội là liên minh đỉnh tiêm trường quân đội một trong, bị coi là đỉnh tiêm trường quân đội hết thảy có 3 chỗ. Muốn đi vào dạng này trường quân đội, cửa là rất cao. Mặc kệ ở đâu, tiền đều là một cái tốt. Có người có lẽ thực lực trên lệch một điểm, nhưng chỉ cần chịu đánh đổi khá nhiều, liền có thể đi đường tắt. Lý Kinh Vân chán ghét chính là điểm này. Dưới cái nhìn của nàng, trừ bỏ trần mệ bên ngoài, cái khác lịch luyện sinh đều là như vậy nghĩ đánh với ta có thể, cho một cái đang lúc so tài lý do. Triệu Thiên nói, ta không muốn bởi vì ngươi lại bị cấm ăn. Lý Kinh Vân dơ lên cái cầm, các ngươi lịch luyện thời kỳ là 6 tháng, chúng ta tân binh kỳ chỉ có 3 tháng, tân binh kỳ kết thúc ngày ấy, chúng ta có thể tự do hoạt động. Triệu Thiên tiếp nhận rồi, đi. Có lẽ là nàng đáp ứng quá rõ ràng, tựa như trước đó thừa nhận mình động thủ trước đồng dạng rõ ràng, ngược lại là làm cho Lý Kinh Vân cảm thấy rất cảm giác khó chịu. Nàng lạnh lùng nhìn Triệu Thiên nói. Ngươi là thật ngạo mạn, Ta cảm thấy vẫn được. Triệu Thiên tiếng vang nói, tiếp tục chạy về phía trước đi. Gió lớn sau chính là mưa to. Hai người tại mưa to bên trong ngâm lạnh thấu tim, ngâm nước mưa quần áo tăng thêm trọng lượng. Lý Kinh Vân rõ ràng không được, thở hồng hộc đến cực hạn, đi một bước cũng khó khăn. Triệu Thiên lại không đến cực hạn, tốc độ vẫn như cũ thực ổn. Mỗi lần đi ngang qua Lý Kinh Vân bên người lúc, Triệu Thiên đều đã dắt khóe miệng cười trào phúng nói. Liền điểm ấy trình độ còn muốn đánh với ta. Tiếp lấy Lý Kinh Vân liền sẽ bị kích thích liều mạng đuổi theo, lại vẫn là bị Triệu Thiên xa xa bỏ lại đằng sau. Mãi cho đến tân binh trễ luyện sau khi kết thúc, Tống quân mới đến tìm đến hai người hô ngừng. Biết sai lầm rồi đi. Hắn che dù nhìn gặp mưa hai người nói dám cho các ngươi lãng phí đồ ăn thực hiện cực kỳ ác liệt, nhất định phải nghiêm trị, bởi vậy cấm ăn 3 tuần, tiếp xuống 3 tuần chỉ có thể ăn lương khô. Lý Kinh Vân Sấm sét giữa trời quang Triệu Thiên thần sắc đạm mạc, nhìn không ra hỉ nộ. Chờ Lý Kinh Vân sau khi đi, Tống quân mới nhìn Triệu Thiên lắc đầu, nhạc vừa nói. Đại đa số thu thập binh cùng quân giáo sinh đều không giống bọn hắn đám này lão binh đã sớm xem thấu những người trẻ tuổi này tiểu tâm tư. Triệu Thiên đưa tay lau trên mặt nước mưa từ một tiếng. Tống Quân đảo tròn mắt, xem thái độ của nàng, cảm giác mình không cần nói thêm cái gì, vì thế khoát tay một cái nói. Đi thôi đi thôi. Triệu Thiên thế này mới trở về ký túc xá. Lão bản nương xâm nhập hệ thống cho nàng phân phối đơn độc ký túc xá thật đúng là có dự kiến trước bằng không triệu thiên sợ là muốn thể hội một chút cái gì gọi là cô lập sinh hoạt. Vừa tới ký túc xá, triệu thiên phát hiện trước cửa có một màu trắng tiểu túi giấy. Nàng cầm lấy túi giấy nhìn một chút, bên trong hai cái tử khoai bánh. Trong phòng ăn tử khoai bánh mỗi người hạn lượng hai cái. Người nọ là mua sau một cái không ăn cho hết nàng. Triệu thiên quay đầu nhìn một chút hành lang hai đầu, không có phát hiện người khác, lại cúi đầu nhìn lấy trong tay túi giấy trừng mắt nhìn nàng mở cửa vào nhà, đem túi giấy đặt lên bàn, đi trước phòng tắm tắm rửa một cái. Sau khi ra ngoài quan não nhắc nhở có chưa đọc tin nhắn. Triệu Thiên nhìn thoáng qua gửi thư tín người sau ánh mắt hơi ngừng lại, tóc cũng không kịp xoa liền đi qua ấn mở tin nhắn. Gửi thư tín người. 4967 trong bưu kiện cho. Đi. Triệu Thiên nhìn nội dung trầm tư sau một lúc lâu, cuối cùng xóa bỏ phong bưu kiện này tối nay mưa to tùy ý rầm rầm tiếng mưa rơi bị cửa sổ ngăn cách bên ngoài triệu thiên đi vào bên cửa sổ nhìn sẽ nơi xa vẫn sáng đèn biên cảnh tường dù cho mưa to vẫn như cũ có thủ vệ quân ở bên kia tuần tra gác đêm thành thị tại càng xa xôi ánh sáng chỗ bên kia lấp lóe lại không chỉ là ánh đèn triệu thiên đem đầu tóc sau khi thổi khô thế này mới cầm lấy kia hai cái tử khoai bánh ăn cuối cùng hài lòng nằm đi trên giường nghỉ ngơi Chương 13, 14 13, 14 Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Thứ 13 chương 675 trận mưa này đến bình minh cũng không có dừng lại. Buổi sáng tống quân biểu thị huấn luyện như cũ, không được lại bởi vì mưa to đình chỉ, cho nên triệu thiên sáng sớm dậy lại mắc mưa. Kết thúc ban ngày huấn luyện thân thể về sau, lợi dụng thời gian nghỉ trưa trở về phòng thay quần áo khác. Dù sao nàng bị cấm ăn 3 tuần, đem một trương lớn tử lương khô chuyển về ký túc xá về sau, nàng ngay cả nhà ăn đều không cần đi. Trời mưa xuống cho bọn hắn kiến thiết hoạt động tăng thêm không nhỏ khó khăn. Nước mưa hỗn tạp bùng đất, có nhiều chỗ một cước đạp xuống đến liền là thật sâu bùng loãng hố, tóe lên bùng đất lây dính toàn bộ ống quần. Triệu thiên nhưng chán ghét trời mưa xuống, cố tình tống quân lại nói. Akala trời mưa rất ít, một năm 12 tháng, có thể có nửa tháng trời mưa đều xem như gặp quỷ akala nhân dân thực thích trời mưa xuống thậm chí cảm thấy trời mưa xuống là thần thánh đại biểu hảo vận giáng lâm an phòng bộ cũng biểu thị bởi vì akala hoàn cảnh trời mưa xuống có trợ giúp tăng nhanh độc tố rõ ràng cho nên tất cả mọi người thực thích trời mưa xuống chỉ có đám này cần tại trời mưa bên trong huấn luyện làm việc tân binh cùng lịch luyện sinh không thích làm xong trồng cây chu tiện mấy người bắt đầu tới giúp đỡ triệu thiên trồng hoa mấy người nói đến hôm qua phòng ăn sự tình, Chu Tiện hí hư nói. Những tân binh này đối hiểu lầm của chúng ta cũng lớn. Lại không phải người nào đều dựa vào tiền đi cửa sau tiến trường quân đội, nói như vậy quả thực là đối ta vũ nhục. Hoắc thu nhận tức giận phòng má, làm cho hắn mặt em bé nhìn qua tăng thêm đáng yêu, ta nếu là có tiền kia cùng nhân mạch, ta còn bên trên cái gì trường quân đội, ta trực tiếp tự mình mua phi thuyền lang thang hệ ngân hà. Hứa thiểu du lau trên mặt nước mưa nói. Ta nhưng là bằng thực lực tiếng 13 khu trường quân đội. Triệu thiên hướng bên cạnh trần mẹ chép miệng, muốn thật như vậy khó chịu, nên tìm trần mẹ nháo sự mới đối. Thế nhân đều biết, phụ thân của trần mẹ là liên minh uy danh lan xa đại tướng quân, mẫu thân là hoàng thất quý tộc bá tước thế gia. Bị điểm tên trần mẹ nghiêng qua nàng liếc mắt một cái, ta không ngại. Triệu thiên chỉ mình nói nhưng vì cái gì thụ thương là ta? Trần mệ tiếng vang cười nói. Khả năng cho là ngươi là cái có bối cảnh kẻ có tiền. Nói hưu nói vượng. Triệu thiên nói. Ta không có tiền còn phụ mẫu đều mất. Chu tiện xoa xoa trên mặt nước mưa, cũng nói. Ta là cô nhi. Hoắc thu nhận nói. Ta cũng là. Trần mệ. Triệu thiên hướng hứa thiểu du dơ lên cái cầm, ra hiệu nên hắn. Đối mặt này quỷ dị thẳng thắng bầu không khí, hứa thiểu du có chút ngượng ngùng sờ lên cái mũi, nói. Ta liền không đồng dạng, cha mẹ ta khỏe mạnh, gia cảnh giàu có. Trần mẹ đối triệu thiên mấy người nói. Liên minh lớn nhất đồ điện thương biết là nhà ai sao? AGT. Chu tiện nói. Liên tục 18 năm xếp số một ta nhớ không lầm chứ. Trần mẹ nhẹ gật đầu, nói. Nhà hắn mở. Hoắc thu nhận. Hứa Thiểu Du Kim Tốn nói Mới 18 năm mà thôi Quyển vỡ nhỏ sinh ý Quyển vỡ nhỏ sinh ý Quyển vỡ nhỏ sinh ý cái quỷ A hoắc Thu nhận bóp lấy cổ của hắn nói Nhà ngươi hàng năm đều muốn kiếm ức vạn ức Đây là quyển vỡ nhỏ sinh ý ta bóp chết ngươi A A A Chu tiện đặc biệt chân thực Ta chua Triệu Thiên Như có điều suy nghĩ nhìn hoắc Thu nhận hỏi A -T Đại Thiếu Gia mẫu thân ngươi là hoàng gia quý tộc vị kia sao? Hứa Thiểu Du tiếp tục khiêm tốn nói. Trên danh nghĩa, kỳ thật chính là cái ngồi ăn rồi chờ chết gia tộc. Khó trách hắn cùng Trần Mệ quan hệ không tệ. Ngươi nhà có tiền như thế còn tới trường quân đội, có lý tưởng A huynh đệ. Hoắc Thu nhận nói. Vì chuyện này cha ta đều cùng ta đoạn tuyệt phụ tử quan hệ, ta bây giờ đi về đều chỉ có thể ở lại bà ngoại ta nhà đâu. Hứa Thiểu Du khẽ nói làm người muốn có lý tưởng nha, lý tưởng của ta chính là gia nhập quân Viễn Chinh, trở thành một ưu tú quân nhân, dù sao ta cấp trên có bốn người ca ca, kế thừa gia nghiệp chuyện làm sao đều không tới phiên ta. Chu Tiện nói, ngươi sẽ không là tranh đoạt quyền kế thừa thất bại mới đến tòng quân A. Hứa Thiểu Du tức giận đến mắt trợn trắng, ta muốn thật muốn tranh làm sao lại không tranh nổi. Triệu Thiên bọn người im ắng nhìn hắn. Hứa Thiểu Du Hứa Thiểu Du nói. Ta không phải. Triệu Thiên lắc đầu, vùi đầu loại hoa. Hoắc Thu nhận vỗ vỗ bờ vai của hắn, chu tiện cho hắn một cái chúng ta hiểu an ủi ánh mắt. Hứa Thiểu Du quay đầu nhìn Trần Mệ, ra hiệu hắn cho mình giải thích, lại nghe Trần Mệ nói. Yên tâm, chờ ngươi bị kia bốn vị ca ca từ nhà bà ngoại đuổi đi, không chỗ nào có thể đi thời điểm, có thể tới tìm ta, ta có thể giúp ngươi định khách sạn. Trần Mệ hướng hắn trừng mắt nhìn, cười đến dương quan xuất khí. Hứa Thiểu Du xông đi lên bóp hắn, là ai mỗi khi gặp khúc mắt liền đến ta cái này xin ăn cọ ở. Như thế vừa thấy, Trần Mệ vẫn như cũ là lịch luyện sinh bên trong nhân sinh bên thắng. Kiến thiết sau khi kết thúc mấy người rời đi độc khu trở về căn cứ. Triệu Thiên trực tiếp trở về ký túc xá, hứa thiểu du bọn người đi nhà ăn tách ra trước đó chu tiện cũng hỏi qua muốn hay không cho nàng mang một ít ăn đi bị triệu thiên cự tuyệt nàng cũng không phải là chưa từng có qua loại cuộc sống này lại thêm thân thể của nàng cơ năng kết cấu cùng người bình thường không giống nhau lắm đói loại cảm giác này người bên ngoài một ngày không ăn liền sẽ cảm thấy đói mà triệu thiên cần ba ngày tầm đó mới có thể chậm rãi cảm giác được trở lại ký túc xá tắm rửa đem mình thu thập sạch sẽ về sau triệu thiên liền nằm trên giường đi ngủ nàng thích đi ngủ hai mắt nhắm lại cái gì cũng không làm ngẫu nhiên có thể bảo trì dạng này trạng thái cả một ngày trong túc xá chỉ có một chiếc tiểu đài đèn sáng rỡ ánh sáng nằm ngã xuống giường triệu thiên nghe thấy được ngoài hành lang tiếng bước chân rất nhẹ hơi chậm tự hồ tận lực ẩn giấu đi thanh âm nhưng nàng thính giác mẫn cảm ngoài ý muốn đã nhận ra người này tại nàng trước cửa dừng lại ước chừng mấy giây sau tiếng bước chân dần dần đi xa thẳng đến thanh âm kia sau khi biến mất triệu thiên mới mở mắt ra chậm rãi xuống giường đi đi vào cạnh cửa mở cửa về sau nhìn thấy là nhìn quen mắt túi giấy bên trong lan tràn ra mùi cũng là nàng quen thuộc triệu thiên cầm lấy túi giấy trở về phòng bên trong vẫn như cũ là hai cái tử khoai bánh vẫn là ấm áp triệu thiên hướng phía cửa nhìn thoáng qua thần sắc như có điều suy nghĩ trận mưa này ròng rã hạ một tuần Tống quân chờ các lão binh đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, an phòng bộ người thì là cao hứng hoang hô, thậm chí cầu nguyện tiếp xuống một tháng cũng là trời mưa. Bởi vì tại một tuần này trời mưa bên trong, độc tố rõ ràng là trời sáng ba lần. An phòng bộ cầu nguyện. Làm cho bão tố đến kéo dài hơn mãnh liệt hơn chút đi. Các tân binh thì là khóc cầu cái này mưa to trời cút nhanh lên. Tại ngày thứ 8 buổi chiều, mưa rớt cục tạnh mặt trời ngắn ngủi từ tầng mây sau lộ dưới mặt, đưa tới chúng tân binh tiếng hoang hô. Phúc, rốt cục không cần tại trời mưa bên trong ước dầm về phụ trọng chạy huấn luyện. Triệu Thiên cũng thật cao hứng, bởi vậy ban đêm nàng ăn hơn hai bao lương khô để bày tỏ chúc mừng. Từ khi nàng bị cấm ăn bắt đầu, mỗi lúc trời tối đều có người tới cho nàng đưa tử khoai bánh ăn. Triệu Thiên trong phòng nghe bên ngoài tiếng bước chân, không có vạch trần, chính là ăn ý chờ đối phương sau khi đi lại đi ra lấy ba tuần tấm ăn trừng phạt ngày cuối cùng, thời tiết sáng sủa, nay chính thức tiến vào mùa xuân, mỗi ngày đều là noãn dương cao chiếu. Gần hơn một tháng thời gian bên trong, Triệu Thiên phụ trách khu vực có 3 phần 10 độc tố đã muốn thanh trừ hết. Lúc trước hoang vu trống trải mặt, nay hơn phân nửa bộ phận đều bị cỏ xanh cùng phí phạm chiếm lĩnh. Nhưng một phần trong đó 7 ngày sau liền sẽ khô héo, tiếp theo bị diệt trừ trồng lên mới cỏ xanh phí phạm. Trồng rã 10 năm, lại cũng không thể đem Akala phiến khu vực này khôi phục như lúc ban đầu. Căn cứ an phòng bộ số liệu thí nghiệm, tháng 6 năm nay trái phải, độc khu liền có thể bị triệt để rõ ràng hoàn tất. Tháng 6 thanh lý hoàn tất, chúng ta lịch luyện liền đều kết thúc. Hoắc thu nhận nói. Không biết có thế không thể thấy độc trong vùng kiến thiết thành thị bộ gián. Đến lúc đó, củ thành khu người bên kia liền có thể đến bên này sinh hoạt đi. Hứa thiểu du hướng thành khu phương hướng nhìn lại, đám kia phản liên minh gia hỏa cũng sẽ yên tĩnh chút ít. Cái này nhưng khó mà nói chắc được. Chu tiện trầm tư nói. Phản liên minh không chỉ là bởi vì độc khu kiến thiết vấn đề, càng nhiều hơn chính là bọn hắn không hài lòng Akala trở thành liên minh phụ quốc, muốn khôi phục độc lập quyền. Năm đó nếu không phải liên minh, Akala sớm đã bị Afa công chiếm. Hoắc thu nhận hí hư nói. Bọn hắn bây giờ muốn độc lập quyền, quả thực là nằm mơ, liên minh là không thể nào đáp ứng. Nhưng là liên minh cũng không thể đối Akala phản liên minh tổ chức quá mức cường ngạnh, liên minh một mực muốn làm đều là thu mua lòng người, chỉ có thể dựa vào ôn nhu chính sách, dùng yêu cảm hóa bọn hắn. Chu tiện ngữ khí từ từ, một đợt phân tích cũng rất hiện thực, bọn hắn coi như huyên náo lại hung, liên minh cũng chỉ có thể trấn áp, không thể tiêu diệt. Trần mẹ nhìn thành khu phương hướng không nói gì, gió đem cổ áo của hắn thổi lật ra, nâng lên xuân hoa anh đào mưa đổ đầy người. Triệu Thiên lúc ngẩng đầu trùng hợp nhìn thấy một màn này, mấy giây về sau, nàng phát giác tiếng tim mình đập có chút kỳ quái. Đoạn thời gian trước tại xuyên giáo sư tại Afa bị quân viễn chinh hộ tống trở lại Akala, Afa quân còn ý đồ vượt biên đâu. Hứa Thiểu Du nói, Akala cùng Afa quả thực chính là huyết hải thâm cừu A. Bọn hắn còn chưa đi. Trần Mệ nghi người nhìn qua hỏi, phát hiện Triệu Thiên chính nhìn mình sau trừng mắt nhìn. Triệu Thiên một mặt như không có việc gì dời đi chỗ khác ánh mắt. Quân viễn chinh sao? Chu Tiện nói. Ta nghe huấn luyện viên nói hôm qua liền mang tại xuyên giáo sư đi rồi, giáo sư tại Akala nghiên cứu đã muốn hoàn thành, cho nên muốn lập tức trở về 13 khu. Đi rồi sao? Triệu Thiên đảo tròn mắt, nhớ tới trước đó từ lão bản nương kia nghe được tin tức, lại nghĩ tới kia phong tin nhắn, không khỏi hiếp hiếp mắt. A pha quân cũng lui đi. Hoắc thu nhận đem chuông bạc trồng vào trong hố chôn xong, hai nước hiện tại quan hệ tự hồ có chút khẩn trương. A pha mấy năm gần đây có chút phách lối. Chu tiện cũng nói. Cùng liên minh xung đột cũng nhiều hơn. A pha muốn đánh liên minh, phía trước còn xếp cái CBA. Hứa thiểu du cũng không làm sao lo lắng, huống chi bọn hắn cũng không lá gan này đi. Thật muốn cùng liên minh vạch mặt chính diện cương, hiện tại A Pha còn không được. Cũng không nhất định. Trần Mệ Nhạc vừa nói. Vạn nhất A Pha điên rồi, chuyện gì đều làm ra được. Hoắc Thu Nhận nghĩ nghĩ, nói. Cùng liên minh chính diện cương, khi thật là điên rồi. Hứa Thiểu Du cười hắc hắc nói. Vậy coi như suy nghĩ nhiều quá, coi như thật sự đánh nhau cũng không tới phiên chúng ta đi quảng A, tiên phong khẳng định là quân viễn chinh bọn hắn. Nói cũng đúng đào hố chu tiện lau mồ hôi, khiên sẻn ngồi dậy, nghe trên không truyền đến tiếng chuông nói. Đi thôi, có thể đi về. Đây là triệu thiên ngày cuối cùng cấm ăn. Qua đêm nay, ngày mai nàng lại có thể một lần nữa đi nhà ăn. Nàng trở về ký túc xá sau này thường trước tắm rửa, ra không bao lâu liền tiếp đến tần mị thường ngày chào hỏi trò chuyện. Tần mị hỏi nàng trôi qua thế nào, huấn luyện có thể hay không ứng phó, có hay không gây phiền toái đợi chút, triệu thiên nói không có vậy ngươi phía sau một cái rương lương khô là chuyện gì xảy ra tần mị chỉ vào trong video hình tượng nói ngươi bị phạt cấm ăn đi triệu thiên khi là người khác trước tìm ta phiền phức triệu thiên quay đầu đem lương khô cho dọn đi dưới mặt bàn bên cạnh tần mị khẽ nói ngươi mặc kệ đi đâu đều có thể kéo đến cừu hận luôn có người ghen ghét ta ta có thể làm sao đâu triệu thiên không chút để ý nói bỗng nhiên nghe thấy được thanh âm quen thuộc nàng đứng lên nói ta có việc cúp trước tần mị chưa kịp nói một tiếng liền gặp hình tượng đen triệu thiên đi vào cạnh cửa bóp lấy điểm chờ đối phương đi tới cửa về sau bỗng nhiên mở cửa đứng ở ngoài cửa trần mệ đang muốn đem cầm trong tay màu trắng tiểu túi giấy buông xuống lại vội vàng không kịp chuẩn bị xem thấy mở cửa ra triệu thiên hai người ngắn ngủi liếc nhau về sau Trần Mẹ ngồi dậy, trước tiên mở miệng. Học trưởng gọi ta đưa cho ngươi. Hắn một mặt lạnh lùng biểu lộ, mở miệng nói ngữ khí cũng rất kiên quyết. Triệu Thiên ồ một tiếng, hỏi. Là hôm nay kêu sao? Trần Mẹ nhẹ gật đầu. Khi ngươi chờ một chút a. À? Triệu Thiên nói. Ta cho học trưởng gọi điện thoại biểu thị một chút cảm tạ. Trần Mẹ. Nàng cái này thông điện thoại đánh tới chẳng phải là liền để lộ trường quân đội toàn năng chi mới bắt đầu hoảng. Thứ 14 chương 675 triệu thiên cầm quan não trong tay vuốt vuốt, dương mắt nhìn nói với Trần Mệ. Ngươi có biết học trưởng thông tin hào sao? Cám ơn trời đất, nàng không biết. Trần Mệ lập tức trả lời. Không biết. Khi ta ngay mặt cảm tạ một cái đi. Triệu Thiên nói. Trần Mệ cầm nàng không có biện pháp. Tại Triệu Thiên ý đồ lúc ra cửa, Trần mẹ đem tiểu túi giấy nhét trong ngực nàng, hướng bên cạnh dời một bước ngăn ở cổng. Triệu Thiên ra vẻ không hiểu ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy Trần mẹ thần sắc bình tĩnh nói: "Ta giúp ngươi nói là đến nơi." "Vậy quá làm phiền ngươi." Triệu Thiên cự tuyệt nói. Loại sự tình này giáp mặt nói có vẻ có thành ý. Trần mẹ nhẫn nhịn một giây sau nói: "Không được phiền phức." Triệu Thiên trừng mắt nhìn, lẳng lặng nhìn hắn một hồi nàng ánh mắt sáng tỏ rõ ràng phản chiếu mặt mũi của hắn sạch sẽ soái khí tự mang theo mấy phần kiêu căng lạnh lùng không nói gì cự người ở ngoài ngàn dặm lại ẩn ẩn làm cho lòng người sinh chinh phục dục cám ơn triệu thiên nhìn trần mệ nói cám ơn ngươi những ngày này tử khoai bánh nàng hướng trần mệ nở nụ cười cứ như vậy chuyển cáo đi trần mệ trong lòng nhẹ nhàng thở ra lạnh lùng gật gật đầu sau đó xoay người rời đi Triệu Thiên đứng tại cửa ra vào nhìn hắn đi xa, trong mắt ý cười thật lâu chưa tán. Đi ở hành lang bóng ma dưới trần mẹ trở về chỗ vừa rồi nghe thấy nói lời cảm tạ, đột nhiên cảm giác được có điểm gì là lạ, lạ. Hắn quay đầu nhìn thoáng qua hành lang, sau một lúc lâu mới nhẹ hừ một tiếng. Làm việc tốt không lưu danh. Ta thật là một cái tuyệt thế người tốt. Trần mẹ nghĩ như vậy. Trời mưa qua đi, dù cho mặt trời chói chang đột kích. Lý Kinh Vân chờ tân binh chờ mong mấy tuần sau tự do hoạt động bên trên có thế quan minh chính đại cùng mấy vị kia lịch luyện sinh đánh nhau một trận, cho nên những ngày này huấn luyện phá lệ còn thật sự chuyên chú. Triệu Thiên mặc dù cùng bọn hắn cùng một chỗ phụ trọng chạy, nhưng là cái khác huấn luyện thân thể lại là tách ra, cho nên các tân binh căn bản không biết mấy vị này thực lực chân chính như thế nào. Không chịu nổi một kích. Tân binh giác kinh thường nói. Cái kia chu tiện, vừa thấy thể trạng cũng rất chênh lệch, phụ trọng chạy mỗi lần đều là cái cuối cùng hoàn thành. Chu tiện làm một hệ chỉ huy người, thể năng kém một chút hắn xưa nay không cảm thấy có vấn đề gì. Dù sao hắn lại không biết ra tiền tuyến cùng địch quân đến thể lực chiến. Tân binh ất lại nói. Còn có cái kia triệu thiên, lần trước đi ngang qua sân bắn thời điểm, ta nhìn thấy nàng thành tích bắn là B, cùng Lý Kinh Vân so kém quá xa. Ta bắn không ngắm đều có thể A được không? Vinh đệ, biết về đít loại này khoác lát cũng không cần phải đi. Tốt A không phải bắn không ngắm, nhưng ta thành tích bắn thật là A. Các tân binh tổng kết. Lịch luyện sinh bên trong trừ bỏ trần mệ, không một cái có thể đánh. Đối với trần mệ, mọi người là thật chịu phục. Chẳng sợ khó chịu cá nhân hắn tính xấu, nhưng cũng không có cách nào đối năng lực của hắn hoặc là gia thế tiến hành trêu chọc công kích. Bởi vì phụ thân của hắn là liên minh đại tướng quân. Chiến công hiển hách, anh hùng sự tích một đống lớn, là rất nhiều quân nhân sùng bái thần tượng. Trong đó nhất làm cho người Liên Minh dân nói chuyện say sưa chính là 10 năm trước An Qua Tinh sự kiện. An Qua Tinh cùng hàng xóm Liên Minh bởi vì năng nguyên khai thác lên xung đột, tại to to nhỏ nhỏ trong chiến tranh va chạm thử thăm dò, song phương cũng không nguyện ý thỏa hiệp nhượng bộ. Lúc này An Qua Tinh làm ra một cái làm cho người không tưởng tượng được cử động. Bọn hắn phải đi An Qua Tinh làm năng nguyên nghiên cứu tướng quân phu nhân bắt cóc. An Qua Tinh nhân cưỡng ép cho vị đại tướng quân này an bài vừa ra anh hùng cứu mỹ nhân diễn, ép đại tướng quân tự mình xuất thủ, mang theo quân đội đi vào An Qua Tinh, giải quyết hai nước chiến tranh đồng thời cũng đem vợ con an toàn đưa đón về nhà. An Qua Tinh cũng ngày hôm đó chính thức trở thành liên minh phụ quốc. Chuyện này tại ngay lúc đó liên minh cơ hồ là toàn dân chú ý tin võng ở trên đều có thể trông thấy tương quan thảo luận. Tất cả mọi người đang tán thưởng đại tướng quân anh hùng mị lực cùng anh anh anh, anh kiếp sau nhất định phải gả cho nam nhân như vậy. Trong đó năng nguyên khai thác tranh đấu chiến lược bị đám người xem nhẹ, an qua tin tại tin võng cùng nhân dân trong trí nhớ lưu lại ấn tượng, chính là một cái tình yêu lãng mạn trong chuyện xưa nhân vật phản diện vật hy sinh. Trần Mệ Phi thường không thích có người đề cập với hắn lên việc này cố tình luôn luôn có sùng bái đại tướng quân tân sinh ngầm xoa xoa chạy tới cùng hắn biểu đạt mình đối với chuyện này cách nhìn cùng chúc phúc. Thật vất vả lấy dũng khí tân sinh bính ánh mắt nóng bỏng mà kích động nhìn Trần Mệ nói. Ta già nhà là 6 khu An Châu Thành bên kia, năm đó cùng An qua tinh đánh trận thời điểm, ta tận mắt nhìn thấy đại tướng quân đáp lấy quân hạm tại nhà ta sát vách siêu thị đối diện sân bay hạ xuống, sau đó nhìn thấy người máy sấm sét xuất chinh, và tàu lúc ấy thật sự xuất ta một mặt A, à, nếu không phải hắn ta cũng không có khả năng đến tham quân, hắn liền là thần tượng của ta. Cả đời. Chính đang hưởng thụ cơm trưa trần mẹ cho mày, một mặt không kiên nhẫn, nếu không có chu tiện bọn người ngăn lại, hắn đã sớm rửa chén đĩa đi. Ngồi ở bên cạnh triệu thiên nhưng lại nghe được say sưa ngon lành, thậm chí còn đặt câu hỏi. Lúc ấy an qua đánh vào sáu khu sao. Còn kém lâm môn một cước tân sinh bính kích động nói lúc ấy lòng người bàn hoàng đều sợ an qua người thật sự công phá phòng tuyến cuối cùng cũng may thời khắc ngàn cân treo sợi tóc tướng quân đến đây khi đó thật là chúa cứu thế gián lâm a không có trải qua chiến tranh người không thể trải nghiệm hắn lúc ấy sợ hãi tâm cũng liền không thể lý giải loại kia từ tuyệt vọng chỗ trông thấy hy vọng cảm thụ cho nên hắn đem vị này cứu vớt sáu khu nhân dân đại tướng quân xem làm thần tượng đi theo bóng lưng của hắn đi vào quân đội muốn trở thành giống như hắn đại anh hùng, có thể cứu vớt tại trong lúc chiến tranh lâm và nguy nan đám người. Hy vọng mình cũng có thể trở thành mang cho người khác hy vọng người. Tân Sinh bính kích tình mênh mông cùng Trần Mệ bọn người giảng tố mình đối với thần tượng sùng bái cùng mộng tưởng, cuối cùng Trần Mệ không thể nhịn được nữa, bỏ qua rồi hứa Thiểu Du bọn người đè ép tay của hắn đứng dậy nói mà không có biểu cảm gì. Ngươi theo ta nói có làm được cái gì, có bản lĩnh giáp mặt nói với hắn đi. Tân sinh bính sửng sốt một chút, nhìn Trần Mẹ đứng dậy bóng lưng rời đi sờ lên cái ót, có chút mờ mịt hỏi người đang ngồi. Hắn giống như không quá ưa thích nghe ta khen tướng quân sự tình. Chu Tiện cùng Triệu Thiên hai người đồng ý gật gật đầu. Hoắc Thu nhận đưa tay lấy cùi chỏ đụng đụng bên người Hứa Thiểu Du, ra hiệu hắn giảng giải giảng giải. Hứa Thiểu Du bất đắc dĩ nói, những lời này hắn từ nhỏ nghe được lớn, đã sớm ngán. Tân Sinh Bính trầm tư một lát nói, tựa như là có thể như vậy. Cho các ngươi nói một bí mật. Hứa Thiểu Du hơi chớp mắt, thấp giọng nói. Muốn cùng Trần Mệ tạo mối quan hệ, lần thứ nhất gặp mặt thậm chí tại về sau trong khi chung, tuyệt đối, tuyệt đối, tuyệt đối, không nên chủ động nhất lên gì có quan hệ cha mẹ của hắn gia thế chủ đề. Nếu không chính là cáo từ kéo đen tuyệt giao tam liên. Hứa Thiểu Du cảm thán. Hắn quái gỡ nhi đồng xưng hào không phải đến không, những năm gần đây ta trơ mắt nhìn hắn tìm đường chết cắt đứt các loại xã giao hữu nghị, cũng chỉ có ta còn tại. Nói xong lời cuối cùng không hiểu kiêu ngạo, hai tay vây quanh ở trước ngực, có chút ngồi dậy vừa nhất cái cầm đắc ý nói. Lợi hại đi. Triệu Thiên cũng theo hắn dơ lên cái cầm, nói. Hứa lệ hại, trần mệ tại ngươi phía sau. Hứa thiểu du quay đầu nhìn thoáng qua, lại cấp tốc xoay đầu lại, vừa mới nhô lên bả vai đã đổ xuống dưới. Trần mẹ đưa tay vỗ vỗ bờ vai của hắn, nhạc tiếng nói. Ta cũng cho các ngươi nói cái bí mật. Hắn 8 tuổi còn tại đái dầm. Trần mẹ chỉ chỉ hứa thiểu du không nhanh không chậm nói. Bởi vì lần thứ nhất biết đến thời điểm chỉ có ta không cười, cho nên hắn da mặt dày đơn phương tuyên bố ta chính là hắn đời này bằng hữu tốt nhất. Hứa thiểu du. Những người khác không nhịn được, phốc phốc cười ra tiếng. Hứa thiểu du đứng dậy liền hướng trần mẹ bóp đi, đồng thời đơn phương tuyên bố. Tuyệt giao. Hiện tại. Lập tức. Lập tức. Tân binh bính nhìn cười đùa một đoàn mấy người, trong lòng cảm thán bọn hắn cũng không có người nào khác nói như vậy không tốt ở Trung A. Tác giả nói ra suy nghĩ của mình. Hôm nay ngắn một điểm, ngày mai lâu một chút o o. Chương 15, 16. 15, 16. Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio.com thứ 15 chương 675 thời gian nghỉ trưa sau khi kết thúc, tất cả mọi người tự giác chuẩn bị hướng độc khu xuất phát, lại ở căn cứ đại môn bị tống quân chờ huấn luyện viên cho ngăn lại. Cửa trụ sở điện tử bản tin bên trên chính phát hình một cái thiển cận nhiều lần. Trong đêm tối phi hành các phi cơ chiến đấu phần đuôi sáng ánh đèn phủi đi ra một đầu quan hà, bọn chúng tại Akala thành chợ trên không tùy ý hoành hành, đạn bắn ra hỏa hoa theo liệt phong gào thét lên. Bạo tạc liên tiếp mà lên, công trình kiến trúc tùy theo sụp đổ, bụi mù ầm vang mà lên, tương giả trống không minh nguyệt quang mang che lấp. Người ở chỗ này đều đã nhìn ra, cái này là năm đó Alpha giả dạ tập Akala video. Hôm nay là Akala 2. 26 ai điếu ngày. Tống quân cùng triệu thiên đám người nói. Akala nhân dân sẽ tổ chức du lịch, DBI, bởi vì gần nhất phản liên minh vũ trang tổ chức hoạt động quá thường xuyên, mà lại hàng năm ngày này bọn hắn đều muốn làm ồn ào, cho nên hôm nay cần ở trong thành thị thêm phái nhân thủ tuần tra. So với tống quân bên này uể oải giải thích, bên cạnh tân binh đám đội ngũ coi như nghiêm túc trào dân nhiều. Tống quân nói, lúc đầu chính là làm cho tân binh đã đi tiếp viện, dù sao bọn hắn về sau thường trú Akala, những sự tình này cần trước thời gian quen thuộc. Nhưng là nghĩ đến các ngươi lịch luyện sinh đến bên này, trừ bỏ mỗi ngày huấn luyện cùng độc khu kiến thiết bên ngoài, cái khác cũng nên để các ngươi trải qua một chút. Tống quân liếc mắt thần sắc nhàn nhạt triệu thiên, có ý riêng nói. Không được quản các ngươi về sau gia nhập dạng gì binh chủng đội ngũ, cho dù là không cần ra tiền tuyến, cũng hy nhìn các ngươi có thế tận mắt nhìn. Nơi này mỗi một tất đất, đều là chúng ta phải bảo vệ. Tống quân tham dự năm đó thủ vệ Akala chiến tranh, sau đó vẫn thủ hộ lấy phương thiên địa này, cho tới bây giờ đã là 12 năm. Tại Akala biên cảnh quân liên minh nhóm từ đầu đến cuối tin tưởng, bọn hắn sẽ đem độc trong vùng hát chính độc tố triệt để rõ ràng sạch sẽ, làm cho củ thành khu Akala nhân dân một lần nữa về tới nơi này, vượt qua bọn hắn từng có qua bình tĩnh cuộc sống tốt đẹp. Bọn hắn cũng cam nguyện mỗi ngày chờ đợi tại biên cảnh trên tường, ngăn cản gì ý đồ vượt biên nguy hiểm lại tiến vào phía sau bọn họ thành thị. Nhưng thành thị bên trong mọi người vẫn đều tại cùng bọn hắn đao kiếm tương hướng. Triệu Thiên trở về ký túc xá thay đổi chế phục sau mới xuất phát. Bởi vì bọn hắn cần giấu ở du lịch, đi trong đám người là chủ lực quân nhóm con mắt. Tân binh cùng lịch luyện môn sinh chỉ phụ trách truyền lại tin tức cùng sơ tán bảo hộ cái khác phi vũ trang tổ chức nhân dân, có thể đeo vũ khí phòng thân, nhưng không có thượng cấp mệnh lệnh hứa nhưng không được tự tiện nổ súng từ khi vừa hạ xuống Akala ngày đầu tiên ban đêm ở trong thành thị đợi qua, sau đó hơn 2 tháng thời gian đều là tại liên minh biên cảnh trong căn cứ quân sự sinh hoạt, duy nhất ra ngoài địa điểm vẫn là độc khu. Lại trở lại Akala khu thành thị lúc, hứa thiểu du cùng hoắc thu nhận lại tràn đầy thổn thức. Ngày đêm khác biệt, ngày đêm khác biệt. Hứa thiểu du nhìn trước mắt náo nhiệt trên đường phố tràn đầy chân trần cùng mặt phế phẩm quần áo đám trẻ con lắc đầu, tại kênh đội ngũ bên trong nói, đây quả thật là cùng một nơi sao akala thành khu lưỡng cực phân hóa nghiêm trọng ngươi ngày đầu tiên biết sao ngồi tại trên ghế lái chu tiện thấp giọng nói chiến hậu kẻ có tiền nhóm cơ bản đều đi tây bắc khu vực kia hiện tại chủ yếu kiến thiết cùng giao thông đều ở bên kia bên này chỉ còn lại có không có tiền cái đám kia người thể lực tốt nhất ba người tại ngoài xe ẩn tàng điểm chờ lấy chỉ có chu tiện cùng hoắc thu nhận phân biệt đợi tại một chiếc xe bên trong tùy thời chuẩn bị chi viện Củ thành khu người là khu vực mới hai lần nhiều. Các phương kiến trúc cũng hiển cổ xưa rách nát, nhưng là Akala nhân dân đưa chúng nó trang trí rất được. Trên tường khắp nơi có thể thấy được đáng yêu vẻ xấu, dưới mái hiên treo thú vị màu đầu, cùng cửa sổ ngay trước thả bồn hoa bó hoa, đều tại im ắng biểu thị, dù cho ở tại lụi bại của thành khu, nhưng chúng ta cũng là tại còn thật sự còn sống. Du lịch, đi đám người mỗi người đều cầm một đóa màu trắng kim theo hoa đây là chỉ sinh trưởng tại Akala Hoa, là bọn hắn tại tang lễ bên trên đưa cho tạ thế người Hoa. Hoắc thu nhận giao xuống xe cửa sổ, nhìn trên đường du lịch đi đám người hí hư nói. Liên minh không có tương quan chính sách sao? Liên minh tương quan chính sách chính là cho bên này phê duyệt càng nhiều phụ cấp công khoản. Chu Tiện nói. Về phần có hữu hiệu hay không cũng không biết. Hữu hiệu liền gặp quỷ. Hứa thiểu du đi theo du lịch, đi trong đội ngũ, hắn là lính trinh sát hệ xuất thân, ngụy trang tra tìm địch quân loại sự tình này là hắn cường hạng, xem bọn hắn cái này hoàn cảnh sinh hoạt, ta liền có chút lý giải vì sao lại có phản liên minh tổ chức tồn tại. Liên minh hàng năm phê cho Akala công khoản cũng không phải là một con số nhỏ. Trần Mệ đã ở du lịch, đi trong đội ngũ, chẳng qua là tại hứa thiểu du phía sau một đoạn. Hắn tại ven đường mua một cái viết có hai. 26 màu đen ai điếu ngủ đeo lên sau che đậy nửa gương mặt. Lời này của người đóng quân Akala liên minh quan viên nhưng không thích nghe. Triệu Thiên trong tay bưng lấy ly đá coca, ngồi bên đường trên ghế dài, hơi hít mắt nhìn trước mắt đội ngũ. Ngoài ý muốn trong đám người nhìn thấy đội nón Trần Mệ, Triệu Thiên nói. "Trần Mệ, nhìn bên trái." Trần Mệ tưởng rằng có tình huống như thế nào, ngẩng đầu hướng bên trái nhìn lại, kết quả một chút liền va vào Triệu Thiên trong mắt nhìn nàng lấy lấy trong tay băng rộng vui hướng mình lung lay. Trần mệ. Ngây thơ. Hắn một mặt hờ hững quay đầu đi. Triệu thiên nở nụ cười, đứng dậy chậm rãi theo vào du lịch, đi trong đám người. Du lịch làm được đội ngũ 10 phần lớn mạnh. Bọn hắn sẽ từ củ thành khu một mực trằn trọc đến khu vực mới, cuối cùng tại độc khu bên kia đi một lần trở lại củ thành khu đến tương đương với vòng quanh toàn bộ Akala nhận qua tập kích khu vực đi một vòng. Chính là khu vực mới đám người đại đa số sẽ không theo xong toàn bộ hành trình. Chiến tranh qua đi, những người này chính trải qua phổ thông thời gian. Bọn hắn bình thường đi làm hoặc là đi học, bận rộn cơm tối hôm nay, chiếu cố sinh bệnh người nhà, bóc lấy điểm chờ đi trường học tiếp tan học đứa nhỏ. Dù cho trên đường phố trông thấy kia thanh thế thật lớn du lịch, đi đội ngũ, bọn hắn cũng chỉ là đứng vững sau phối hợp với bi ai một phút, liền một lần nữa cất bước trở về cuộc sống của mình. Bọn hắn không có quên, chỉ là sinh hoạt cần muốn tiếp tục. Triệu Thiên đi theo đội ngũ còn không có tiến vào khu vực mới phạm vi. Bên tai nàng thỉnh thoảng sẽ có trầm thấp tiếng khóc lóc, người bên cạnh lẫn nhau cho lẫn nhau an ủi cùng lực lượng, chịu đựng bọn hắn tiếp tục đi tới đích. Nhưng mà cũng không phải là tất cả mọi người là vì ai điếu cùng kỷ niệm tiến đến. Phía trước nhất hứa thiểu du đi theo đội ngũ trải qua một cái chỗ rẻ về sau, cùng một khắc chi du lịch đi đội ngũ gặp được, song phương rất nhanh xác nhập cùng một chỗ tiến lên. Lúc này đã là khoảng 6 giờ rưỡi chiều. Mặt trời dần dần lặn về Tây. Mảng lớn lộng lẫy ráng chiều chìm nổi ở chân trời, hào quang chói mắt chiếu xạ mà đến, đem mọi người cái bóng kéo rất dài. Hứa thiểu du mắt nhìn phía trước đội ngũ, thấp giọng nói. Đêm nay sẽ không quá bình. Chu tiện thiết trí tự động ngăn, trong xe loay hoay quan não, mô phỏng kiến thiết Akala thành thị địa đồ cùng trước mắt du lịch đi đội ngũ. Vừa rồi cùng một nhóm đội ngũ xác nhập về sau, kẻ nguy hiểm lại nhiều hơn. Hứa thiểu du đem bị hắn xem thấu, thân dấu vũ khí người nói cho chu tiện, chu tiện từng cái đem những người này ở đây trên bản đồ tiêu ký ra. Ngay từ đầu bị bọn hắn phán định gặp nguy hiểm chỉ có 7-8 người, theo đội ngũ xác nhập về sau, Số lượng này mấy tăng trưởng gấp bội, đã đến hơn 50 người. Đồng thời vẫn còn tiếp tục. Căn cứ hứa Thiểu Du tiêu ký, phía sau Trần Mệ cùng Triệu Thiên hai người tại thu được Tống quân cho phép về sau, có thể đem bị phán định uy hiếp người mang rời khỏi du lịch, đi đội ngũ. Mỗi tiểu tổ người đều đang tiến hành dạng này rõ ràng nhiệm vụ. Phía trước đã muốn xuất hiện bên ngoài xung đột, liền giao cho cái khác thủ vệ quân ra mặt giải quyết. Ta có dự cảm bất tường. Hứa Thiểu Du nói. Luôn luôn tại nghe thủ vệ quân kênh tống quân cắt về tiểu đội thời điểm vừa vặn nghe thấy được lời này. Chớ tự mình dọa mình. Hoắc thu nhận lái xe đi theo hắn phía sau, chúng ta rõ ràng hành động tiến hành phi thường thuận lợi, bài trừ uy hiếp đã muốn cao tới hơn trăm người. Cho nên mới cảm thấy không thích hợp. Hứa Thiểu Du nói. Vẹn vẹn chúng ta tiểu tổ liền đã loại bỏ hơn trăm người, chớ nói chi là cái khác tổ, cái này môn quy quá lớn. Hoắc Thu nhận nghe xong vẫn trầm tư, lại nghe Chu Tiện nói. Đám này phản liên minh tổ chức tồn tại cũng không phải một hai năm, tại liên minh thu phục Akala năm thứ ba lại bắt đầu. Nói cách khác bọn hắn có không sai biệt lắm 7 năm lịch sử. Hoắc Thu nhận cả kinh nói. Liên minh thế nhưng nhịn bọn hắn 7 năm. Chu Tiện chần chờ một chút, nói. Ta cảm thấy là liên minh cho tới bây giờ không đem bọn hắn coi ra gì. Cuối cùng lại bổ sung nhưng là lại một mực đè ép Akala tin tức không có cho sáng tỏ qua. Cứ như vậy, liên minh cao tầng suy nghĩ cái gì lại càng phát làm cho người ta hiếu kỳ cũng cảm thấy kỳ quái. Công khoản Trần mẹ đem một ngụy trang nhân viên mang ra đám người, tức vũ khí hắn cấp giấu vũ khí sau đem người đánh ngất xỉu tại lụi bại trong ngõ nhỏ, thanh sắc thanh lãnh, liên minh cho công khoản hiển nhiên Akala người không dùng đúng địa phương, 7 năm phản liên minh nhưng vẫn không có biện pháp ứng đối, đây cũng không phải là chúng ta quen thuộc tác phong. Phản liên minh có thủ vệ quân áp chế, lại thế nào náo cũng không bay ra khỏi hoa đến. Thời gian càng lâu, cũ thành khu người lại bởi vì các loại nguyên nhân dần dần giảm bớt, mà độc khu kiến thiết lại sẽ từ từ khôi phục. Chu tiện nghe xong, nhíu mày nói. Cho nên, cũ thành khu bên này người còn có thể tiếp tục sinh hoạt, liền không cần lại làm dư thừa kiến thiết. Dù cho có người náo, cũng có thể nói bọn hắn là phản người trong liên minh, là phản liên minh tổ chức âm mưu. Hứa Thiểu Du tại loại sự tình này bên trên lý giải cùng phản ứng luôn luôn chậm một nhịp, một hồi lâu mới cả kinh nói. Ta dựa vào, hai người các ngươi có ý tứ là, Akala quan viên độc chiếm đám kia công khoản. Sửa đúng một chút. Nghĩ thông suốt hoắc thu nhận nói. Là liên minh cao tầng cùng Akala quan viên cùng một chỗ nuốt nếu không cũng sẽ không vừa hướng phản liên minh thờ ơ, một bên lại đè ép Akala tin tức truyền bá. Dự thính thật lâu tống quân cuối cùng là nhịn không được, hắn lạnh giọng cả giận nói. Ta làm cho các ngươi cố gắng giám thị du lịch, đi đội ngũ, ai bảo các ngươi nói hưu nói vượng đoán mò những vật này. Mấy người lập tức nói. Chúng ta vừa rồi không nói gì. Tống quân cười lạnh. Ta ghi âm tin hay không? một mực không mở miệng triệu thiên tiếng vang nói. Không tin. Tống quân tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, bắt đầu hoa thức phê bình mấy người kia. Triệu thiên đem phản người liên minh viên đánh ngất xỉu về sau, cuối người nhặt lên hắn rớt xuống đất vũ khí nhìn thoáng qua, đánh gãy tống quân phê bình. Báo cáo huấn luyện viên, ta cảm thấy hứa lệ hại nói không sai. Hứa thiểu du. Cái này ngạnh không buồn cười. Chu tiện cùng hoắc thu nhận đều tại nén cười, Trần mẹ về sau bên cạnh nhìn thoáng qua, triệu thiên tại hắn đội ngũ đằng sau. Bọn hắn có TPK nặng y ông vũ khí. Triệu thiên nói. Nhân thủ một phen. Dạng này vũ khí môn quy, nói rõ tổ chức này phía sau có đại lượng tài chính ủng hộ. Hiện tại chúng ta không có cho những người này cơ hội động thủ, nhưng khi bọn hắn không còn trốn trốn tránh tránh thời điểm, chí ít có 5 phút trở lên cùng hoang thời gian, chúng ta không có cách nào ngăn cản. Triệu Thiên nói. Huấn luyện viên, ngươi có thể nói một chút ngươi dự đoán đêm nay phản người liên minh số sao? Tống quân trầm mặt một cái chớp mắt về sau, nói. Trước đó dự đoán của ta là khoảng 150 người. Nhưng mà bọn hắn đã muốn thanh trừ hết liền không chỉ số này. Hứa thiểu du thấp giọng nói. Ta bên tay trái xuyên lục ngăn chứa quần áo vị kia. Nhân số vẫn còn tiếp tục gia tăng. Trần Mệ bất động thanh sắc hướng mục tiêu tới gần. TPK nặng y ông vũ khí, trước đó từng có sao? Chu Tiện hỏi. Tống quân có chút tức giận như mày, cái đồ chơi này chúng ta đều phải dùng tiết kiệm. Kết quả hiện tại phản liên minh tổ chức nhân viên lại ở ngay trước mặt hắn nhân thủ một phen. Du lịch, đi đội ngũ tiến nhập khu vực mới. Lặng về tây mặt trời cuối cùng một sợi quang mang cũng đã biến mất, đây là cùng lúc trước hoàn toàn khác biệt thành thị. Nơi này phồn vinh ống ánh. Cùng bọn hắn có rõ ràng nhất mặt so sánh, không còn là chân trần, mà là xinh đẹp cao gót dày, không có quần áo tả tơi, mà là tinh xảo thời thượng Âu Phục cùng váy dài. Các thiếu niên tại bên đường cười đùa, các thiếu nữ tại tinh xảo cửa hàng trước vẫn nói thì thầm. Trên đường nhanh như tên bắn mà vụt qua cổ xe bên trong, có tiểu hài tử hiếu kỳ lây cửa sổ hướng ra phía ngoài du lịch làm được đội ngũ nhìn lại. Triệu Thiên nghe trong mấy bộ đàm các đội hữu tin tức truyền lại, nàng dương mắt hướng Chu Tiện nói mục tiêu nhìn lại. Mục tiêu chính đi qua một nhà quán cà phê. Bên đường quán cà phê ngay tại kinh doanh, khách nhân lại là không nhiều, vị trí gần cửa sổ chỉ ngồi một vị quần đỏ nữ tử. Nàng một tay chống đỡ hàm dưới, chính cười như không cười nhìn cửa sổ thủy tinh bên ngoài đi lại du lịch, đi đám đội ngủ. Triệu Thiên nhìn trong cửa sổ nữ nhân, bên tai máy truyền tin truyền đến ngắn mũi tiếng xào xạc về sau, nàng nghe thấy được lão bản nương thanh âm truyền đến. Tối nay là Akala phản liên minh tổ chức cùng hoang, ngươi cũng phải tham gia sao? Tác giả nói ra suy nghĩ của mình. Cái này mẫn cảm từ sắp chữ làm cho ta hảo tâm đau nhất, cùng văn bên trong tất cả vũ khí tên chữ đều là mò mẫm quy a quy thứ 16 chương 675 triệu thiên bất động thanh sắc hướng mục tiêu đi tới, đối phương đang cúi đầu kể điện thoại, hoàn toàn không có phát hiện đang đến gần nguy hiểm. Bên tai máy truyền tin truyền đến rất nhỏ tiếng xào xạc, không cần khẩn trương, người bây giờ nhìn thấy chính là máy móc hình chiếu, ta nhưng là tại nhận được tin tức sau liền trước tiên rời đi Akala. Triệu Thiên đem mục tiêu kéo đi du lịch, đi đội ngũ đằng sau, theo quy củ liền đem người đánh ngất xỉu sau tước vũ khí vũ khí. Nàng đứng ở đến giao lộ chờ hoắc thu nhận lái xe tới, sau đó đem tước vũ khí vũ khí giao cho hắn. Hoắc thu nhận nhìn thoáng qua phía sau ngõ nhỏ, sau đó hướng nàng thụ cái ngón cái, khen. Ta hôm nay xem như mở mắt, ngươi cùng trần mệ là một trảo một cái chuẩn. Lão bản nương cười nói. Ngươi không được cùng đám này tiểu bằng hữu che giấu. Loại trình độ này ngươi cũng biết. Triệu thiên nhìn Hoắc thu nhận nói. Muốn đổi sao? Ta cảm thấy trong xe càng ấm áp một chút. Hoắc thu nhận bả đầu lùi về trong xe, cười đùa hướng nàng chào một cái. Triệu Thiên nhún vai, quay người hướng đám người đi đến. Lão bản nương nói. Ngươi đây là tại không nhìn ta sao? Triệu Thiên hướng cửa sổ thủy tinh phương hướng nhìn một chút, lão bản nương hướng nàng hơi chớp chớp mắt, nói. Theo một hoán đổi kênh tín hiệu, nói chuyện với ngươi bọn hắn nghe không được, chẳng lẽ ta chưa nói qua sao? Triệu Thiên thần sắc hờ hững xuất ra máy truyền tin theo một đổi kênh tín hiệu, thế này mới thấp giọng nói. Đã sớm đã đi, Hiện tại lại trở về làm gì? Ngươi không phải còn chưa đi sao? Lão bản nương tươi cười mập mờ, có người gặp ngươi nhận được tin tức sau còn không đi, lo lắng có phải là xảy ra chuyện gì, cố ý làm cho ta qua tới nhìn một cái. Triệu Thiên Nhạc vừa nói. Ta ở chỗ này còn có việc. Ta cũng là trả lời như vậy, nhưng là người ta không tin đâu. Lão bản nương bắt chéo hai chân, bưng lên trước người cà phê đặt ở bên môi uống rượu một ngụm, chậm rãi nói. Khống chế dục quá mạnh nam nhân chính là như vậy, thường xuyên làm cho người ta không chịu đựng nổi, cho nên mới luôn luôn bị nữ nhân đá. Ta cũng không phải thuộc hạ của hắn." Triệu Thiên lời nói trong mang theo nhàn nhạt trào phúng, "Ta muốn làm gì, khi nào thì đến phiên hắn đến quản?" Lão bản nương ngữ khí uyển chuyển nhắc nhở nàng. "Nói thì nói như thế, nhưng mấy tháng trước nhưng là ngươi tìm tới cửa muốn cùng người hợp tác." "Ta là đi nói chuyện hợp tác." không phải đi tìm nơi nương tựa hắn triệu thiên nói huống chi ta là tâm tình tốt trước thời hạn một ngày ngày đó nếu là không đi hắn khóc đến cầu ta cùng hắn hợp tác lão bản nương cười nói làm sao bây giờ đâu lời nói ta đã dẫn tới ngươi không chịu đi ta cũng không có cách nào mà triệu thiên bởi vì cùng lão bản nương nói chuyện cho nên cố ý kéo ra cùng đội ngũ khoảng cách lại bị trần mệ phát hiện trần mệ tại ven đường ngừng một hồi tại trong máy bộ đàm nói. Triệu Thiên, ngươi tụt lại phía sau. Cảm ơn nhắc nhở. Triệu Thiên cắt kênh nhạc vừa nói, đuổi theo phía trước đội ngũ lúc mới phát hiện Trần Mệ tại ven đường đứng. Nàng xem qua đi nói. Ngươi chờ ta ở đây sao? Trần Mệ đưa tay đè ép ép vành nón, che đậy khuôn mặt, nhạc vừa nói. Chớ suy nghĩ quá nhiều. Triệu Thiên mắt nhìn cái mũ của hắn, hướng Trần Mệ đi tới vốn là muốn về đến trong đám người trần mệ thoáng nhìn sau liền đứng tại chỗ không nhúc nhích gió đêm thổi lên triệu thiên tóc mai lại bị nàng đưa tay ép xuống nàng ngước mắt nhìn trước người trần mệ ánh mắt trong trẻo hơi lạnh trần đồng học có thể đem mũ cho ta không lão bản nương a à. trần mệ nghiêng qua nàng liếc mắt một cái sau đó hai tay đút túi khóc khóc từ trước mắt nàng đi qua mình đi mua triệu thiên đưa tay đè ép tóc mai nhưng lại không nói gì, tại nàng lúc xoay người, lại đụng vào trở về Trần Mệ. Sau lưng người cao nam sinh đem mũ đeo ở trên đầu nàng, đè lại bị gió đêm vung lên phát. Đỉnh đầu truyền đến ấm áp làm cho Triệu Thiên có chút ngửa đầu, Trần Mệ cũng đã xoay người sang chỗ khác, không nói một lời đi vào trong đám người. Nàng liếc mắt nở nụ cười, đưa tay sờ lên trên đầu mũ. Phía sau trên xe Hoắc Thu nhận mắt thấy toàn bộ hành trình vì thế trong máy bộ đàm truyền đến hắn trêu tức thanh âm. Ai nha, ta cũng có chút lạnh, Trần Đồng Học có thể cho ta. Lời còn chưa nói hết, chợt nghe Trần Mệ Nhạc vừa nói. Cút! Hoắc thu nhận anh 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 nói. Ngươi cái này khác nhau đối đãi cũng quá rõ ràng đi. Hứa thiểu du hiếu kỳ nói. Ta bỏ qua cái gì sao? Hắn quay người hướng về sau vừa nhìn đi, chợt nghe Chu Tiện nói. Ai, làm sao đâu, không cần vì nhiều chuyện đem người cùng mất đi, quay trở lại nhanh nhanh nhanh. Triệu Thiên một lần nữa trở lại du lịch, đi trong đám người, chợt nghe lão bản nương cười nói: "Ngươi có chút kỳ quái a." À? "Làm sao kỳ quái?" Triệu Thiên hỏi. Lão bản nương ánh mắt hướng phía trước bên cạnh Trần Mẹ nhìn lại, "Ta lần thứ nhất gặp ngươi chủ động đùa giỡn người khác, xem ra ngươi thật thích người này." "Chưa nói tới thích." Triệu Thiên nói hắn chính là có vẻ thú vị. Lão bản nương ý vị thâm trường nói. Ngươi dạng này cũng rất thú vị. Triệu Thiên không có tiếp tục cái đề tài này, nàng gỡ xuống mũ, đem tóc dài toàn bộ bàn sau khi đứng lên lại đeo lên. Lúc này cách này nhà quán cà phê đã muốn càng ngày càng xa. sirius cùng Akala chuyện có quan hệ sao? Trước mắt đến xem, không có. Lão bản nương nói hắn cũng chỉ là từ xe beo bên kia lấy được tình báo tương quan vậy liền để hắn ngậm miệng chớ xen vào việc của người khác triệu thiên nói ta không thích hắn nếu không phải ngươi khi đó nói hắn không thể chết tại ông vàng thời điểm ta liền giết hắn cửu thất cũng không thích hắn hai ngươi cũng thật có ăn ý lão bản nương khó được có chút đau đầu ta cam đoan về sau sẽ không để cho hắn lại đến phiền ngươi cùng Ngươi tại Akala tìm một sào người có phải là không nói với cửu thất? Không nói. Khó trách hắn sẽ để cho ngươi đi. Lão bản nương bất đắc dĩ nói. Hai ngươi cãi nhau sao? Ta tại sao phải cùng một cái ngây thơ quỷ cãi nhau? Triệu Thiên Nhạc vừa nói. Thời gian của ta rất quý giá, thì phải là cãi nhau. Lão bản nương đến đi ra bên ngoài, hướng du lịch, đi đội ngũ phương hướng ngược đi tới chạy nhanh cùng hắn và được rồi ngây thơ quỷ bởi vì ngươi không để ý tới hắn đều nhanh hậm hực chết triệu thiên không nói chuyện lão bản nương ngẩng đầu nhìn liếc mắt một cái trên trời minh nguyệt gió đêm gào thét lên lạnh lại thấu xương làm hình chiếu lão bản nương lại không cảm giác được sợi tóc ngoan ngoãn rủ xuống tại áo trên vai không có chút nào dao động lại có ba phút phản liên minh cùng hoang party lại bắt đầu lão bản nương cảm thán Đêm nay liên minh thủ vệ quân nhóm, làm không tốt nhưng là muốn toàn quân bị diệt. Triệu Thiên nghe không có chút nào cảm xúc chập trùng, nhạc vừa nói. Bọn hắn trừ bỏ TPK nặng y ông, còn có cái gì? Nhân phẩm, nặng nhẹ hình cùng điều khiển loại đều có, bọc thép vỏ xe, khoảng cách gần tầm bắn vũ khí hạng nặng, cự ly xa tầm bắn thanh điểu 6 thức, K947 thức, còn muốn tính đến tay súng bắn tỉa chờ. Lão bản nương từng cái thanh toán đây vẫn chỉ là trên lục địa. Triệu Thiên không khỏi sửng sốt một chút, lần thứ nhất đối phản liên minh tổ chức thay đổi cách nhìn, còn có rảnh rỗi võ. Bọn hắn mua chiến kỳ. Có thổ hào lão bản đưa bọn hắn một cái xưởng công binh. Lão bản nương nhún vai, đứng ở bên đường chờ đèn xanh đèn đỏ, nàng cầm kính viễn vọng hướng nơi nào đó cao lầu nhìn lại, không võ là thanh ưng một thế hệ chiến kỳ, hết thảy tám chiếc, mặc dù phi hành độ không cao lắm, nhưng dùng tại loại trường hợp này đã đầy đủ. Ngươi liền may mắn lão bản này không đưa bọn hắn kia giáp cùng chiến đấu phi thuyền đi. Thủ vệ kia quân chết chắc. Triệu Thiên nói mà không có biểu cảm gì. Bọn hắn ngay cả địch quân nhân số đoán chừng đều chỉ có 150 cái, còn không biết những người này có TPK, chờ bọn hắn trở về mở kho vũ khí lại tới, phản liên minh có thể đem khu vực mới nổ lên trời. Đúng vậy a, à, chết chắc. Lão bản nương nhìn trong màn ảnh đang tập kích nói: Người ta còn biết được các ngươi thủ vệ quân tất cả bố trí, ngươi nói có tức hay không người? Triệu Thiên ánh mắt hướng bên trái cửa sổ thủy tinh bên trên nhìn lại, thủ vệ quân bên trong cũng có bọn hắn người. Thời gian 10 năm, các ngươi trong căn cứ, có chừng 30% đều là phản người trong liên minh. Lão bản nương cười nói: Mà lại các ngươi cái tiểu tổ này quá phách lối, đã muốn bị người theo dõi người này mục tiêu tại ngươi cùng trần mệ ở giữa vừa đi vừa về chuyển đổi giống như tại do dự đánh trước cái nào triệu thiên nghiêng đầu mắt nhìn ven đường đồng hồ hắn tuyển ai lão bản nương nói trần mệ không ánh mắt triệu thiên nói xong cũng đổi kênh ánh mắt dừng lại phía trước bên cạnh trần mệ trên thân nói trần mệ tay trái ngươi bên cạnh có nhà trà sữa cửa hàng giúp ta mua cốc sữa trà đi Trần mẹ cũng không quay đầu lại nói. Ngươi chơi nghiện. Ta trả tiền. Triệu Thiên nói, làm đến trưa sống, ta khát nước. Ta cũng là. khoát thu nhận trong xe nhấn xuống loa, ta cũng trả tiền. Chu Tiện nói. Một đoạn này tạm thời không có mục tiêu khác, Trần mẹ giúp ta cũng mua một chén. Năm hứa thiểu du. Ta cũng phải. Bốn Trần mẹ một mặt hờ hững hướng trà sữa cửa hàng đi đến ba hắn nói sau hai cái nhớ kỹ trả tiền hai tay súng bắn tỉa nhìn mục tiêu tiến vào trà sữa cửa hàng bị che chắn vật che giấu sau tức giận mắng câu bẩn một đinh tai nhức ốc tiến đổ lúc trước bên cạnh truyền đến sương khói theo các phương công trình kiến trúc sụp đổ ầm vang mà lên con đường bên cạnh vang lên cổ xe tiếng cảnh báo chói tai không dứt nương theo lấy liên tục không ngừng tiếng súng mọi người phát ra hoảng sợ thét lên bối rối tránh né lấy không biết từ đâu mà đến vũ khí bắn phá xen lẫn trong du lịch, đi trong đội ngũ phản người liên minh viên lấy ra vũ khí của mình, bắt đầu cùng hoang. Chương 17, 18 17, 18 Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Thứ 17 chương 675 phản liên minh tổ chức hỏa lực trọng điểm đều tại khu vực mới, bọn hắn chiếm cứ chỗ cao chỗ nấp. Lại trước tiên tại mục tiêu ngã tư đường hoặc là công trình kiến trúc bên cạnh trông xuống điều khiển trang bị, quân liên minh tối nay là triệt triệt để để bị bày một đạo. Bọn hắn nhận được tin tức là cùng những năm qua đồng dạng tiểu đã tiểu nháo. Nghĩ đến chiêu số vẫn là này, tự chế đốt, đốt, bình, cầm trong tay gậy sắt đã kiếp cổ xe hoặc là tiệm vàng, chẳng sợ có ca 947 thức bọn hắn cũng có thể khống chế tình huống. Nhất là phản liên minh cơ hồ mỗi lúc trời tối cũng sẽ ở củ thành khu làm ồn ào, thủ vệ quân có chuyên môn đội ngũ tuần tra mỗi lần gặp gỡ đều có thể nhẹ nhõm chế phục. Tống quân bọn hắn dần dần phát hiện, những năm gần đây tham dự phản liên minh gây chuyện là càng ngày càng nhiều người trẻ tuổi. Bọn hắn hoặc là không công việc gì, hoặc là bị ba mẹ ảnh hưởng, cũng có thật bất mãn liên minh thực hiện, phàn nàn mình vì cái gì không thể ở tại khu vực mới đám người. Nhưng ngày bình thường gây chuyện, càng nhiều là uống say tử quỷ, phá sản thất nghiệp nhân sĩ, cùng trung nhị vị thành niên. Vũ khí của bọn hắn là ngã nát bình rượu, gậy bóng chày, trong túi sách sách thật dày bản, ven đường chậu hoa chờ. Nhưng hôm nay không đồng dạng. Này đó chỉ cần tùy tiện hô một câu khẩu hiệu liền có thể tự xưng phản liên minh tổ chức hành khách đám gia hỏa. Nay mỗi người tay cầm một phen TPK nặng ion, hướng tới mặt vào chế phục liên minh thủ vệ quân nhóm điên cuồng bắn phá. Tân sinh cùng lịch luyện môn sinh hôm nay không có mặt chế phục ra xem như may mắn tất cả tuần tra quân ưu tiên sơ tán đám người sơ tán đám người chỉ huy mở ra toàn kênh ra lệnh thủ vệ quân một đến ba đội khống chế tây bắc khu ngã tư đường bốn năm đội xác định vị trí dỡ bỏ nguy hiểm trang bị sáu đội trinh sát cho ra tất cả tọa độ đại đội mệnh lệnh phân bố sau khi xuống tới bắt đầu từ các đội đội trưởng an bài cái khác chi tiết tống quân tại kênh đội ngũ bên trong nói xét thấy địch quân hỏa lực Hiện cho phép các ngươi nổ súng tự vệ hoặc cứu người. Triệu Thiên nghe hắn bên kia truyền đến kịch đấu tiếng trừng mắt nhìn. Lịch luyện sinh vị trí đúng lúc là đang kịch đấu phạm vi bên trong, bạo tạc ngay tại phía trước ngã tư đường, theo bạo tạc bay bắn đi ra đá vụn cùng rơi xuống chiêu bài không được giảng đạo lý đem ven đường người đi đường đập ngã. Từ trong tiệm hoặc là cao lầu bên trong lao ra vũ trang phần tử cùng vọng bắn phá, đám người hoảng sợ thét chói tai vang lên tìm kiếm che giấu, trối loạn bên trong vô ý ngã sấp xuống bị dẫm đạp người càng là vô số kể. Máu tươi chảy ngang, súng ống gây mũi mùi lan tràn tại không trung, không ngừng khuếch trương phạm vi lớn. Trong xe chu tiện cùng hoắc thu nhận đều sợ ngây người, bọn hắn có chút không dám tin, máu tươi bắn lên cửa sổ thủy tinh một thắt này hoắc thu nhận vô ý thức nắm chặt vũ khí trong tay. Bọn hắn là trường quân đội tinh Anh, là năng lực xuất chúng thiên tử kiêu tử, mỗi lần huấn luyện hoặc là lít đều có thể lấy được không tầm thường thành tích. Nhưng bọn hắn vẫn như cũ là không có chân chính đi lên chiến trường, không có tự mình trải qua máu và lửa người trẻ tuổi. Những người này vẫn là trường quân đội A3 cấp học sinh. Bọn hắn tương lai đường là tiếp qua một năm sau khi tốt nghiệp tiến vào trại huấn luyện, từ sau cần bắt đầu, từng bước một tiếp xúc cái gọi là chiến trường. Bọn hắn cần phải có người ở bên người dẫn đường, chẳng sợ đã muốn sử dụng qua súng ống vô số lần. Nhưng không có một lần là vì nổ súng giết người. Cùng bọn hắn hỏng súng đụng nhau, cũng chưa bao giờ qua sát ý. Trong xe quan não địa đồ còn đang lóe lên quan mang, từ bên cửa sổ đi ngang qua phản người liên minh viên nhìn thấy sau dừng lại, lấy phát súng chỉ vào trong xe chu tiện, đưa tay nắm tay bịch 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 đấm vào cửa sổ. Bọn hắn sẽ không a ca la ngôn ngữ, nhưng là quân dụng máy truyền tin sẽ tự động chuyển đổi bọn hắn tiếp thu được tin tức. Ngoài cửa sổ hai cái hung thần ác sát người trẻ tuổi nhìn muốn so chu tiện còn nhỏ bên trên một hai tuổi. Nhưng bọn hắn trên quần áo lây dính máu tươi, cầm thương lúc kia phách lối ngạo mạng thái độ, lại không cách nào làm cho người ta liên nghĩ tuổi của bọn hắn vốn nên là ở trường học buồn rầu việc học học sinh cấp 3. Ra, nhanh chút. Một người trong đó đối trong xe chu tiện nói xe này anh ta hay muốn, còn có ngươi quan não, đồ vật bên trong đều không cho phép nhúc nhích. Chu tiện trái tim đập bịch bịch, hắn muốn mình tỉnh táo, đem vũ khí giấu ở phía sau, một tay dao xuống xe cửa sổ, ra vẻ không hiểu nhìn hai vị nói. Heo, có chuyện gì không? Họng súng nhắm ngay đầu của hắn, người thiếu niên hung đạo. Xuống xe. Tốt tốt tốt. Chu tiện mở cửa xe ra, họng súng cách hắn xa hơn một chút một chút, đi ra thời điểm chu tiện mảnh xe đẩy cửa trực tiếp đem gần nhất người kia đụng ngã. Hắn trở tay lấy phát súng nhằm vào người thứ hai lúc đối phương lại trước nổ súng, nhưng vẫn là không phải nhân viên chuyên nghiệp, một thương chưa trúng, chính là sát cửa xe bay đi. Chu tiện nhịp tim cổ động, vẫn là không có nổ súng, mà là dùng bán súng đem người cho nện ngất đi. Hắn còn chưa kịp thở vào, cái gáy đã bị nòng súng lạnh như băng ngăn chặn, sau lưng truyền đến nam nhân tức hỗn hển thanh âm các ngươi đám này phế vật. Bị xe cửa đụng ngã xuống đất thiếu niên hùng hùng hổ hổ đứng dậy, nổi giận sau hai mắt đỏ ngầu nhìn chầm chầm không thể động đậy chu tiện, giơ tay lên, họng súng thẳng hướng trán của hắn. Tại thiếu niên nổ súng một giây trước, từ bên trái bay vụt mà đến đạn đánh trúng cổ tay của hắn, thiếu niên kêu thảm quỳ rạp xuống đất. Lúc này hoắc thu nhận từ phía sau tiến lên đánh ngã cưỡng ép chu tiện người, Tước vũ khí trong tay hắn K-947 thức sau hung hăng cho người một quyền đánh ngất đi. Chu tiện lúc này mới thở vào nhẹ nhõm, hướng bên trái nhìn lại, ven đường Triệu Thiên chính là nhìn bọn hắn liếc mắt một cái, xác nhận không sau đó liền hướng phía trước bên cạnh đi. Các ngươi bố trí người ta đều biết. Lão bản nương thở dài. Triệu Thiên nói. Phản liên minh bên kia nghe lén có thế chặt đứt sao? Lão bản nương cười nói. Có thể, muốn cắt sao triệu thiên cắt hứa thiểu du trần mệ tại trong máy bộ đàm hô không có trả lời chu tiện trở lại trên xe đi nhìn địa đồ hắn ở cái trước ngã tư đường lẫn trong đám người chung quanh đều là phản người liên minh viên hứa thiểu du bởi vì trinh sát vị trí tại phía trước nhất bởi vậy cũng là gần nhất phản liên minh tổ chức đồng thời cũng là cách mặt đất ngục gần nhất người Chu Tiện sau khi xuống xe nghe được trong không khí mùi máu tươi đều có chút nhịn không được, mà hứa thiểu du lại trơ mắt nhìn bên cạnh mình người bị tạt bay, bị một thương nổ đầu nữ nhân huyết hoa tung tóe hắn một mặt. Buồn nôn buồn nôn cảm xúc lặp lại lăn lộn dày vò lấy hắn. Hứa thiểu du đem trong đám người gào khóc thụ thương tiểu cô nương cứu thời điểm ra đi bị bay vụt mà đến mảnh đạn lau mặt mà qua, bên tai máy truyền tin bị đánh nát, bởi vậy cùng các đội hữu đã mất đi liên hệ cũng may chu tiện bên kia còn có định vị. Bởi vì bạo tạc tập kích cùng không ngừng bắn phá, xung quanh tiểu điếm công trình kiến trúc cũng bắt đầu lung lay sắp đổ lộ ra yếu ớt vô cùng. Hứa thiểu du đem tiểu cô nương đưa đến bên cạnh trong siêu thị, phụ cận có không ít tránh né các đại nhân khác. Tiểu cô nương chăm chú ôm cổ hắn khóc. Hứa thiểu du lấy ra mình hơn 20 năm tất cả kiên nhẫn dỗ dành một cái vốn không quen biết tiểu cô nương. Ngoan, đừng khóc hắn đem tiểu cô nương tại kệ hàng góc sáng sủa buông xuống đè lại trong dạ dày lăn lộn buồn nôn cùng mê muội bất đắc dĩ đem tiếng ôm cổ của hắn hai tay cho dở xuống đem khăn mặt cầm đặt ở trên vết thương đừng cho vết thương tiếp tục vỡ ra khăn mặt là hắn từ kệ hàng bên trên thuận tay cầm tiểu cô nương là ở tại củ thành khu đứa nhỏ trắng nõn hai chân lõa lồ bên ngoài đi rồi một ngày đường chính là lây dính một chút cho bụi nhưng hôm nay lại nhiễm lên mắt đỏ đỏ tiểu cô nương kinh hoàng vô phương ứng đối, nàng có một đôi xinh đẹp lại thanh tịnh mắt, lúc này chứa đầy giọt nước, tựa như một con bị vứt nai con, cầm khăn mặt kêu khóc nói. Mẹ! Hứa thiểu du mặc dù nghe không hiểu nàng đang nói cái gì, riêng là kia yếu ớt thanh âm rơi vào trong tai khiến cho hắn cảm thấy con mắt vị chua, ôm nhu an ủi cho nàng xử lý vết thương trên người. Tránh né tại trong siêu thị những người khác có trận địa sẵn sàng đón quân địch, có chính lấy điện thoại di động ý đồ cho thân nhân của mình hảo hữu gọi điện thoại, còn có trong góc trung lẫy bẫy lẫn nhau ôm. Hứa thiểu du đảo mắt một vòng sau chính dương mắt, xuyên thấu qua kệ hàng khe hở trông thấy cửa sổ thủy tinh bên ngoài một không có vũ khí thủ vệ quân bị phản liên minh tổ chức mở vũ khí hạng nặng cổ xe trực tiếp đụng bay. Tại vũ khí hạng nặng cổ xe chuyển biến hướng siêu thị nhìn bên này khi đi tới, hứa thiểu du trước tiên cắn chặt răng cúi đầu tránh đi. Tại đây ngắn ngủi nháy mắt, hắn đầu óc trống rỗng, cái gì cũng không có nghĩ. Thành thị địa đồ, địch quân phân bố, vũ khí loại hình, ứng đối kế hoạch, toàn diện không có. Hắn chỉ nghe thấy tiếng tim mình đập như tiếng sấm, một chút lại một chút, không biết xen lẫn bao nhiêu phức tạp khó nói lên lời cảm xúc. Mồ hôi thuận gương mặt của hắn trượt xuống đến cầm, nhỏ xuống tại nữ hài nâng lên trên mặt, trà trộn vào kia nước mắt trong suốt. Hứa thiểu du sắc mặt trắng bệt, mấy lần kém chút phun ra, đều bị hắn ép xuống tại nữ hài yếu ớt bất an tiếng la bên trong hứa thiểu du cái này mới hồi phục tinh thần lại hắn hít sâu một hơi đem nữ hài vết thương trên người đều xử lý tốt thế này mới thấp giọng nói ngoan ngươi cứ đợi ở chỗ này tận lực đem mình giấu kỹ ngươi còn nhỏ có thể giấu ở một số đại nhân vào không được cũng nhìn không thấy địa phương bọn hắn mục tiêu của bọn hắn là chúng ta không phải là ngươi Hắn thấp giọng nói, cũng không biết tiểu cô nương có nghe hay không không hiểu, nhưng hắn cũng không có quá nhiều thời gian. Dù sao tại thanh âm bên ngoài không có dừng lại trước đó, đem mình giấu kỹ, tuyệt đối đừng ra ngoài. Hứa Thiểu Du nói xong, liền muốn đứng dậy rời đi, lại bị tiểu cô nương bắt được ống tay áo. Nàng gắt gao nắm chặt, ánh mắt hoảng sợ nhìn Hứa Thiểu Du lắc đầu, nước mắt tràn đầy mặt. Hứa Thiểu Du cắn răng, đem tay của nàng đẩy ra, đừng lo lắng chờ bên ngoài đám người kia giải quyết về sau, liền sẽ có người tới đem bọn ngươi mang đến an toàn khu vực. Nữ hài gặp hắn đem mình tay đẩy ra, trên mặt lộ ra biểu tình thất vọng. Hứa thiểu du quay đầu sang chỗ khác, không đành lòng lại nhìn. Bên tai truyền đến nhỏ xíu non nớt thanh âm, hắn ngẩng người, nâng mắt nhìn đi, nữ hài chính ngửa mặt lên, nhút nhát nhìn hắn nói gì đó. Bởi vì máy truyền tin hư mất, cho nên hắn không có cách nào nghe hiểu nữ hài nói Akala lời nói. Hứa Thiểu Du lắc đầu, thần sắc có chút bất đắc dĩ. Tiểu cô nương nhìn hắn, dùng nàng thanh âm non nớt nói không lưu loát vô cùng liên minh ngữ. "Tạ. À, Tạ." À. Ở tại Cổ Thành khu đứa nhỏ ăn mặc chi phí đều là vấn đề, càng đừng nói giáo dục vấn đề. Phản Liên Minh thế lực chiếm cứ phía dưới, bọn hắn không được sẽ giao cho bọn nhỏ tất cả liên minh tương quan đồ vật cũng liền càng đừng đề tập làm cho bọn họ sẽ liên minh ngữ. Tiểu cô nương nghe không hiểu hứa Thiểu Du, nàng không biết hứa Thiểu Du là ở nói cho nàng làm sao tránh né uy hiếp, nhưng là nàng có thể cảm nhận được người này đối với mình tốt. Nàng thực sợ hãi, phi thường sợ hãi, không muốn để cho trước mắt có thể trợ giúp nàng người rời đi, nhưng nàng lại là cái ôm nhu hài tử hiền lành, cho nên tại đối phương nhất định phải rời đi về sau, nàng muốn biểu đạt cảm tạ của mình. Hứa thiểu du hầu kết khẽ nhúc nhích, ánh mắt của hắn phức tạp, đối đầu tiểu cô nương hai mắt sáng tỏ thanh tịnh. Nhưng mà hắn còn đến không kịp nói cái gì, chợt nghe phía trước truyền đến một tiếng súng vang, làm cho người phía sau bầy phát ra hoảng sợ thét lên. Có phản liên minh tạp bài binh vào được. Hứa thiểu du thu hồi tất cả chiến đấu bên ngoài suy nghĩ, cấp tốc hướng phía trước di động, từ kệ hàng trong khe hở quan sát siêu thị cửa vào tình huống. Hết thảy năm người, mỗi người đều có TPK nặng ion vũ khí, còn có trên người một người cổng đem K-947 thức. Hứa thiểu du mục tiêu dừng lại tại cổng lấy K-947 thức trên thân người. Căn cứ cho súng lục hết thảy có 16 phát đạn, căn cứ hứa thiểu du thực lực, hắn hoàn toàn có năng lực ở trong này đem đám người này toàn bộ đánh ngã, nhưng là tại siêu thị cửa vào gây nên chiến hỏa, liền sẽ hấp dẫn bên ngoài vũ khí hạng nặng cổ xe tới nếu vũ khí hạng nặng của xe hướng bên này bắn phá tránh ở trong siêu thị người một cái đều không sống nổi hắn muốn cân nhắc không chỉ là gia sản trong siêu thị người còn có bên ngoài hấp dẫn vũ khí hạng nặng của xe hỏa lực thủ vệ quân lại bắt đầu lại từ đầu cao tốc vận chuyển đầu óc đang tìm tòa thành thị này tất cả có thể làm bản đồ làm trinh sát hệ học sinh ưu tú nhất hắn có thể tại thời gian ngắn nhất ghi nhớ phức tạp nhất địa đồ lộ tuyến cũng nhất định phải tại trong thời gian ngắn nhất tìm ra thích hợp nhất chính mình con đường kia. Hứa thiểu du tuyển định con đường kia về sau, bắt đầu hành động. Siêu thị cửa vào vài vị thanh niên chính cầm thương treo đùa một mặt siêu thị kinh doanh phục nam tử trung niên, cổng ca 947 thức nam nhân tại càng quét hàng trên kệ vật phẩm, cầm tất cả đều là đồ ăn vặt. Tại hắn chuyển qua kệ hàng một góc nháy mắt bị hứa thiểu du đến đây đánh đòn cảnh cáo, mắt tối sầm lại trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Hứa Thiểu Du kéo lấy hắn hướng nơi hẻo lánh đi đến, tháo xuống hắn cổng vũ khí. Quả nhiên có mạnh vũ khí trên tay sau lực lượng cũng mạo xưng thật nhiều. Hứa Thiểu Du kinh hô khẩu khí, cầm lấy ca 947 thức hướng cửa vào mấy người đi đến. Trước đó tại phi thuyền bên trên lấy được cũng không thể nã một phát súng, hôm nay tổng xem là khá đánh cái đã nghiền. Đám kia treo đùa nhân viên mậu dịch bọn ngay tại tùy ý cười vang, lại không biết một giây sau liền lọt vào khía cạnh mà đến bắn phá. Hứa thiểu du không có nhắm trí mạng điểm, bởi vì hắn còn cần đám người này hấp dẫn hỏa lực, đem siêu thị phụ cận uy hiếp mang rời khỏi. Hắn thoải mái mà vượt qua đám này không có nhận qua huấn luyện tạp bài binh ngăn cản, thuận tay lại đoạt một người TPK nặng y ông vũ khí sau hướng ra phía ngoài chạy tới. Bị hí lộng bọn tức giận kêu to, quay người đuổi theo hứa thiểu du chạy tới. Thứ 18 chương 675 triệu thiên bọn người đoán được hứa thiểu du máy truyền tin xảy ra vấn đề hơn phân nữa là gặp được phiền phức, đều tại đuổi đã đi tiếp viện, nhưng là vẻn vẹn một con đường khoảng cách, lại khó khăn thật mạnh. Hai chiếc vũ khí hạng nặng xe trên đường phố hoành hành, không ngừng bắn phá làm cho bọn họ không có cách nào từ bên này đi qua. Thủ vệ quân chính đang nghĩ biện pháp đưa chúng nó xử lý, nhưng là vũ khí của bọn hắn có hạng, thậm chí căn bản không có cách nào cùng địch quân vũ khí hạng nặng chống lại. Bọn hắn chỉ có thể ra ngoài hấp dẫn hỏa lực, ý đồ đem vũ khí hạng nặng cổ xe dẫn ra, cho tuần tra quân xa sẽ đi vào sơ tán đám người. Thủ vệ quân hấp dẫn lấy vũ khí hạng nặng, Triệu Thiên cùng Trần Mệ thì là bị những quân không chính quy kia ngăn chặn. Bọn hắn mặc dù không có nhận qua huấn luyện chuyên nghiệp, nhưng là chỉ cần cầm thương một mực bắn phá, một lần không trúng còn có lần thứ hai, lần thứ ba bởi vì bọn hắn nhân số càng nhiều. Trừ bỏ trên mặt tạp bài quân, phía sau còn có tay súng bắn tỉa nhìn chằm chằm hai người này. Triệu Thiên là ngay từ đầu sẽ biết, cho nên mỗi lần đều có thể né tránh, Trần Mệ không biết, chính là tại mấy lần trong công kích phát hiện. Có tay súng bắn tỉa. Trần Mệ nói. Đại khái tại ta 8 giờ phương hướng, hai cái. Bọn hắn còn có tay súng bắn tỉa. Hoắc Thu nhận nhíu mày không chỉ có vũ khí chủng loại và số lượng vượt quá tưởng tượng, bây giờ còn có tay súng bắn tỉa, xem ra bọn hắn cũng có chuyên nghiệp. Ta giúp ngươi định vị, ngươi trước cẩn thận chút." Chu Tiện nói, "Triệu Thiên, ngươi bên kia thế nào?" Triệu Thiên nói, "Cùng Trần Mệ đồng dạng." Hoắc Thu nhận quay đầu xe, trong lòng bàn tay tràn đầy mồ hôi lạnh, nhưng hắn thần sắc kiên nghị, thấp giọng nói, "Ta đi giải quyết tay súng bắn tỉa." Chu Tiện không có ngăn cản, dưới loại tình huống này, vì một phần lực lượng đều phải sử dụng bên trên, dạng này mới có thể phòng ngừa thương vong nhiều hơn cùng bi kịch. Bọn hắn là liên minh tương lai quân nhân, có một số việc chính là trước tiên đã trải qua mà thôi. Chu Tiện trong xe đợi, cố gắng mô phỏng Akala khu vực mới tất cả lộ tuyến cùng trước mắt tình huống, bọn hắn cần càng nhiều tình báo, căn cứ Trần Mệ cùng Triệu Thiên ở tiền tuyến cho ra tin tức, hắn cần lợi dụng suy tính ra địa phương khác tình huống sau đó cho đội ngũ của mình tìm ra tốt nhất đường ra lão bản nương mắt nhìn chu tiện xây mô hình địa đồ cười nói cái này tiểu bằng hữu rất có thiên phú mà triệu thiên đem ngăn ở con đường phía trước người đánh bại một bên tránh đi này tại phía sau thả bắn lén nghe nói sau hỏi cùng ngươi so sánh với thế nào cùng ta so ngươi cũng quá để mắt hắn lão bản nương hướng thành thị trung tâm nhất đi đến dù cho có mảnh đạn hoặc là đạn từ trước người nàng xuyên qua cũng không có chút nào ảnh hưởng, bất quá ta thích hắn, cho nên cho hắn một cái tiểu lễ vật. Lão bản nương đưa tay trong hư không phủi đi một chút, Akala lòng đất chôn lấy thành thị dây cáp lóe ra hào quang màu xanh lam, nàng lễ vật chính thuận những đường tuyến này lãm phi tốc truyền tống đến người nào đó trong tay. Ngay tại mô phỏng xây mô hình chu tiện đột nhiên phát hiện quan não thoát ly khống chế của mình, trong nháy mắt tránh bình phong về sau, hắn hoàn thành một nửa xây mô hình đồ hình bị toàn bộ thay thế. Minh xác rõ ràng Akala địa đồ ra hiện tại trước mắt của hắn, tất cả bạo tạc cùng gặp tai họa điểm đều bị tiêu ký đi ra, nhân số, vũ khí, tình huống thương vong đều có nói rõ. Chu tiện. Ta dựa vào, gặp quỷ. Hắn trợn mắt há hốc mồm mà nhìn mình quan não, hoảng sợ cùng vài vị đồng đội biểu thị. Ta quan não thành tinh nó thế nhưng học xong mình xây mô hình cùng tiêu ký. Triệu thiên tước vũ khí một người vũ khí, trực tiếp đem người hướng bên cạnh đèn đường đụng lên đi, nhạc vừa nói. Ta thu hồi trước đó bắt hắn cùng ngươi so lời nói. Đội trưởng, cái này không buồn cười. Hoắc thu nhận ngữ khí bình tĩnh nói, trần mẹ rõ ràng sẽ không hồi phục. Chu tiện đưa tay lau mặt, một bên kiểm tra vừa nói. Là thật, ta quan não vừa lóe lên một cái về sau, Akala địa đồ liền tất cả đều xuất hiện, trừ bỏ khu vực mới bên ngoài còn có cũ thành khu, giao chiến điểm cũng bị tiêu ký, còn có vũ khí cùng nhân viên số lượng. Trần mệ thế này mới nói. Ai cho? Không biết. Chu Tiện chính đọc nhanh như gió ra xét bản đồ mới bên trên tin tức, nhưng ta nhìn một chút, phía trên tiêu ký đồ vật đều là thật, ta ý đồ phản truy tung một chút. Tốt a, vô dụng, căn bản ra không ra bất kỳ tín hiệu nguyên đến cũng không giống là địch nhân sẽ cho, phản người trong liên minh còn không có ngốc đến mức loại tình trạng này đi. Ta nhưng lại hy vọng bọn họ có như thế xuẩn. Hoắc thu nhận nói. Phía trên kia có tay súng bắn tỉa tiêu ký sao? Có. Thật mẹ hắn tuyệt mất, đây là vị nào đại lão đưa tới. Chu tiện một bên sợ hãi tháng phục một bên cho Hoắc thu nhận tọa độ, ngươi cẩn thận. Ta trước nhìn một chút khu vực khác xác định có hay không nguy hiểm gió đêm lạnh thấu xương, mang theo mặt bụi mù. Ven đường dùng làm mỹ quan hoa thụ ngã quỵ một mảnh, phản liên minh tạp bài quân đang trốn tránh trong đuổi giết thất kinh dưới bị hoa thụ thân cành ngăn trở, ngã sấp xuống tại một chỗ mẫu thủy tinh bên trong quẹt làm bị thương rảnh tay khuỷu tay cùng đầu gối. Thanh niên lật người đến không chỗ ở lui về sau đi, nhìn sau vừa đi tới triệu thiên hoảng nói. Đừng giết ta! Đừng giết ta! Ta cùng bọn hắn không phải cùng một bọn ta không phải ta ta chỉ là chính là triệu thiên lấy phát súng chỉ vào thanh niên dạo bước đi qua mở miệng lại không phải đáp lại hắn ngươi cho hắn lễ vật quá quý giá các tiểu bằng hữu là liên minh tương lai a à? lão bản nương cười nói huống chi có miếng bản đồ này đồng bạn của ngươi nhóm sống sót tỷ lệ nhưng lớn hơn triệu thiên nhạc vừa nói bọn hắn không được là đồng bạn của ta lão bản nương im ắng nở nụ cười vậy ngươi làm gì còn muốn đi cứu cái kia tục lại phía sau tiểu bằng hữu triệu thiên không có trả lời mà là nhìn về phía thanh niên nói ven đường hai vị kia thủ vệ quân là ngươi giết sao thanh niên lắc đầu liên tục không phải không phải ta triệu thiên nói kia là ai giết ta ta không biết ngươi nổ súng sao không có Ngươi chưa hề hướng bất luận một vị nào thủ vệ quân mở qua phát súng sao? Không có, ta thật sự không có. Triệu Thiên Yên lặng nhìn hắn, thanh niên ánh mắt né tránh, thần sắc bối rối, hai chân không ngừng run lên. Nói dối là muốn xuống địa ngục. Nàng nói, "Ta hỏi ngươi một lần nữa, thủ vệ quân có phải hay không là ngươi giết?" Thanh niên bị buộc hỏi đầu đầy mồ hôi, hắn cắn chặt hàm răng, lắc đầu kiên định nói, "Không phải ta giết." thật không phải là, ta chưa bao giờ hướng bọn họ mở qua phát súng. Triệu Thiên nhìn hắn, tay cầm súng chậm rãi buông xuống. Thanh niên thấy sau đại hỷ, cơ hồ là lộn nhào quay người chạy đi. Triệu Thiên nói, quân liên minh quy thứ 81 đầu là cái gì? Nàng một lần nữa giơ tay lên, mục tiêu là trong chạy trốn thanh niên. Trong máy bộ đàm truyền đến lão bản nương lười biến trả lời. Giao chiến trong lúc, Tại không có uy hiếp được bản thân cùng tổ chức mang đến nguy hiểm trước, không cho phép đối chưa nắm giữ vũ khí phổ thông bình dân động võ. Lão bản nương lời nói vẫn chưa nói xong, Triệu Thiên sẽ nổ súng. Trong đêm vang lên hai tiếng súng vang. Một thương đánh vào thanh niên vai trái, một thương bắn thủng trái tim của hắn. Triệu Thiên đem vũ khí trong tay ném đi một bên, thanh sắc đạm mạc. Ta cũng không phải quân Liên Minh người. Lão bản nương nói tại hắn đối thủ vệ quân thời điểm nổ súng cũng không phải là phổ thông bình dân. Triệu Thiên đi đến đường cái đối diện, bên kia ngừng lại một cổ thủ vệ quân võ xe. Tại võ trước xe tiệm phát phô cạnh cửa, hai gã tuổi trẻ thủ vệ quân té nằm trong vũng máu. Tiệm phát phô bên trong cái bàn ngã lật, loạn thành một bầy, nằm vật xuống người còn có không ít. Dựa vào tường bên cạnh treo cũ kỹ tivi chính phát ra xì 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 hoa nín thở. Triệu Thiên lên thủ vệ quân võ xe thử lửa, Hoa Bình Phong TV đột nhiên lóe lên, phát hình một đoạn thu hình lại. Phản liên minh tạp bài quân người đông thế mạnh, tại trên đường cướp bóc tùy ý công kích khu vực mới đám người, bị đi ngang qua thủ vệ quân ngăn lại, song phương giao chiến, thủ vệ quân bị hậu phương thanh niên đánh lén, một thương bắn thủng trái tim. Tạp bài quân hoang hô tiến lên, đối đã muốn ngã xuống hai gã thủ vệ quân quyền đấm cướp đá, đánh lén thanh niên cười ha ha, hưởng thụ lấy những người khác tán dương. Nhưng mà cũng không lâu lắm, liền đến phiên tên này thanh niên trong mắt sợ hãi, giống như là gặp được ma quỷ, hoảng sợ chạy trốn tứ phía. Triệu Thiên mở ra quân dụng võ xe hướng phía trước chạy tới, chuyển qua giao lộ, là càng ngày càng nhiều tạp bài quân. Nhìn tại trên đường cấp tốc hành xử quân dụng võ xe, tạp bài quân nhóm hướng nàng so với ngón giữa, một vừa đuổi theo nàng nổ súng bắn phá. Triệu Thiên không cam lòng yếu thế, quay cửa kính xe xuống cũng hướng bọn họ giơ ngón giữa. Tạp bài quân nhóm cảm thấy chịu nhục, nhao nhao ngay tại chỗ đoạt đổ bên cạnh còn hoàn hảo cổ xe đuổi theo. Triệu Thiên thu tay lại, đổi kênh nói. "Đội trưởng, giúp ta nhìn xem phía trước ngã tư đường có đường hay không chứ?" Chu Tiện giúp nàng nhìn sau nói. "Bên tay trái không có, bên tay phải bởi vì kiến trúc không xong, lúc nào cũng có thể có trở ngại ngại phát sinh." Triệu Thiên nghe xong, lựa chọn đường bên trái miệng chuyển biến. Nàng cố ý tại hai cái trên đường phố đi vòng thêm vài vòng, hấp dẫn cừu hận càng lúc tăng nhiều, đi theo nàng phía sau truy đuổi cổ xe cũng càng ngày càng nhiều. Triệu Thiên mắt nhìn kính chiếu hậu, xác định số lượng không sai biệt lắm về sau, mới mở miệng nói. Trần Mệ Trần Mệ chính cầm thương cùng tạp bài quân nhóm đối xạ, nghe nói chỉ ừ một tiếng. Chúng ta đi đoạt xe đi. Triệu Thiên nói liền chiếc kia vũ khí hạng nặng trần mệ ngươi muốn làm sao đoạt triệu thiên nói ta lái xe hấp dẫn hỏa lực ngươi phụ trách đánh trụng bọn hắn người lái xe trần mệ đưa tay xử lý vị cuối cùng tạp bài quân sau lưng cửa hàng nhóm bởi vì giao chiến trở nên một mảnh hỗn độn ánh đèn hệ thống đã sớm hư mất bởi vậy đen như mực mà hắn vừa vặn đứng ở chỗ bóng tối hắn nói không có vũ khí tầm xa làm không được ngươi nghĩ biện pháp. Triệu Thiên nói, ta đã ở trên đường. Trần Mẹ tròng mắt kéo cổ tay áo, nghe lời này sau mày nhíu lại, ngươi đây là đi chịu chết. Vậy liền nhìn ngươi có muốn hay không ta chết đi. Triệu Thiên đạp cần ga, ngươi còn có ba phút. Trần Mẹ còn chưa lên tiếng, lại nghe nàng nói, thật tìm không thấy thích hợp vũ khí ngươi cũng không cần quá có áp lực, vận khí ta từ trước đến nay tốt lắm. Ngươi có thể đứng bên cạnh ủng hộ cho ta cũng biết. Lúc nói lời này, Triệu Thiên nghĩ đến ban đầu ở trên phi thuyền cùng Tinh Phỉ thay quần áo lúc, Trần Mệ làm cho nàng cái gì cũng không cần làm liền chờ ở bên ngoài tin tức. Nàng ác hơn, nàng làm cho Trần Mệ ở bên cạnh cho nàng hô cố lên. Trần Mệ hít sâu một hơi, thái dương động đậy khe khẽ. Trong máy bộ đàm truyền đến Huất Thu nhận đắc ý thanh âm. Báo cáo tổ chức tay súng bắn tỉa đã bị bên ta hoắc thu nhận toàn bộ tiêu diệt, thành công thu được ba thanh đánh lén, phát súng. Triệu Thiên. Nghe không? Có đánh lén, súng. Vậy ngươi làm cho hắn đánh. Trần Mệ cười lạnh nói. Cho hắn một cái ở ngoài ngàn dặm lấy đầu người cơ hội. Chu tiện mắt nhìn địa đồ, các ngươi cách mấy tòa đại lâu đâu, hắn có thế ở ngoài ngàn dặm nhắm, đạn cũng không xuyên qua được a. À. Hoắc thu nhận khổ sở nói xin lỗi rồi các huynh đệ, cho ta một khung chiến kỳ, ta có thể cho các ngươi nhảy dù. Có chiến kỳ còn cần đến nhảy dù đánh lén, phát súng sao? Chu tiện đau đầu nói. Trần mẹ ngươi còn có hai phút. Trần mẹ mặt đen lên từ trong bóng tối đi ra, hướng phía trước bên cạnh chiến hỏa bay tán loạn ngã tư đường miệng đi đến, hắn nghiến răng nghiến lợi nói. Triệu thiên, là có cái gì tất thắng nguyên nhân để ngươi dám làm như thế? Triệu Thiên liếc mắt hậu phương cùng lên đến cổ xe, cười đến có mấy phần khiêu khích, bởi vì ta tin tưởng ngươi. Chương 19-20 19-20 Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Thứ 19 chương 675 Trần Mẹ nghe lời này cũng không có quá lớn tâm tình chập chờn, thậm chí im ắng nở nụ cười gằn. đối với loại này qua loa trả lời rất là kinh thường. Nhưng lại chu tiện khích lệ nói. Cố lên Trần Mẹ ngươi có thể, ta cũng tin tưởng ngươi. Hoắc thu nhận. Ta cũng là. Dạng này ngược lại là làm cho Trần Mệ Cao Lãnh không giả bộ được, hắn tại phía sau quan trắc phía trước hai chiếc vũ khí hạng nặng cổ xe ở giữa khoảng cách cùng tầm bắn sau đó xoay người hướng bên cạnh trong siêu thị đi đến. Thời gian ngay tại một giây một giây trôi đi. Triệu Thiên chết nhấn ga, trên đường cơ bản không có người đi đường, có cũng là phách lối tạp bài quân nhóm này đó ở trong mắt nàng chính là chướng ngại vật, hoặc là tiến lên, hoặc là chính hắn tránh đi. Nàng không sợ hãi, tại không có đạt thành mục đích trước đó tuyệt sẽ không dừng lại. Trần mệ từ trong siêu thị ra, cầm trong tay ba thanh sắc bén dao gọt trái cây, hắn hướng giao lộ đi đến, nhìn thấy từ sau bên cạnh cấp tốc lái tới cổ xe. Ghế lái phụ cửa kính xe đã muốn bị đánh rớt, triệu thiên nghiêng đầu nhìn về phía ven đường trần mệ hướng hắn hơi chớp mắt. Liệt phong gào thét mà qua, phía sau đi theo cái đuôi nhóm chính hướng tới nàng tảo xạ trần mệ vẫn hướng phía trước đi đến đi vào tự chọn vị trí vừa hướng trong mấy bộ đàm người nào đó nói ngươi tốt nhất còn sống ra triệu thiên hơi kinh ngạc lo lắng ta sao trần mệ nói ta muốn tự mình động thủ đi triệu thiên nở nụ cười ta cho ngươi cơ hội này phía trước vũ khí hạng nặng xe đã muốn chú ý tới nàng trong xe hết thảy có ba người. Một người trưởng khống điều khiển, còn lại hai người phân biệt khống chế vũ khí bắn phá cùng định vị. Trần mệ muốn ưu tiên giải quyết hết là khống chế vũ khí bắn phá vị kia. Một khác chiếc bị thủ vệ quân mang rời khỏi con đường này, bởi vậy cho Triệu Thiên càng nhiều phát huy không gian. Vũ khí hạng nặng mặc dù lợi hại, nhưng là trọng lượng dẫn đến vận hành tốc độ không phải rất nhanh, cũng không thể linh hoạt thao tác phương hướng đại đa số thời điểm chỉ có thể dừng sát ở một cái cố định điểm tiến hành công kích bởi vì này một mảnh không có chống lại những vũ khí khác cho nên phản người liên minh viên rất là phách lối thường xuyên tại một cái điểm không được di động hoặc là chậm rãi di động lại thêm những người này không có nhận qua huấn luyện chuyên nghiệp đối với vũ khí hạng nặng thao tác cũng liền giới hạn tại sẽ mở sẽ đánh lại đùa không thế nào trượt rất nhiều ngày tú thao tác không xử ra được mặc dù như thế nói lực sát thương cũng đầy đủ bi hiếp ở đây thủ vệ quân nhóm không thể tới gần. Triệu Thiên tiến nhập vũ khí hạng nặng tầm bắn, chạm mặt tới điên cùng bắn phá không để cho nàng đoạn hộp số thao tác phi nhanh phương hướng, Chu Tiện cùng Hoắc Thu nhận nghe nàng bên kia truyền đến kịch liệt bắn phá âm thanh, không khỏi ở trong lòng cho nàng lao vệt mồ hôi. Nàng tốc độ xe đã đến để, lại mở thực ổn, mấy lần bước ngoặt lớn trôi đi dẫn đến đuổi theo cổ xe không có thể kịp thời phản ứng, ngay tiếp theo phía sau cổ xe liên hoàn chạm vào nhau. Bạo tạc ánh lửa ngút trời mà lên, mặt đường bên trên tất cả đều là thiêu đốt mùi khét. Triệu Thiên không có dừng lại, mục tiêu của nàng vẫn luôn là chiếc kia vũ khí hạng nặng. Nàng vòng quanh vũ khí hạng nặng đi lòng vòng, còn có cổ xe chưa từ bỏ ý định đuổi theo nàng. Vũ khí hạng nặng gặp nàng lớn lối như thế, nhất thời toàn bộ hỏa lực đều phát tiết vào nàng vỏ trên xe, kiến chống đạn tại dạng này bắn phá dưới chống đỡ không được bao lâu, rất nhanh nàng bên tay trái cửa kính xe cũng nát đầy đất. Ngươi vận khí không tốt a à. Lão bản nương thanh âm từ trong máy bộ đàm truyền đến, hắn bị người cuốn lấy. Triệu Thiên có chút gật đầu, không có trả lời, bởi vì nàng không rảnh rút tay ra ngoài đổi kênh. Trần mệ muốn thật sự bị người cuốn lấy không kịp, nói rõ hắn cũng không gì hơn cái này. Mà nàng cũng không lo lắng trần mệ không kịp, bởi vì có lão bản nương tại phía sau khống tràng. Cho nên từ vừa mới bắt đầu Triệu Thiên cũng chỉ là ở đùa trần mẹ chơi mà thôi. Con đường này đoạn dưới nền đất dây cáp nhóm chính lóe hào quang màu u lam, bọn chúng đang đợi cái nào đó chương trình mệnh lệnh mở ra, một khi khởi động, phiến khu vực này liền sẽ toàn bộ sụp đổ rơi, bên trên vũ khí hạng nặng của xe sẽ trong nháy mắt bị sụp đổ mặt thông phệ. Triệu Thiên đã muốn dẫn dắt đến phía sau đám truy binh đem vũ khí hạng nặng của xe con đường đi tới phong tỏa nhét vào. Lúc này chỉ có một mình nàng ở đây bên trên hấp dẫn lấy vũ khí hạng nặng hỏa lực. Cửa xe truyền đến thanh âm ông ông, on. nó đang không ngừng bắn phá bên trong sắp không chịu nổi. Cuốn lấy trần mệ người không phải phản liên minh tạp bài quân, mà là phản liên minh nội bộ tiểu đội. Vũ khí của bọn hắn trừ bỏ TPK nặng ion bên ngoài còn có K-947 thức các loại, lẫn nhau ở giữa có hợp tác thân thủ bất phàm trần mệ thần sắc trầm ổn ứng phó bọn hắn công kích đạn từ bên tai bay bắn xuyên qua sóng nhiệt làm cho lòng người sinh sợ hãi nhưng ánh mắt hắn cũng không nháy một chút nhịp tim tần suất từ đầu tới cuối duy trì bình ổn đây không phải hắn lần thứ nhất gặp được loại sự tình này là vô số lần hắn ở trong này tiêu hao nhiều hơn một giây đối triệu thiên tình huống lại càng bất lợi Trần Mẹ nghe súng ống thanh âm phán đoán địch quân vũ khí loại hình, bởi vậy suy tính ra tầm bắn cùng rơi xuống đất điểm. Hắn tốc độ di động rất nhanh, xạ kích thực chuẩn, địch quân một khi tiến vào hắn cận thân chiến đấu phạm vi vậy liền không có lực phản kháng chút nào. Hắn thận trọng từng bước đột phá phản liên minh tiểu đội vây công. Lão bản nương vốn là đang theo dõi triệu thiên tình huống, thoáng nhìn Trần Mẹ hành động lực sau nho nhỏ kinh ngạc biết, lực chú ý nhất thời đều chuyển dời đến hắn bên này đến từ phía trước K-497 thức bắn phá làm cho Trần Mệ Phi tốc chạy, mượn chung quanh tránh né vật hướng vũ khí hạng nặng phương hướng tới gần. Phía trước có Triệu Thiên dẫn tới tạp bài quân nhóm cổ xe đụng thành một đống, một chiếc xe đặt ở khác một chiếc xe trên đầu, xung quanh đại hỏa tùy ý thiêu đốt lên. Trần Mệ nghe tiếng phân biệt vị, đem ý đồ tới gần hắn khởi xướng cách đấu hai người diệt đi nháy mắt tung người lên xe đầu sau hướng bên trái đánh ra một thương, đem ở hậu phương tầm thương bắn phá cho đồng đội đánh yểm trợ địch nhân cũng tiêu diệt. Hắn tung người tiến nhập trong hỏa hoạn, nghe thấy được phía trước truyền đến vũ khí hạng nặng công kích tiến. Triệu Thiên trải qua một cái chuyển biến về sau, không thể không chính diện nên đón vũ khí hạng nặng bắn phá, xe có lọng che đã là vỡ nát. Nàng phanh lại đã muốn mất hiệu lực, không thể dừng lại, chỉ có thể xông về phía trước đi. Triệu Thiên nhìn luận võ xe cao hơn một cái đầu vũ khí hạng nặng hơi hít mắt, tại vũ khí hạng nặng hậu phương là cổ xe bạo tạc sau thiêu đốt đại hỏa. Trần mệ vũ khí trong tay tầm bắn không đến được vũ khí hạng nặng bên kia, hắn đứng ở chỗ cao, thần sắc trầm ổn đạm mạc, ánh mắt nhìn chầm chầm vũ khí hạng nặng trên xe tên kia trưởng quản công kích phản người liên minh viên. Hắn khớp xương rõ ràng tay nắm chặt một phen dao gọt trái cây, tại gió đêm gào thét mà quá hạn xuất thủ, lưỡi đao sắc bén đón ánh trăng lạnh lùng hiển lộ ra bức người lãnh ý. May mắn là trúng đích một đao kia tinh chuẩn vô cùng cắm vào địch nhân cái gáy, địch nhân từ trên xe ngã xuống khỏi đi, không người khống chế vũ khí hạng nặng lập tức đình chỉ điên cuồng bắn phá. Một giây sau Triệu Thiên mở vỏ xe liền hướng tới không thể tiến lên vũ khí hạng nặng đụng vào, nàng tại đụng vào nháy mắt làm bảo hộ biện pháp, chính là bị bay vụt mảnh kiến bể quẹt làm bị thương gương mặt. Vỏ xe bởi vì phía trước ngăn cản vật rốt cục dừng lại, Triệu Thiên lập tức đá mở cửa xe lăn khỏi chỗ xuống xe, sau lưng không vài giây liền vang lên tiếng nổ. Lão bản nương trong lời nói lần thứ nhất không mang theo ý cười, hắn rất mạnh. Ta biết. Triệu thiên tròng mắt nhìn phân tán tóc dài, nàng mũ mất. Vũ khí hạng nặng đình chỉ công kích, xác định vị trí người phát hiện bị tập kích về sau, lập tức liền muốn xê dịch vị trí đi khống chế chỗ, lại bị hậu phương bay vụt mà đến lưỡi đao đâm trúng mà từ trên xe ngã xuống khỏi đi. Triệu thiên mắt nhìn rơi xuống đất mũ, chính muốn đi qua lúc lại bị xạ kích, đành phải trước né tránh. Trần Hoài Dục cùng con trai của An Mạng đã vậy còn quá ưu tú, ưu tú làm cho người đố kỵ. Lão bản nương nhạc vừa nói nói. Nếu là hắn trưởng thành, có thể là cái uy hiếp. Triệu Thiên Tránh ở lật nghiêng cổ xe đằng sau, nghe lời này sau cười dưới. Hắn hiện tại chính là cái uy hiếp. Lão bản nương nói. Vậy liền trước tiên bóp chết. Tạm thời không cần thiết triệu thiên kiểm tra trong tay tpk nặng y ông vũ khí còn thừa năng lượng thấp giọng nói mặc dù là con trai của trần hoài dục lại cùng hắn vị tướng quân kia lão cha không giống với lão bản nương nhíu mày làm sao không giống với trần hoài dục có thể giết ta trần mẹ không được triệu thiên dựa vào cửa xe sai lệch phía dưới nghe phía sau truyền đến tiếng kêu thảm thiết nói mà lại trần mẹ còn rất phản nghịch không giống là chuyện gì đều nghe hắn vị tướng quân kia lão cha lão bản nương thở dài. Xem ra ngươi là thật thích hắn. Nơi này thích nói có mấy phần tiếc núi. Ngươi tốt nhất cầu nguyện ta không thích hắn, bằng không về sau hắn đối với ngươi tạo thành uy hiếp, ta cũng sẽ không để ngươi động đến hắn. Triệu thiên nửa đùa nửa thật nói. Vậy ta cũng thật phải hảo hảo cầu nguyện. Lão bản nương cười hạ, ngước mắt nhìn trước mắt cao lầu nói. Ta đã đến. Triệu thiên từ sau xe đi ra ngoài, cùng trên mặt còn lại tạp bài quân nhóm giao chiến, ngươi trước đi theo hắn, ta tìm cơ hội đi qua. Vậy ta trước đoạn mất ngươi bên này liên hệ, bảo tồn điểm năng lượng. Lão bản nương dừng một chút lại nói. Đúng, 10 phút đồng hồ trước có một nhóm thân phận không rõ đội ngũ từ ngầm động vụn trộn nhập cảnh Akala, hết thảy 6 người. Triệu Thiên Thân phận không rõ Hình chiếu trạng thái dưới quyền hạn của ta có hạn chế, tạm thời phân biệt không ra, bọn hắn đều tới khu vực mới, nhưng có thể xác định không phải ở đây bất kỳ bên nào. Lão bản nương nói, ta cho rằng kẻ đến không thiện, nếu không phải cùng một sào tương quan, tốt nhất đừng gặp gỡ. Đã biết, bên tai trong máy bộ đàm kia nhỏ xíu xa 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 tiếng biến mất, đèn sáng số lượng một cũng tắt đi. Triệu thiên hướng tới mũ rơi xuống phương hướng chậm rãi đến gần, bên tai truyền đến tiếng súng càng ngày càng ít, cuối cùng dần dần bình tĩnh chu tiện biết bọn hắn sau khi thành công lập tức cùng tuần tra quân nhóm lấy được liên hệ chuẩn bị qua đi tiếp ứng triệu thiên xác định nguy hiểm đều bị rõ ràng về sau mới từ che chắn vật dưới ngồi dậy vừa đi về phía trước một bước liền gặp mũ bên cạnh xuất hiện một đôi đôi chân dài chân dài chủ nhân ở trước mặt nàng xoay người đem mũ nhặt lên trần mệ tay phải nhiễm máu tại là dùng tay trái liền vì nhặt cái mũ một mực trốn tránh không đánh trả nam nhân dễ nghe trong thanh âm xen lẫn mấy phần trào phúng. Triệu Thiên liếc mắt hắn máu chảy tay phải, chính là điểm bị thương ngoài da. Nó là ta cùng ngươi mượn, xong việc sau trả lại ngươi. Triệu Thiên nói, ném đi sợ ngươi làm cho ta bồi. Trần mệ nhìn nàng nói, không thường nổi sao. Triệu Thiên trấn định trả lời, không thường nổi. Máy truyền tin một chỗ khác hoắc thu nhận hí hư nói ngươi đây cũng quá thảm rồi đi. Chu tiện an ủi nàng nói. Học muội đừng hoảng hốt, thật ném đi chúng ta cho ngươi chúng trù. Triệu thiên nghe không khỏi đưa tay gãi đầu một cái, muốn cười lại trở ngại trần mệ ở đây mà kìm nén, chính là trong mắt ý cười không có thể chịu ở. Trần mệ nói. Tới. Triệu thiên lần này nghe lời đi tới. Vừa tới nhân thân trước liền gặp Trần Mệ đưa tay đem mũ mang nàng trên đầu. Trần Mệ tiếng vang nói nếu là ném đi ngươi liền theo gấp trăm lần hoàn lại đi. Chu tiện cùng hoắc thu nhận đều bị hắn kinh trụ, gấp trăm lần hoàn lại. Ngươi mẹ nó thật đúng là cái thương nghiệp quỷ tài. Triệu thiên sửng sốt một chút, ngươi là muốn ta phá sản sao? Vậy ngươi cũng đừng ném đi. Trần mẹ nghi người nhìn nàng lúc nở nụ cười, hoặc là trả lại cho ta. Hắn đã muốn trưởng thành, vô luận là thể trạng vẫn là tâm trí, đều là một cái thành thục nam nhân nhưng hắn ngẫu nhiên lúc cười lên nhưng lại có thiếu niên sạch sẽ mỹ hảo, chẳng sợ trong lúc vui vẻ mang theo trào phúng hoặc là ngạo mạn, đều đã làm cho người ta từ trong đáy lòng cảm thấy đẹp mặt, mà không phải chán ghét. Đại khái đây chính là mị lực cá nhân đi. Triệu Thiên đưa tay đè ép ép vành nón, tránh đi trần mệ ánh mắt, nghĩ rằng ta còn bảo hộ không được một cái mũ sao. Vì thế nàng không có đem mũ trả lại, mà là cất bước vòng qua trần mệ, lập tức hướng vũ khí hạng nặng cổ xe đi đến. Thứ 20 chương 675 triệu thiên phụ trách lái xe, Trần Mệ đi khống chế đai vũ khí, hai người mở ra giành được vũ khí hạng nặng hướng sát vách ngã tư đường tiến đến chi viện hứa thiểu du. Thủ vệ quân ngay từ đầu cũng không có nghĩ tới hôm nay sẽ có như thế đại quy mô tai nạn xuất hiện, chỗ lấy vũ khí cùng nhân số đều không đối địch mặt. Tại đây ngắn ngủi trong giao chiến, bọn hắn thậm chí cần cầm lấy địch quân vũ khí đến tiếp tục chiến đấu bảo vệ mình cùng người khác cho nên lần này cướp được địch quân một cổ vũ khí hạng nặng đối triệu thiên bọn hắn mà nói là phi thường may mắn lại hữu dụng triệu thiên kỹ thuật lái xe siêu thần trần mệ định vị khống chế đánh một cái chuẩn lại thêm chu tiện tại phía sau phụ trợ quả thực thế không thể đỡ hứa thiểu du tại sát vách khẽ kéo n đem người thành công mang rời khỏi mở siêu thị phụ cận sau liền cùng những quân không chính quy này bắt đầu chơi chơi trốn tìm mức độ lớn nhất kéo dài thời gian chờ đợi chi viện cũng may hắn vũ khí năng lượng hao hết trước đó rốt cục chờ đến nhìn số lớn tuần tra quân nhóm tiến vào ngã tư đường cứu viện lâm nguy nhân viên tránh ở bên đường trong phế tích hứa thiểu du không khỏi nhẹ nhàng thở ra khi nhìn thấy phía sau có vũ khí hạng nặng cổ xe khi đi tới hắn lập tức giữ vững tinh thần đến lại nhìn thấy người trên xe là Trần Mệ. Hứa Thiểu Du đại hỉ, vượt qua bên cạnh che chắn vật lao ra hô. Trần Mệ. Vẹ, bỗng nhiên buông lỏng về sau, trong dạ dày ác sóng nháy mắt lật trào ra. Triệu Thiên đem xe đứng tại bên cạnh hắn, mắt nhìn ói lên ói xuống hứa Thiểu Du, như có điều suy nghĩ hỏi. Trông thấy Trần Mệ như thế để ngươi buồn nôn sao? Hứa Thiểu Du khoát tay. Không phải oa ẹ, Trần Mệ một mặt ghét bỏ, chuyển động vũ khí miệng tại bên cạnh hắn bắn một phát súng hứa thiểu du dọa đến lập tức nhảy ra sắc mặt trắng bệch nhìn sang nói ta sai rồi ta thật không phải ý tứ kia ngươi làm sao có thể đối ta nổ súng triệu thiên nói Khi có người hứa thiểu du quay đầu mắt nhìn nhất thời buông lỏng cảnh giác không phát hiện bên cạnh còn ẩn giấu một cái mới vừa rồi bị trần mệ một thương xử lý hứa thiểu du càng hư quay đầu nói với trần mệ ta yêu ngươi huynh đệ. Ngươi nhanh ngậm miệng đi. Trần mẹ xuống xe đi đỡ hắn một phen, đem mang tới đã dùng máy truyền tin cho hắn. Hứa thiểu du đội máy truyền tin nói. Hai người các ngươi đoạt chiếc vũ khí hạng nặng sao? Ngưu bức. Phía trước tình huống thế nào? Triệu Thiên hỏi. Hứa thiểu du đơn giản giải thích một phen về sau, Triệu Thiên liền trước lái xe đi hỗ trợ. Trần mẹ lưu lại chờ tới tụ hợp chu tiện cùng hoắc thu nhận. Hứa thiểu du phun đủ sau té nằm một khối hơi có vẻ sạch sẽ trên mặt, nhìn thắp trời đầy sao lẩm bẩm, cuối cùng là có thế nghỉ ngơi sẽ. Trần mệ thì là nhìn hướng tây nam phương hướng, bên kia như cũ có bạo tạc phát sinh. Lịch luyện sinh phụ trách khu vực uy hiếp lớn nhất dù cho kia hai chiếc vũ khí hạng nặng, cái khác tạp bài quân đều bị thanh lý không sai biệt lắm, nay số lớn tuần tra quân bắt đầu lục soát cứu, đem lâm nguy đám người chuyển di đi an toàn khu vực. Bên này mặc dù yên tĩnh trở lại, nhưng chiến tranh lại còn không có kết thúc. Chu Tiện cùng Hoắc Thu Nhận rất nhanh liền chạy tới, hai người xuống xe hỗ trợ sơ tán đám người, loay hoay đầu đầy mồ hôi. Hứa Thiểu Du nghỉ ngơi ngắn ngủi một chút, sắc mặt mặc dù vẫn như cũ không hề tốt đẹp gì, nhưng cùng mình các đội hữu cùng một chỗ, tâm tính nhưng là dễ dàng không ít. Hắn nhìn tuần tra quân nhóm tiến vào siêu thị, giúp đỡ thụ thương Akala nhân dân ra. Tiểu cô nương không tiếp tục khóc, lại ôm chặt ôm nàng tuần tra quân. Hứa thiểu du trầm mặt nhìn tiểu cô nương bị đưa lên xe, thấp giọng nói. Bọn hắn đến tột cùng vì cái gì mà chiến? Đêm nay thương vong lớn nhất không phải thủ vệ quân, mà là Akala nhân dân. Phản người trong liên minh hành động lúc, không có cố kỵ đến các bình dân. Bọn hắn có lẽ đối ở tại khu vực mới đám người sinh lòng oán hận, nhưng này cũ thành khu người đâu. Bọn hắn không có bất kỳ cái gì đặc quyền, vẫn như cũ chết tại bạo tạc cùng bắn phá bên trong. Triệu Thiên ngồi ở trong xe không nói chuyện, ngẹo đầu thần sắc bình tĩnh nhìn tràn đầy cổ xe hài cốt con đường. Trần mẹ dựa lưng vào cửa xe, cúi đầu kiểm tra vũ khí trong tay, tay phải của hắn có một đạo thật dài quẹt làm bị thương, đem hắn tay áo màu trắng nhuộm đỏ không ít. Hoắc thu nhận tại trong siêu thị chơi đồ máy quẹt thẻ, xác định cái đồ chơi này hỏng sau một mặt bất đắc dĩ, trên người mình lại không có mang tiền mặt hắn nhìn chung quanh, cuối cùng đi đến một tạp bài quân bên người, lật khắp người toàn thân túi sau tìm ra mấy trăm khối đến. Đem tạp bài quân tiền đặt ở trên quầy, hoặc thu nhận cầm nước và thức ăn ra phân cho các đội hữu. Cũ thành khu cùng khu vực mới cực đoan so sánh sinh hoạt trình độ cùng hoàn cảnh, Akala tổ chức phản liên minh hành động mặc dù không phải là không có lý do, nhưng là đêm nay cái này giao chiến môn quy thật sự là vượt quá tưởng tượng. Chu tiện xuống xe hướng mấy người đi tới, chào mày, thần sắc nhìn qua có mấy phần ngưng trọng, mặc kệ bọn hắn vì cái gì mà chiến, đều phải vì chuyện tối nay phụ trách. Hoắc thu nhận đem nước đưa cho Trần Mệ, Trần Mệ vừa nắm bắt tới tay, phía sau Triệu Thiên liền giao xuống xe cửa sổ. Hai người liếc nhau về sau, Trần Mệ đem nước đưa tới. Hứa thiểu du uống nước tốt miệng rửa mặt, thế này mới cảm giác thanh tĩnh không ít. Huấn luyện viên cho ra lệnh cho chúng ta đã muốn hoàn thành. Hứa thiểu du nói không có chỉ thị của hắn chúng ta chỉ có thể đợi tại phiến khu vực này dù cho còn không có chính thức tiến vào quân đội nhưng tuân thủ mệnh lệnh lại là nơi nào đều như thế ta liên lạc không được hắn không biết có phải hay không là giống như ngươi máy truyền tin xảy ra vấn đề chu tiện xuất ra quan não đem trước nhận được akala địa đồ mô hình phóng ra chỉ lấy bọn hắn trước mắt vị trí nói mà lại ta phát hiện một chút kỳ quái sự tình triệu thiên chính uống nước nghe lời này sau liếc mắt xây mô hình địa đồ lão bản nương cho tân thủ gói quà lớn từ đồ bên trên tiêu ký có thể thấy được phản liên minh chủ yếu nhằm vào là tây nam khu bọn hắn chôn thiết bạo tạc điểm đều là akala khu vực mới so khá nổi danh địa điểm hết thảy năm nơi mà mà lại hoàng mỹ lách qua tuần tra quân thời gian cùng vị trí nổ tung chu tiện nói tới đây lúc dừng một chút phủi đi lấy địa đồ đem tiêu ký chỉ cho các đội hữu nhìn nơi này tiêu ký phản liên minh chủ yếu thế lực đều cùng thủ vệ quân ẩn tàn điểm đối đầu từng cái tiểu đội điểm tại khai chiến sau đều bị cấp tốc công phá mà lại thủ vệ quân điều tra đến dẫn bạo điểm chuẩn bị tháo dỡ lúc bọn hắn đều có thể trước tiên dẫn bạo chu tiện cường điệu nói mỗi một lần ở đây vài vị đều là người thông minh nghe đến đó đã muốn có thế phát giác đầu mối thủ vệ quân tiểu đội ẩn tàn điểm là chỉ có nội bộ mới biết Hắc thu nhận cao mày nói, "Nếu từng cái đều có thể đoán đúng nhưng cũng đã rất ghê gớm." Nhưng là dẫn bạo điểm không phải cùng thủ vệ quân Tâm Hữu Linh Tê, là bọn họ biết được thủ vệ quân hành động chỉ huy. Làm Trinh Sát hệ Hứa Thiểu Du đối loại sự tình này liền có vẻ mẫn cảm, không có bình thường đối cái khác nhiều chuyện chậm một nhịp, trực tiếp tổng kết nói, "Thủ vệ quân kênh bị quân địch nghe lén, hoặc là có nội ứng." Trần Mệ nói, từ dẫn bạo điểm việc này xem ra bị nghe lén khả năng tương đối lớn chu tiện nhẹ gật đầu ta cũng cảm thấy như vậy bất quá bọn hắn nếu là nghe lén chúng ta kênh hẳn là sẽ biết nói chúng ta muốn đi qua đoạt xe mới đối từ nơi này tiêu ký đoạn thời gian bắt đầu phản liên minh đối ngoại vây thế cục trưởng khống liền triệt để băng đối đầu chủ lực thủ vệ quân cũng không có trước đó như vậy hung mãnh nhất là đang đuổi đoạt chiến bên trong bọn hắn không còn giống trước đó như thế mỗi lần đều có thể tìm tới hứa thiểu du nói phản liên minh nghe lén bị thủ vệ quân phát hiện thủ vệ quân nếu phát hiện tại chặt đức nghe lén đồng thời cũng sẽ ra lệnh thông tri đổi đi mới tín hiệu nguyên nhưng chúng ta đều không có tiếp vào cái này thông tri chu tiện trầm tư nói nhưng từ khoảng thời gian này tiêu ký đến xem phản liên minh nghe lén thật là cắt đứt không sai vậy liền kỳ quái hứa thiểu du nhíu mày Mặc dù các đức nghe lén, bên này tiêu ký lại biểu hiện thủ vệ quân tiến lên lộ tuyến phản liên minh còn là có thể truy kích đến. Chu Tiện Dương mắt nhìn sang, thấp giọng nói: "Cho nên, ta hoài nghi thủ vệ quân bên trong có nội ứng." Hoắc Thu nhận cũng thấp giọng nói: "Nếu như là thật sự, kia liền đáng sợ." Triệu Thiên dù không nói một lời, nhưng trong lòng có mấy phần kinh ngạc. Những tin tức này đều là lão bản nương ẩn tàng chu tiện lại có thế trong thời gian ngắn như vậy từng cái tìm ra mà lại cấp ra chính xác hoài nghi cùng suy đoán hắn thấy rõ năng lực rất mạnh hệ chỉ huy danh nhân liền mấy cái như vậy hàng năm binh hệ lít đều là mấy cái kia đại lão ở giữa tranh đấu nhưng triệu thiên chưa từng nghe nói qua tên chu tiện hắn loại trình độ này không nên bừa bãi vô danh mới đối triệu thiên nhìn chu tiện như có điều suy nghĩ nếu quả như thật có nội ứng cũng không kỳ quái Trần Mệ Nhạc vừa nói. Phản Liên Minh thế lực Trường Kỳ chiếm cứ Akala đã muốn 10 năm, thời gian lâu như vậy bên trong, đầy đủ bọn hắn đem thế lực thẩm thấu tiến thủ vệ quân. Triệu Thiên nghe xong lại đảo mắt nhìn về phía Trần Mệ, người này lợi hại hơn. Đêm nay tập kích thật là mưu đồ đã lâu a, à, Phản Liên Minh tổ chức hiển nhiên là tại hạ một bàn cờ rất lớn. Hoắc Thu nhận quay đầu mắt nhìn căn cứ phương hướng, đón gió đêm cảm giác lạnh đến tận xương tủy muốn thật là như thế này, Akala nhưng liền không có một chỗ địa phương an toàn. Biên cảnh trong căn cứ có phản trong liên minh quỷ, câu đối này minh quân mà nói nhưng là chừng lấy trí mệnh tồn tại. Hứa Thiểu Du nói, mà lại dạng này đại quy mô tập kích, coi như Akala quan viên lại thế nào một nát cũng nên hướng lên bên cạnh báo cáo đi. Tin tức hẳn là trước tiên liền phát ra ngoài, lần này bọn hắn muốn giấu giếm cũng không gạt được. Chu Tiện nói, Triệu Thiên trong xe ăn mì bao, một mực không nói chuyện. Chu tiện mấy người lấy vì lần này tập kích liên minh nhất định sẽ đối Akala vấn đề coi trọng, nhưng Triệu Thiên lại biết, cơ phát ra đi tin tức tại vừa rời đi Akala cảnh nội liền bị tiêu hủy, căn bản là truyền không đến 13 khu. Nay Akala ngoại cảnh tín hiệu nguyên sớm tại phản liên minh tổ chức khai chiến lúc đã bị toàn bộ chặt đứt, Akala truyền đi tin tức, toàn đều sẽ bị tự động tiêu hủy ngoại cảnh tín hiệu che chắn phải vô cùng cao quyền hạn mới có thể mở ra, có năng lực làm được đế quốc cũng không phải là rất nhiều, nhưng Liên Minh là này bên trong một cái. Akala là liên minh phụ quốc, cùng liên minh khoảng cách xa xôi nhất, còn có so sánh 13 khu mà nói gian khổ hoàn cảnh, nhưng nó cũng không phải là nói buông tha cho liền có thể dễ dàng buông tha tồn tại. Tại cách bọn họ xa xôi 13 khu, có người vì Akala độc khu kiến thiết cùng nhân dân tương lai mà còn thật sự nỗ lực nhưng có lẽ là bởi vì khoảng cách quá mức xa xôi những người đó nhắn dùng thiện ý tại dài dòng trên đường bị lệch ra giải vặn vẹo đến akala lúc đã hoàn toàn thay đổi mà akala nhân dân ý nghĩ bởi vì thật mạnh trở ngại dẫn đến những người đó chưa từng nghe từng tới mâu thuẫn tích lũy tháng ngày rốt cục tại nào đó cái thời gian điểm bạo phát